Đồ thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 881, trò chơi bắt đầu. Tại Phương Nam Tường mang đến Thiên Hải thắng Thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát tin tức về sau, toàn bộ trong phòng họp lại một lần nữa an tĩnh lại, ở đây hơn năm được mùa các loại lão gia tử đều biết thắng Thiên hội là Diệp Thần Phong sáng tạo, trong lúc nhất thời từng đạo từng đạo toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân diệp lão ra tử diệp trấn hồng phi thường lấy rõ ràng chính mình cái này tôn tử tính cách vội vàng mở miệng nói ra thần phong lần này ngươi nhất định phải cho ta tỉnh táo một điểm lão dư bọn họ hôm qua mới vừa mới thu đến loại này không khỏi rượu bút ghi âm hôm nay lại truyền đến thiên hải thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát tin tức cái này đúng trọng tâm nhất định là đối phương cho ngươi cài bẫy thần phong ra ra ngươi nói không tệ thiên hải sự tình để cho chúng ta tới giúp ngươi giải quyết chúng ta nhất định sẽ cầm kẻ cầm đầu tìm ra, người liền không cần phải đi thiên hải mạo hiểm. Võ lão gia tử Vũ An Quốc cũng vô cùng đồng ý Diệp Trấn Hồng thuyết pháp. Đứng ở một bên phương Nam Tường đang nghe được Diệp Trấn Hồng cùng Vũ An Quốc lời nói về sau, trong lòng của hắn là bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần Phong mặc dù là thiên hải thắng thiên hội người sáng lập, nhưng là Diệp Thần Phong cho tới nay đóng vai cũng là vung tay trưởng quỹ nhân vật, mà thiên hải thắng thiên hội lúc trước cũng là phương nam tường đang giúp quản lý. Phương nam tường đối với thiên hải thắng thiên hội có dày đặc cảm tình, thậm chí thiên hải thắng thiên hội rất nhiều hạch tâm thành viên, phương nam tường cũng là cùng bọn hắn hòa mình, như hôm nay biển thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát ánh sáng, khẩu khí này hắn là tuyệt đối núi không trôi, bất kể như thế nào, hắn đều muốn quay về một chuyến thiên hải. Diệp thần phong đang nghe ra ra mình cùng Vũ An Quốc khuyên can về sau, hắn cũng không có dao động trong nội tâm quyết định, nếu như nói huyết ảnh tại thiên hải lời nói, như vậy thì xem như quốc gia lực lượng tham gia bên trong cũng là vô dụng, phải biết chiến lang là huyết ảnh thủ hạ, như vậy huyết ảnh thực lực khẳng định tại chiến lang phía trên, chiến lang thế nhưng là có tông cấp trung kỳ linh hồn lực, có thể nói huyết ảnh căn bản không phải quốc gia những lính đặc biệt kia hoặc là võ ác cảnh có thể đối kháng. Cho nên Diệp Thần Phong nhất định phải tự mình đi một chuyến thiên hải. Ra ra, Vũ ra Gia, ta biết các ngươi là tốt với ta, bất quá, lần này ta nhất định phải đi một chuyến thiên hải, thiên hải là ta chân chính trưởng thành địa phương, thiên hải thắng thiên hội đối với ta tới nói có ý nghĩa đặc thù, như hôm nay biển thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát ánh sáng, ta không thể trốn ở kinh thành xem như sự tình gì cũng không có phát sinh. Diệp Thần Phong dứt khoát kiên quyết nói ra, nghe được Diệp Thần Phong lần này kiên định lời nói về sau. Phương Nam Tường hai tròng mắt là sáng lên, mà diệp trấn hồng cùng vũ an quốc là bất đắc dĩ thở dài vũ an quốc nói ra trấn hồng thần phong chính là cái này tính cách ta đã sớm biết coi như chúng ta khuyên hắn cũng là vô dụng lúc trước chúng ta khuyên qua hắn bao nhiêu lần nhưng hắn có cái nào một lần là nghe chúng ta thần phong người đây không phải để cho ra ra ta lại nên vì ngươi nơm nớp lo sợ sao ngươi chẳng lẽ thì sẽ không thể nghe ra ra ta một lần diệp trấn hồng cau mày hỏi diệp thần phong hơi hơi lắc đầu nói ra 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 thật xin lỗi ta diệp thần phong không muốn làm đồ bỏ đi còn nhớ rõ đã từng ta mắc hoảng sợ thật đoạn thời gian kia sao khi đó ta diệp thần phong cũng là người kinh thành miệng người bên trong trò cười mà bây giờ đâu ở kinh thành còn có ai dám chế giễu ta diệp thần phong là kẻ ngu ra ra ta có thể có được hôm nay loại thực lực này cái này hoàn toàn là tại một lần lại một lần tử vong trước mắt phấn đấu đi ra với lại vận khí ta đều tương đối tốt đứng tại ta mặt đối lập người sau cùng toàn bộ bị ta đưa đi gặp diêm vương ra ta muốn lần này cũng sẽ không có ngoại lệ cho nên ta nhất định phải đi thiên hải thần phong ngoại thái công cùng ngươi cùng đi một chuyến nhiều cái người cũng nhiều cái chiếu ứng một bên tôn bác dịch mở miệng nói ra tôn bác dịch bọn người sớm tại tới phòng họp trước đó bọn họ liền từ phương nam tường trong miệng giải được tình huống cụ thể thần phong gần nhất thực lực vừa vặn tăng lên, ta cũng cùng đi với ngươi một chuyến. Tôn Hằng Phi cũng lập tức mở miệng nói. Thần Phong, tất nhiên Hằng Phi đều muốn đi, như vậy ta khẳng định cũng muốn đi. Tôn Hiểu Lệ cũng vội vàng nói ra. Diệp Thần Phong trong nội tâm là cười khổ lắc đầu, nói ra, lần này ta dự định một người đi thiên hải, các ngươi tất cả mọi người không cần đi theo ta, nói câu các ngươi không thích nghe lời nói thật, bằng vào ta thực lực các ngươi ở lúc mấu chốt, căn bản giúp không ta cái gì, ngược lại sẽ còn trở thành ta vướng víu. Diệp thần phong là cố ý nói ra lời nói này, vì là cũng là không muốn tôn bác dịch bọn người đi theo, nếu như huyết ảnh là tông cấp linh hồn lực cường giả, tôn bác dịch bọn người đi theo chỉ có muốn đi chịu chết phân. Thần phong, người lời nói ta thừa nhận nói đúng vô cùng, bất quá, đoạn cảm thấy lần này nhất định phải để cho người ta đi theo bên cạnh ngươi. Để tránh ngươi tại thời khắc nguy cấp còn làm ra một chút không chính xác lựa chọn, ta có thể không đi theo ngươi cùng đi, vậy liền để Hằng Phi cùng hiểu lệ cùng đi với ngươi, đến thiên hải về sau, ngươi có thể cho bọn họ lưu tại trong tử điếm, dạng này hẳn là liền sẽ không liên lụy ngươi đi. Bây giờ theo tôn bác dịch tuyệt đối là không thể để cho mình tăng ngoại tôn Diệp Thần Phong xảy ra chuyện, để cho tôn Hằng Phi cùng tôn hiểu lệ đi theo cũng là phòng ngừa Diệp Thần Phong làm ra không sáng suốt lựa chọn. Diệp thiếu ra, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ quay về một chuyến thiên hải, ta đối với thiên hải hiểu biết so với các người muốn quen thuộc, cho nên ta có thể giúp Diệp Thiếu ra người kịp thời dò thăm tin tức. Phương Nam Tường mở miệng nói ra. Thần Phong, liền để Hằng Phi cùng hiểu lệ đi theo đi. Dạng này ta cũng có thể yên tâm một chút, nếu là phát sinh sự tình gì, một hoàn bay cùng hiểu lệ cũng có thể trước tiên liên hệ ta. Diệp Lão gia tử gặp Diệp Thần Phong không đi thiên hải không thể, cho nên hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn nhượng bộ. Tại tôn bác dịch cùng Diệp Trấn Hồng thuyết phục phía dưới, Diệp Thần Phong chỉ có thể đồng ý để cho tôn hằng phi ích tôn hiểu lệ cùng phương Nam Tường. Ba người này đi theo hắn cùng đi một chuyến thiên hải, bên trong tôn hằng phi thực lực thuộc về tiên thiên trung kỳ, tôn hiểu lệ thực lực thuộc về tiên thiên đỉnh phong, mà phương Nam Tường thực lực thuộc về tiên thiên sơ kỳ. Rời đi kinh thành trước đó, hơn năm được mùa các loại lão gia tử đều căn dặn Diệp Thần Phong một phen, để cho Diệp Thần Phong chuyến này đi thiên hải nhất định phải chú ý mình an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm nhất định không thể cậy mạnh. Mà Diệp Thần Phong cũng toàn bộ đáp ứng, rời đi phong vệ doanh về sau, Diệp Thần Phong liền cùng Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Phương Nam Tường thẳng đến Kinh Thành Phi Trường, đi máy bay tiến về thiên hải. Hai giờ sau khi, Diệp Thần Phong bọn người thuận lợi đến thiên hải quốc tế Phi Trường, ở trên máy bay Diệp Thần Phong cơ hồ không có nói qua một lần lời nói hắn một mực đang tự hỏi đi vào thiên hải về sau, muốn thế nào cầm núp trong bóng tối huyết ảnh tìm cho ra. Tại Diệp Thần Phong bọn người đi ra thiên hải quốc tế phi trường thời điểm, một tên năm sáu tuổi tiểu nam hài trong tay cầm một cái phong thư, vội vã đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh, cầm phong thư đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra, đại ca ca, đây là vừa mới có vị trí thúc thúc để cho ta giao cho ngươi. Diệp Thần Phong tại tiếp nhận tiểu nam hài trong tay phong thư về sau, Hắn lông mày chặt chẽ nhăn lại đến, hỏi tiểu đệ đệ, "Để ngươi đem thư phong giao cho ta người ở nơi nào?" Tên kia tiểu Nam hài lắc đầu, nói ra, "Vị kia thúc thúc cho ta nhìn ngươi ảnh chụp, để cho ta ở phi trường cửa ra vào chờ ngươi, sau đó đem cái này phong thư cho ngươi, về phần vị kia thúc thúc đã sớm là rời đi phi trường, ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Nói xong, tên này tiểu Nam hài liền nhún nhảy một cái rời đi. Nhìn xem tên kia tiểu nam hài rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong bất thình lình cảm giác phảng phất tất cả mọi thứ đều có người đang cho hắn an bài một dạng, trong bóng tối có ánh mắt tại chăm chú nhìn hắn. Diệp Thần Phong cầm phong thư mở ra, phát hiện bên trong có chỉ hoàn toàn mới điện thoại di động, làm Diệp Thần Phong đưa điện thoại di động lấy ra thời điểm, chiếc di động kia đột nhiên vang lên, Diệp Thần Phong sững sờ một lúc sau, hắn liền không chút do dự kết nối đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo âm trầm âm thanh diệp thần phong ta nói qua chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt bất quá ta không muốn ngươi nhanh như vậy liền chết ta thật lâu không có gặp được giống ngươi thú vị như vậy người ngươi có hay không hứng thú cùng ta tới chơi cái trò chơi bất quá coi như ngươi trả lời không có hứng thú cái trò chơi này ngươi cũng nhất định phải chơi với ta bởi vì từ ngươi đi vào thiên hải giờ khắc này lên cái trò chơi này liền đã bắt đầu Ta cho ngươi chiếc điện thoại di động này, ngươi tốt nhất vì thời duy trì thông suốt, tại chiếc điện thoại di động này bên trong có một đoạn không sai video, với lại ta tại trong video cũng nói rõ ràng lần này trò chơi quy tắc, như vậy đón lấy liền để ta đến xem, ngươi Diệp Thần Phong IQ có phải hay không giống như thân thủ được rồi. Ngươi có thể giết chết chiến lang, cái này đầy đủ nói rõ thân ngươi tay hẳn là rất không tệ. Ta chờ mong ngươi biểu hiện. Tút 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 đầu bên kia điện thoại huyết ảnh căn bản không có cho Diệp Thần Phong nói chuyện cơ hội, tại hắn nói xong chính mình muốn nói chuyện về sau, hắn liền trực tiếp cầm điện thoại cho cúp máy. chương 882, trò chơi quy tắc, quật khởi khô lâu bang. Tại nhận được huyết ảnh điện thoại về sau, Diệp Thần Phong sắc mặt trở nên âm tình bất định, loại này giống như để cho người ta nắm cái mũi đi cảm giác, để cho trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Thần Phong, là ai điện thoại cho ngươi? Tôn Hiểu Lệ nhìn thấy Diệp Thần Phong khẽ biến sắc mặt về sau, nàng là vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, có một chút trong điện thoại di động cái kia trong video, đưa điện thoại di động trong kia đoạn video truyền phát ra, đồng thời Tôn Hiểu Lệ, Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường cũng nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Chỉ gặp màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện ở run run một lúc sau, chậm chậm bắt đầu trở nên rõ ràng màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện một cái 19 tuổi tả hữu thiếu niên, thiếu niên đang đứng ở hôn mê trạng thái, tại trên người thiếu niên còn bị trói một quả bom hẹn giờ, mà đang lúc lúc này trong video vang lên huyết ảnh âm thanh, Diệp Thần Phong, thật cao hứng ngươi có thể chơi với ta cái trò chơi này, tại ngươi cầm chiến lang giết chết cái kia buổi tối, ngươi liền đem ngươi tại thiên hải nữ nhân toàn bộ chuyển rời đến kinh thành đi. Với lại làm cho các nàng toàn bộ ở tại Diệp ra, này cũng thật đúng là để cho ta không có chỗ xuống tay, bất quá, ta đem người cái này em vợ cho chụp tới, ta nghĩ người hẳn là sẽ không mắt thấy người em vợ bị tạc đánh nổ chết a. Không sai, đoạn video này bên trong thiếu niên chính là võ hiểu phỉ đệ đệ võ kiệt, cũng chính là Diệp Thần Phong em vợ, khi nhìn đến Vũ Kiệt xuất hiện tại trong video về sau, Diệp Thần Phong trên thân tràn ra cuồn cuộn sát khí, bởi vì Diệp Thần Phong bọn người là đứng ở phi trường cửa ra vào cái này khiến chung quanh từ Diệp Thần Phong bên cạnh đi qua người đi đường thân thể không khỏi bỗng nhiên khẽ run rẩy. Trong video huyết ảnh âm thanh tại biến mất vài giây đồng hồ về sau, liền lại lần nữa xuất hiện, ta huyết ảnh xưa nay không giết vô danh chi bối, bởi vì bọn hắn căn bản không xứng chết tại trên tay của ta, nhớ kỹ lần trước ở trong điện thoại ta nói qua ngươi đủ tư cách để cho ta giết, đây chỉ là thuần túy tại trên thực lực ngươi đủ tư cách để cho ta ra tay với ngươi, Bất quá, con người của ta là chủ nghĩa hoàn mỹ người, lúc trước chết tại trên tay của ta người không riêng thực lực cường hãn, bọn họ trí lực cũng đều là phi phàm. Cho nên ta mới đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái chơi vui trò chơi, dùng cái này dùng để trắc nghiệm một chút ngươi IQ. Ngươi hẳn là nhìn thấy người em vợ trên thân chói viên kia bom hẹn giờ A. Bom hẹn giờ bên trên biểu hiện đếm ngược thời gian có 72 giờ, cũng chính là trọn vẹn 3 ngày thời gian, trong ba ngày qua chỉ cần ngươi tại thiên hải có thể tìm tới ta, trận này trò chơi coi như ngươi thắng, ngươi em vợ sở tại địa phương, ta cũng sẽ chính miệng nói cho ngươi biết. Bất quá, nếu như tại trong vòng ba ngày ngươi không có tìm được ta, như vậy ngươi em vợ chỉ có thể bị tạc đánh nổ thành thịt nát, đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi giống con con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung. Bom hẹn giờ là từ hôm nay không giờ tối điểm mới bắt đầu đếm ngược, từ ngày mai bắt đầu ta mỗi ngày sẽ cho ngươi một đầu manh mối nếu như ngươi đủ thông minh lời nói, dựa vào những đầu mối này liền đầy đủ tìm tới ta. Nếu như ngươi không quan tâm người em vợ chết sống, ngươi có thể không bồi ta chơi cái trò chơi này, làm cái trò chơi này kết thúc sau khi, người em vợ chẳng những sẽ chết, ta lần sau có lẽ liền sẽ đổ sát tại hắn trong thành thị thắng thiên hội cứ điểm, cũng có lẽ sẽ đem ngươi người bên cạnh từng bước từng bước bắt lại, thẳng đến ngươi chịu chơi với ta cái trò chơi này mới thôi đương nhiên ta huyết ảnh cũng tuyệt đối là một cái tuân thủ hứa hẹn người, Diệp Thần Phong, người tốt nhất hưởng thụ xong hôm nay đi. Bởi vì từ hôm nay không giờ tối ấn mở bắt đầu, người chỉ sợ hận không thể sẽ đem một phút đồng hồ xem như một giờ dùng, ta chờ mong ngươi là một cái thân thủ cùng trí tuệ gồm nhiều mặt người, dạng này ta mới có thể để ngươi trở thành trong tay của ta chân chính vong hồn. Huyết ảnh lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, trong điện thoại di động video cũng biến thành đen kịt một màu, đang nhìn xong đoạn video này về sau, Diệp Thần Phong trong thân thể phẫn nộ hung hăng sông đi lên, mà Tôn Hiểu Lệ, Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường bọn họ cũng lần lượt yên lặng không nói, trong vòng 3 ngày muốn tại Thiên Hải tìm ra một người đến, cái này nói nghe thì dễ. Diệp Thần Phong cầm huyết ảnh giao cho hắn điện thoại di động bỏ vào trong túi áo, vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có giữ vững tỉnh táo. Sau cùng mới có thể cầm võ kiệt cứu ra, cho nên hắn không thể để cho phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hắn đối tôn hằng phi đám người nói, chúng ta trước tiên tìm một chỗ ở lại, hôm nay trước tiên điều tra một chút thiên hải thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát sự tình. Cũng may tử vong du hí chân chính lúc bắt đầu ở giữa tại không giờ tối hôm nay điểm, cho nên Diệp Thần Phong không thể cầm hôm nay cho lãng phí. Làm Diệp Thần Phong bọn người đang chuẩn bị đánh một chiếc taxi xa ly mở thời điểm, một cỗ màu xám bạc xe thương vụ đứng ở Diệp Thần Phong bọn người trước mặt, từ màu xám bạc xe thương vụ bên trên đi xuống một cái trung niên bàn tử. Tên này trung niên mập mạp y phục trên người mười phần ngăn nắp, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong về sau, vội vàng nịnh nọt nói ra, Diệp thiếu ra, thật sự là ngài A. Ta là Chu Mậu Đức A, người hẳn là còn không có quên ta đi. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Thiên Hải thời điểm, cái này Chu Mậu Đức chính là nam khu phân cục cục trưởng, đồng dạng cũng đã giúp Diệp Thần Phong không ít việc, mà bây giờ Chu Mậu Đức lúc trước bởi vì Diệp Thần Phong quan hệ, cùng chính hắn năng lực đã trở thành thiên hải cảnh giới người đứng đầu. Diệp Thần Phong tại sướng sờ một lúc sau, hắn lập tức nhớ tới Chu Mậu Đức người này, nói ra, nguyên lai là Chu Lão ca người A. Người làm sao lại ở phi trường? Diệp Thần Phong muốn điều tra thiên hải thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát sự tình. Cái này Chu Mậu Đức không phải vừa vặn có thể giúp một tay sao? cho nên Diệp Thần Phong mới nhịn dưới tính tình cùng Chu Mậu Đức bắt chuyện đứng lên. Diệp Thiếu Gia, ta là tới phi trường tiến đưa một người, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Diệp Thiếu Gia Ngài, các người trước tiên ngồi lên ta xe đi. Ta biết Diệp Thiếu Gia Ngài là vì là thắng thiên hội sự tình mà đến, sau khi lên xe ta lại cùng Diệp Thiếu Gia Ngài nói rõ chi tiết nói tình huống, thuận tiện cũng sẽ giúp Diệp Thiếu Gia các người an bài chỗ ở phương. Chu Mậu Đức nhiệt tình giúp Diệp Thần Phong bọn người mở cửa xe. Tại màu xám bạc xe thương vụ khởi động về sau, ngồi ở vị trí ghế bên tài xế bên trên Diệp Thần Phong lập tức hỏi: Chu lão ca, người có biết hay không là ai đúng thắng thiên hội động thủ?" Đang lái xe hơi Chu Mậu Đức trên mặt lộ ra áy náy thần sắc, nói ra: "Diệp lão đệ, chuyện này không phải ta không muốn giúp bận biểu, chỉ là chúng ta trong tay không có nắm giữ đến mạnh mẽ chứng cư a." căn cứ cảnh sát chúng ta hàng loạt điều tra, các người thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát sự tình, phải cùng thiên hải khô lâu bang có liên quan. Khô lâu bang là gần nhất nửa năm mới tại thiên hải sáng tạo một cái bang hội, khô lâu bang tại thiên hải ngay cả cái tam lưu bang hội cũng không tính, nhưng chính là như thế một cái không có danh tiếng gì bang hội. Tại tối hôm qua đột nhiên như là một khỏa lưu tinh quật khởi, khô lâu bang bằng nhanh nhất tốc độ giết tiến vào thắng thiên hội trung quy bị chúng, chờ đến cảnh sát chúng ta lúc chạy đến đợi huyết chiến sớm đã là kết thúc, trong tay chúng ta cũng không có nắm giữ đến bất kỳ có quan hệ khô lâu bang chứng cứ phạm tội. Cho nên chúng ta cảnh sát cũng vô pháp xuất thủ đi đối phó khô lâu bang. Đi qua tối hôm qua khô lâu bang không khỏi rượu quật khởi về sau, tại thiên hải rất nhiều nguyên bản quy thuận thắng thiên hội bang hội, có chút là chuẩn bị gia nhập khô lâu bang, mà có chút thì là trở nên xuẩn xuẩn dục động đứng lên, chỉ sợ Thiên Hải Địa Hạ thế lực lại nếu không thái bình. Lái xe Chu Mậu Đức trong cổ họng là nhịn không được thở dài một hơi, nói tiếp, bất quá, Thiên Hải thắng Thiên Hội hội trưởng Trương Đại Phi hẳn là còn chưa chết, tối hôm qua chúng ta cũng không có tại trung quy phát hiện bọn hắn một nhà tử thi thể, ta nghĩ bọn hắn rất có thể là bị Khô Lâu ban người cho bắt đi. Ngồi ở phía sau Phương Nam Tường vừa nghe nói Thiên Hải thắng Thiên Hội hội trưởng khả năng còn chưa chết, hắn hai tròng mắt lập tức sáng lên ban đầu là hắn để cho Trương Đại Phi thay thế hắn vị trí. Trương Đại Phi lúc trước cùng hắn quan hệ phi thường tốt, với lại Trương Đại Phi cũng là một cái có năng lực người, cho nên Phương Nam Tường rời đi thiên hải thời điểm mới có thể lựa chọn để cho Trương Đại Phi ngồi lên thiên hải thắng thiên hội hội trưởng chi vị, bây giờ khi biết Trương Đại Phi khả năng còn chưa có chết. Như thế để cho Phương Nam Tường nghe được một cái không sai tin tức. Chu Lão Ca, Khô Lâu Bang Trung Quy chỗ địa chỉ ở đâu? ta hiện tại muốn đi một chuyến. Diệp thần phong âm thanh trầm thấp nói ra. Chu Mậu Đức nói ra, Diệp thiếu ra, hôm nay sáng sớm khô lâu bang liền tiếp thu thắng thiên hội trung quy chỗ. Bây giờ khô lâu bang trung quy chỗ cũng là trước kia thắng thiên hội trung quy chỗ. Khô lâu bang mấy tên khốn kiếp này, bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Diệp thiếu ra, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi một chuyến. Phương Nam Tường mắt bốc nộ hỏa nói ra. Ta hai cái cũng cùng đi. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng vội vàng nói ra. Tốt, Diệp thiếu ra, vậy ta trước tiên tiến đưa các người đến khô lâu bang chung quy chỗ đi, ta cũng liên lạc một chút thiên hải cảnh sát, nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, ta liền để thiên hải cảnh sát lập tức động thủ áp chế. Chu Mậu Đức không có chút nào do dự nói ra. chương 883, Nộ Hỏa Nhen Nhóm Khoảng 3 giờ chiều thời điểm, lưu loát ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống lúc trước thắng thiên hội trung quy chỗ bây giờ biến thành khô lâu bang trung quy chỗ tại khô lâu bang trung quy chỗ đứng ở cửa bốn tên khô lâu bang thành viên cái này bốn tên khô lâu bang thành viên trên mặt mang cực độ hưng phấn thần sắc phải biết thắng thiên hội chính là thiên hải đệ nhất đại bang sẽ mà hôm qua bọn họ khô lâu bang cái này không có danh tiếng gì bang hội nhưng là lấy mạnh mẽ thủ đoạn huyết tẩy thắng thiên hội trung quy chỗ hôm nay sáng sớm bọn họ khô lâu bang lại cường thế tiếp thu thắng thiên hội chung quy chỗ, để cho khô lâu bang nhất cử trở thành thiên hải nhất lưu bang hội. Bọn họ những này khô lâu bang thành viên địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, bây giờ bọn họ là lấy chính mình là khô lâu bang thành viên mà cảm thấy quang vinh. Khô lâu bang chung quy chỗ trong đại sảnh, đại sảnh hai cánh cửa là động thật chặt, ở đại sảnh chính giữa đứng đấy ba cái nửa người trên không mặc quần áo nam nhân, tại cái này ba nam nhân ở ngực phân biệt đâm vào một cái bộ xương màu đen, thanh sắc khô lâu cùng lam sắc khô lâu, cái này ba nam nhân chính là khô lâu ba người sáng lập, bởi vì bọn họ ở ngực đâm vào màu sắc khác nhau khô lâu, ba người bọn hắn ngoại hiệu tựu làm hắc khô lâu, thanh khô lâu cùng lam khô lâu. Mà giờ khắc này, tại khô lâu bang trong đại sảnh trừ có ba người này bên ngoài, còn có mặt khác một nam hai nữ, cái này một nam hai nữ phân biệt bị trói tại một cái ghế bên trên, Bên trong một người trung niên trên thân nam nhân là vết thương trồng chất, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ là mang theo bất khuất thần sắc. Hắn cũng là thiên hải thắng thiên hội hội trưởng Trương Đại Phi, mà đổi thành bên ngoài hai nữ nhân, bên trong một cái phong vận vẫn còn mỹ mạo thiểu phụ chính là Trương Đại Phi lão bà Tiến Huệ Lan. Một cái khác cùng Tiến Huệ Lan dáng dấp có mấy phần tương tự thiếu nữ chính là Trương Đại Phi nữ nhi Trương Hân Nhiên. Tiến Huệ Lan cùng Trương Hân Nhiên trừ sắc mặt có chút trắng bệch bên ngoài, các nàng hai mẹ con này trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, muốn so vết thương chẳng chịt, khóe miệng tràn ra máu tươi trương đại phi tình huống tốt nhiều. Audio điện tử võ tấn bền Hắc khô lâu là một người dáng dấp 10 phần thô cuồng trung niên nam nhân, thanh khô lâu là một cái mặt mũi tràn đầy dâu quai nón trung niên nam nhân, mà lam khô lâu là cái này tam đại khô lâu bên trong tướng mạo nhất là nhã nhận một cái bất quá, hắn nhìn về phía Tiến Huệ Lan cùng Trương Hân Nhiên mẫu nữ thân thể thì hắn trong đôi mắt thủy chung là mang theo một loại nào đó vẻ khát vọng. Hắc khô lâu ánh mắt trêu tức nhìn xem bị trói trên ghế Trương Đại Phi, cười lạnh nói ra, Trương Đại Phi, ước chừng tại nửa năm trước, huynh đệ chúng ta ba người trong lúc vô tình cứu ngươi nhất mệnh, lúc trước chúng ta đưa ra muốn gia nhập thiên hải thắng thiên hội, mà ngươi lại trực tiếp cự tuyệt chúng ta, ngay cả câu tối thiểu nhất cảm ơn cũng không có nói, Ngươi chỉ sợ không nghĩ tới có một ngày các ngươi toàn ra sẽ rơi xuống huynh đệ chúng ta ba người trong tay a. Thân thể bị trói trên ghế Trương đại phi, hắn cực lực giãy dụa một phen, đáng tiếc cái này căn bản là tốn công vô ích, đôi mắt trừng mắt hắc khô lâu, nói ra, ba người các ngươi cho là ta là ba tuổi hài đồng sao? Nửa năm trước sự tình căn bản chính là ba người các ngươi một tay an bài, giống các ngươi loại này tâm hoài quỷ thay người, ta làm sao có thể đủ để cho các ngươi gia nhập Thắng Thiên hội? lúc trước ta thật hối hận không để cho người giết các ngươi, hôm nay cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình, ai làm nấy chịu, người thả ta lão bà cùng nữ nhi, ta tùy ý các ngươi xử trí. Trương Đại Phi, người chỉ sợ còn không có làm rõ ràng tình huống A. Bây giờ các người toàn ra toàn bộ rơi vào tay chúng ta mặt, người căn bản không có cùng chúng ta bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Hắc Khô Lâu khinh thường nói ra. Đại ca, cùng Trương Đại Phi hỗn đản này dài dòng cái gì? Tối hôm qua vị thần bí nhân kia không chỉ có giúp chúng ta diệt thắng Thiên hội, hơn nữa còn ban cho chúng ta lực lượng cường đại, về sau ngày này biển chính là chúng ta huynh đệ ba người thiên hạ." Lam Khô Lâu đối Hắc Khô Lâu nói ra, ngay sau đó, trong thân thể của hắn liền dâng lên một cỗ khí thế cường hãn, bỗng nhiên một quyền hướng phía một bên một cái bàn đập tới, ầm. Một tiếng, cái bàn kia trong nháy mắt thay đổi tứ phân ngũ liệt. Nếu như Diệp Thần Phong ở chỗ này lời nói hắn khẳng định có thể cảm giác được Gia Lam Khô Lâu thuộc về tam cấp linh hồn lực tầng thứ. Mà Hắc Khô Lâu cùng Thanh Khô Lâu cũng đồng dạng là tam cấp linh hồn lực cao thủ, lấy bọn họ ba người này thực lực, tại người bình thường trong mắt tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ cấp bậc. Lam Khô Lâu tại cầm một cái bàn cho đánh nát về sau, hắn cười đi đến Tiến Huệ Lan trước mặt, đưa tay phải ra tại Tiến Huệ Lan trên mặt bắt đầu vuốt ve, mà bị trói lai thân thể Tiến Huệ Lan dùng sức rằng co, một bên trương đại phi phẫn nộ quát ẩm lên thả ta ra lão bà bằng không ta trương đại phi cùng các ngươi không xong mà đổi thành một bên trương hân nhiên thì là bối rối chảy ra nước mắt lam khô lâu trực tiếp một chân cầm đá vào trương đại phi ở ngực khiến cho trương đại phi trong miệng là phun ra máu tươi đến tiễn huệ lan kinh thanh hô đại phi đại phi tam đệ người vẫn là nóng lòng như thế a à. hôm nay chúng ta thời gian cũng dư giả nếu ngươi có thể từ từ sẽ đến. Hắc Khô lâu cũng không có ngăn cản Lam Khô lâu, trong miệng là không nóng không lạnh nói ra. Lam Khô lâu một bên vuốt ve tiến huệ lan gương mặt, vừa nói, nếu như ngươi nguyện ý chủ động hầu hạ huynh đệ chúng ta ba cái một lần, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ buông tha lão công ngươi cùng nữ nhi, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, đương nhiên chúng ta cũng có thể đối với ngươi dùng sức mạnh, sau đó tại đối với con gái của ngươi dùng sức mạnh mà lão công ngươi sau cùng khẳng định sẽ mệnh tang cửu quyền bị trói chặt thân thể Tiến huệ lan đã là hoàn toàn tuyệt vọng nàng đang nghe lam khô lâu lời nói về sau nàng nhìn một chút thất kinh nữ nhi lại nhìn một chút trong miệng tràn ra máu tươi lão công nàng thật sự là không có lựa chọn nào khác nếu như hy sinh chính nàng có thể đổi về lão công cùng nữ nhi mệnh như vậy nàng nguyện ý ngươi nói là thật Tiến huệ lan run rẩy hỏi đương nhiên là thật hiện tại chỉ nhìn ngươi quyết định lam khô lâu vừa cười vừa nói huệ lan không nên đáp ứng những xúc sinh này bọn họ tuyệt đối sẽ không tuân thủ tín dụng trương đại phi khàn cả giọng quát ầm um, lam khô lâu lại là một chân đá vào trương đại phi ở ngực trương đại phi ở ngực xương cốt hoàn toàn lõm xuống dưới cái này khiến tiễn huệ lan nước mắt là liên tục chảy ra quát ta nguyện ý ta nguyện ý các ngươi không cần thương tổn đại phi dạng này mới đúng chứ. Lam khô lâu cười giúp Tiến Huệ Lan buông ra dây thừng, sau đó lại đối hắc khô lâu cùng thanh khô lâu nói ra, đại ca, nhị ca, muốn không để các ngươi tới trước. Ngươi không phải đã sớm xem ra mở lớn mau nữ người sao? Lần này liền để ngươi tới trước đi. Hắc khô lâu cười phất phất tay nói ra. Lam khô lâu không kịp chờ đợi cầm chính mình cái quần cho cởi xuống, sau đó thân thể nằm thẳng trên mặt đất, đối tiền tể lan nói ra, tới đi, ta đại tẩu, ngồi vào ta thượng diện tới. Bị buông ra dây thường tiến Huệ Lan, nàng hàm răng cắn thật chặt bờ môi, thân thể liên tục run rẩy làm khô lâu khi nhìn đến tiến Huệ Lan do dự thần sắc về sau, hắn lập tức còn nói thêm, ta cho ngươi 5 giây thời gian, nếu như ngươi lại không chủ động ngồi lên tới lời nói, ta liền đối với con gái của ngươi ra tay. Huệ Lan, không cần, Huệ Lan, không cần, trương đại phi trên chán là nổi gân xanh. Tiền gây Lan nghe được Lam Khô Lâu muốn đối con gái nàng động thủ, nàng cuốn quyết cầm chính mình cái quần cho cởi ra, thân thể trực tiếp ngồi lên Lam Khô Lâu trên thân thể, tại thân thể nàng ngồi xuống trong tích tắc, nàng trong hốc mắt nước mắt là liên tục lan xuống, một sát na này, nàng làm nữ nhân liêm sỉ cùng tôn nghiêm toàn bộ sụp đổ. Mà Lam Khô Lâu tại thời khắc này là điên cuồng, dùng lực xé rách rơi Tiến Huệ Lan y phục, tại hắn cùng Tiến Huệ Lan làm xong sau khi vận động hắc khô lâu cùng thanh khô lâu cũng phân biệt chiếm hữu tiến huệ lan thân thể. Ở cái này quá trình bên trong, Trương Đại Phi trong cổ họng Thủy chung là đang gầm thét lấy, mà Trương Hân Nhiên thiếu nữ này nhìn thấy mẫu thân bị người nhục nhã tràng cảnh, nàng ánh mắt hoàn toàn trở nên mốc trệ, thân thể là run lẩy bẩy. a à, ta muốn cùng các ngươi liều, Trương Đại Phi không ngừng muốn tránh thoát mở trên thân thể dây thừng. Thật là một cái đáng ghét ra hỏa, bất quá, Lão bà ngươi vị đạo vẫn là rất không tệ. Lam Khô Lâu đi đến Trương Đại Phi trước mặt, một quyền đánh vào Trương Đại Phi ở ngực, Trương Đại Phi trong cổ họng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trái tim của hắn là chịu đến nghiêm trọng va chạm, có một cây mạch máu là hoàn toàn đứt gãy, đồng thời hắn trong đôi mắt thần sắc cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Các ngươi không phải đáp ứng buông tha ta lão công cùng nữ nhi sao? nguyên bản trong nội tâm bị tuyệt vọng chiếm hết tiến huệ lan điên cuồng hướng phía Lam Khô Lâu sông tới. Lam Khô Lâu trực tiếp chế trụ tiền tể lan cổ, răng rác. Răng rác, hắn cầm tiến huệ lan cổ xương cho bóp nát, diễu cật nói, chẳng lẽ ta nhất định phải tuân thủ mình nói qua lời nói sao? Ngu xuẩn nữ nhân, các ngươi, các ngươi đều không được chết tử tế diệp hội trưởng, diệp hội trưởng nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Trương Đại Phi trong miệng đứt quãng nói ra, hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong thân ảnh, lúc trước hắn may mắn gặp qua Diệp Thần Phong mấy lần mặt. Ô, Diệp hội trưởng, cái kia sáng tạo thắng thiên hội người, nếu như hắn đi vào thiên hải, ta làm khô lâu tự mình vặn gãy cổ của hắn. Lam khô lâu cầm tiến huệ lan thi thể ném xuống đất, trong miệng khinh thường nói ra. Âm, khô lâu bang chung quy chỗ đại sảnh cửa bị trong nháy mắt đá văng ra, diệp thần phong trầm ổn đi vào trong đại sảnh, hắn vừa rồi vừa vặn nghe được Lam Khô Lâu kêu gào, bởi vì không xác định Khô Lâu bang trung quy trong sở phải chăng có cao thủ tồn tại, cho nên Diệp Thần Phong để cho tôn, hằng phi bọn người ở lại bên ngoài, một mình hắn lẻn vào Khô Lâu bang trung quy trong sở. Đồng dạng, Diệp Thần Phong cũng tại phương Nam Tường trên điện thoại di động nhìn thấy Trương Đại Phi một nhà ba người chụp ảnh chung, làm Diệp Thần Phong đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Tiễn Huệ Lan toàn thân không có mặc bất luận cái gì quần áo thi thể, rất rõ ràng tiền khờ lan gặp phải nam nhân nhục nhã, mà làm Diệp Thần Phong nhìn thấy đã hấp hối Trương Đại Phi thì trong lòng của hắn nộ hỏa là hoàn toàn bị nhen lửa. Từ biết được thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát một khắc kia trở đi, Diệp Thần Phong liền một mực đang tận lực áp chế phẫn nộ, vì là cũng là duy trì một khỏa tỉnh táo đầu não, mà bây giờ trong lòng của hắn nộ hỏa giống như lao nhanh liệt mã nhóm, hoàn toàn trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, Hắn không muốn lại đi tận lực áp chế nộ hỏa. Chương 884, hóa thân ma quỷ, máu chảy thành sông. Hấp hối Trương Đại Phi, hắn ánh mắt mơ hồ nhìn thấy Diệp Thần Phong thân ảnh về sau, môi hắn liên tục ngọ nguậy, thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng ngắc, nhìn thấy một màn này Diệp Thần Phong, hắn không nhìn thẳng Tam Đại Khô Lâu, hắn đi vào Trương Đại Phi bên cạnh, khi hắn đã kiểm tra Trương Đại Phi tình huống thân thể về sau, hắn trong lòng là bất lực lắc đầu trương đại phi trên trái tim mạch máu hoàn toàn đứt gãy trái tim đồng dạng là đã suy kiệt coi như diệp thần phong lập tức dùng linh hồn lực đi sửa bổ sung cái này chỉ sợ cũng không kịp nghe được trương đại phi trong cổ họng phát ra ô nghẹn ngào cổ họng âm thanh diệp thần phong đem lỗ tai xích lại gần trương đại phi một chút hỏi ngươi còn có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành diệp diệp hội trưởng giúp giúp ta chiếu cố nữ nhi của ta Suy yếu nói xong câu đó về sau, Trương Đại Phi đầu lâu liền buông xuống xuống dưới, một đôi tròng mắt là trường to lớn, Diệp Thần Phong dùng bàn tay cầm Trương Đại Phi hai tròng mắt cho khép lại, trong nội tâm thầm nghĩ yên tâm đi. Về sau con gái của người chính là ta Diệp Thần Phong muội muội, ta nhất định sẽ làm cho nàng ở cái thế giới này bên trên cuộc sống hạnh phúc xuống dưới. Một bên khác bị trói trên ghế Trương Hân Nhiên, nàng đầu tiên là nhìn thấy mẫu thân mình bị ba nam nhân cho nhục nhã, sau đó lại nhìn thấy mẫu thân mình bị bóp nát cổ xương, sau cùng lại tận mắt thấy cha mình chết ở trước mặt nàng, đây đối với 17 tuổi Trương Hân Nhiên tới nói quả thực là một cái ác mộng, một cái đủ để cho nàng thống khổ cả một đời ác mộng, trong hốc mắt nước mắt lần nữa lăn xuống đến, xinh xắn lanh lợi thân thể phát run càng thêm lợi hại. Bởi vì Trương đại phi trước khi chết một câu cuối cùng lại nói phi thường kém, cho nên cái này Tam đại Khô lâu còn chưa không biết Diệp thần Phong thân phận bọn họ gặp Diệp Thần Phong dám nghênh ngang đi vào khô lâu bang chung quy chỗ, bây giờ lại đem ba người bọn hắn cho hoàn toàn không nhìn, cái này khiến tam đại khô lâu là như thế nào cũng vô pháp chịu đựng. Một mặt thô kịch bộ dáng hắc khô lâu, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, quát tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi là thế nào trà trộn vào chúng ta khô lâu bang chung quy trong sở tới? Ta là Diệp Thần Phong, chuyên môn đến tiễn người bọn họ lên đường người. Diệp thần phong khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười dữ tợt, thật sự là cái này tam đại khô lâu xúc phạm hắn tuyến, nam nhân háo sắc cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là háo sắc lại không quản được chính mình chim, nhìn xem toàn thân không có bất kỳ cái gì quần áo tiến huệ lan thi thể, trong lòng của hắn nộ hỏa liền lặp đi lặp lại nhiều lần kéo lên đứng lên, khiến cho hắn trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động đứng lên. Diệp thần phong, cái kia sáng tạo thắng thiên hội người ngươi tới vừa vặn, để cho ta Lam Khô Lâu tới tự mình vặn gãy ngươi cổ. Lam Khô Lâu không biết sống chết cầm trong thân thể tam cực linh hồn lực tăng lên, không kiêng nể gì cả đối Diệp Thần Phong nói ra. Cạch 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 cạch. Mà đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền vào trong đại sảnh, không bao lâu thời gian, liền có hơn 100 tên cầm trong tay khảm đao khô lâu bang thành viên tràn vào trong đại sảnh. Lam khô lâu khi nhìn đến cái này hơn 100 tên thủ hạ về sau, Hắn thương hại nhìn một chút Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp hội trưởng, hôm nay xem ra là không cần đến ta động thủ. Cái này Tam đại Khô lâu là gần nhất nửa năm mới đi đến Thiên Hải, cho nên cũng không có được chứng kiến Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, chỉ là nói nghe đồn đã hiểu biết một chút Diệp Thần Phong sự tích, bất quá, có quan hệ Diệp Thần Phong đồn đại quá thần hồ thần một chút, cho nên cái này Tam đại Khô lâu đối với Diệp Thần Phong đồn đại là căn bản không tin. Các huynh đệ các người trước mặt vị này là trong truyền thuyết thắng thiên hội người sáng lập. Hôm nay vị này thắng thiên hội người sáng lập sắp chết tại trong tay chúng ta. Dùng các người nắm trong tay khảm đao đem chúng ta vị này diệp hội trưởng chặt thành thịt nát. Lam khô lâu cười lạnh quát. Các huynh đệ, ta tà tam đệ nói không tệ, vung vẩy lên trong tay các người khảm đao. Chúng ta khô lâu bang muốn thống lĩnh toàn bộ thiên hải địa hạ thế lực. Tương lai các người chính là chúng ta khô lâu bang bên trong nguyên lão hắc khô lâu là nói hùng tâm tráng trí. Các huynh đệ, các người còn đang chờ cái gì? Có thể thân thủ cầm thắng thiên hội người sáng lập chặt thành thịt nát, về sau đây cũng là các người đối với hậu bối nói khoác tư bản. Thanh khô lâu cũng lập tức quát. a à, 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 chặt thành thịt nát, chặt thành thịt nát. Cái này hơn 100 tên khô lâu bang thành viên đang nghe tam đại khô lâu ủng hộ về sau, bọn họ trong cổ họng là từng cái quái khiếu liên tục, Bọn họ phảng phất đã có thể đoán trước tương lai Khô Lâu Bang đứng lên đỉnh phong hình ảnh. Bị trói trên ghế Trương Hân Nhiên, nàng trong hốc mắt nước mắt là khóc khô, làm Trương Đại Phi nữ nhi, nàng bình thường thường xuyên tiếp xúc đến Thiên Hải Thắng Thiên hội cao tầng, mặc kệ là phụ thân nàng, vẫn là Thiên Hải Thắng Thiên hội cao tầng, trong miệng lớn nhất thường nhắc tới cũng là Diệp hội trưởng, nàng cũng từ phụ thân trong miệng giải được rất nhiều liên quan tới Diệp hội trưởng sự tình. Mà giờ khắc này, Trương Hân Nhiên nhìn xem sẽ đối mặt hơn 100 tên Khô Lâu Bang thành viên Diệp Thần Phong, nàng biết cho dù vị này trong truyền thuyết Diệp hội trưởng như thế nào thần kỳ, chỉ sợ tối nay cũng phải chết trong tay Khô Lâu Bang mặt, mà nàng cũng sẽ thành tam đại Khô Lâu đồ chơi, trong nội tâm nàng là hoàn toàn tuyệt vọng, bất quá, khi nàng nhìn thấy cha mẹ mình thi thể về sau, nàng thề chính mình nhất định phải sống sót, coi như trở thành tam đại Khô Lâu đồ chơi, bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể vì chính mình phụ mẫu báo thù. Diệp thần phong lãnh đạm nhìn một chút trước hết kêu gào lam khô lâu, trong lòng của hắn phẫn nộ hôm nay nhất định phải phát tiết ra ngoài, trong thân thể vương cấp linh hồn lực nhất thời phóng xuất ra, ầm, 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 bốn tiếng, lam khô lâu hai đầu cánh tay cùng hai đầu bắp đùi trong nháy mắt vỡ ra, huyết vụ đầy trời phiêu tán, lam khô lâu thân thể té ngã trên đất bên trên, hắn căn bản còn không có kịp phản ứng, trên mặt còn mang theo chiêu tức nụ cười, mà cả người hắn lại biến thành một cây nhân côn. A! À, tại Lam Khô Lâu kịp phản ứng thời điểm, trong cổ họng hắn lập tức phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, cái này khiến nguyên bản nóng lòng muốn thử hơn 100 tên Khô Lâu bang thành viên đình chỉ dưới chân bước chân. Mà Diệp Thần Phong lại không có dừng tay ý tứ, hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Khô Lâu trước mặt, phốc phốc một tiếng, hắn một chân hướng thẳng đến Lam Khô Lâu dưới hông đá tới, cầm Lam Khô Lâu đồ chơi kia hoàn toàn đạp thành thịt băm. Làm Khô Lâu đau đớn trong cổ họng điên cuồng gào thét, cả người thân thể liên tục run rẩy. Một bên hát Khô Lâu cùng Thanh Khô Lâu nhìn thấy một màn này về sau, hai người bọn họ ánh mắt chừng đến to lớn vô cùng, trong cổ họng là liên tục nuốt nước bọt, thần sắc trên mặt trở nên trắng bệch một mảnh, thân thể run rẩy, muốn nói hai câu cầu xin tha thứ lời nói, đáng tiếc là Diệp Thần Phong cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Âm, um, âm, um, âm, um, phanh, phốc 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 hắc khô lâu cùng thanh khô lâu cũng lần lượt biến thành hai cái nhân côn, với lại hai người bọn họ nửa người dưới đồ chơi kia cũng đều bị Diệp Thần Phong cho đạp bạo. Vừa rồi tam đại khô lâu còn tin thể mỗi ngày nói hùng tâm tráng trí lời nói, mà trong nháy mắt ba người này liền biến thành nhân côn, cái này có thể nói là phi thường châm chọc này hơn 100 tên khô lâu bang thành viên nhìn thấy ba vị lão đại trong khoảnh khắc biến thành bộ này thê thảm bộ dáng, bọn họ như thế nào còn dám đối với Diệp Thần Phong động thủ, từng cái dưới chân bước chân là liên tục lui lại lấy. Diệp thần phong không có ý định buông tha khô lâu bang bất kỳ một cái nào người, khi hắn muốn đối với khô lâu bang thành viên động thủ thời điểm, bị dây thường trói chặt trương hân nhiên nàng cũng không nghĩ tới truyền thuyết diệp hội trưởng sẽ như vậy lợi hại, nàng cổ họng khàn khàn hô trước tiên giúp ta buông ra dây thừng. Diệp thần phong mắt nhìn trương hân nhiên, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể linh hồn lực nhất động, trương hân nhiên trên thân dây thường liền đứt gãy ra, đối trương hân nhiên nói ra, ngươi trong đại sảnh chờ lấy ta, về sau ta chính là ca ca ngươi, ta sẽ chiếu cố ngươi lớn lên. Đối với trương hân nhiên căn dặn một câu về sau, diệp thần phong tựa như suốt lồng mãnh hổ hướng phía khô lâu bang thành viên sông tới, những này khô lâu bang thành viên đại đa số là chút nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, bọn họ là hung hăng hướng về đại sảnh bên ngoài bỏ chạy. Đối mặt Diệp Thần Phong công kích, bọn họ căn bản không có chút nào sức hoàn thủ phàm là Diệp Thần Phong thân ảnh chỗ đến, tất nhiên sẽ có máu tươi bay là tả, mà lần này Diệp Thần Phong lựa chọn là trực tiếp nhất phóng thích, dùng hắn quyền đầu trực tiếp oanh kích khô lâu bang thành viên, mỗi một cái bị hắn quyền đầu oanh kích đến thành viên, thân thể bọn họ liền sẽ trong nháy mắt bạo liệt thành một vũng máu sương mù, mà Diệp Thần Phong cũng không có đi né tránh những huyết vụ đó, cho nên rất nhanh Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp đều dính đầy máu tươi, như là nhất tôn từ trong địa ngục đi ra đẫm máu ma quỷ. Diệp Thần Phong đây là đang phóng thích, phóng thích trong lòng bị áp chế nộ hỏa. Chương 885, thứ nhất đầu manh mối. Thanh thiên ban ngày, Khô lâu bang trung quy trong sở là tiếng kêu rên liên hồi, từng cái Khô lâu bang thành viên là liều mạng muốn ra bên ngoài trốn, ngẫu nhiên đi qua Khô lâu bang trung quy chỗ người qua đường, bọn họ đang nghe làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết về sau, bọn họ sẽ lập tức quay đầu liền chạy. Tuy nhiên người nước hoa cũng là ưa thích tham gia náo nhiệt, nhưng là không có người sẽ đến tập hợp loại này náo nhiệt, bởi vì một cái không cẩn thận ngươi liền có thể vì vậy mà mất mạng. Máu me khắp người Diệp Thần Phong một đường giết ra khô lâu bang trung quy chỗ, khô lâu bang trung quy trong sở thành viên chỉ còn lại có 6 người, bọn họ vội vàng hấp tấp chạy ra trung quy trong sở, đáng tiếc là chu mậu đức bọn họ bởi vì nghe được động tính, bọn họ cầm lái xe đến trung quy chỗ cửa ra vào, chu mậu đức, tôn hiểu lệ, Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường đã là đi xuống xe. Này sáu tên chạy ra chung quy chỗ khô lâu bang thành viên, bọn họ khi nhìn đến Tôn Hiểu Lệ bọn người về sau, bên trong ba người cầm trong tay khảm đao hướng phía Tôn Hiểu Lệ, Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường xông tới, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là không hẹn mà cùng hướng phía bụng đầy ruột mập chu mậu đức xông tới, theo bọn hắn nghĩ bụng đầy ruột mập chu mậu đức hẳn là tốt nhất giải quyết. Lao ra khô lâu bang chung quy chỗ Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến tôn hiểu lệ bọn họ ngăn lại sáu tên khô lâu bang thành viên đường đi về sau, trong cổ họng hắn chỉ nói đơn giản một chữ, giết. Đối với tôn hiểu lệ các loại ba cái tiên thiên cao thủ tới nói, khô lâu bang thành viên căn bản là không có một chút đáng xem, bọn họ thuận tay liền đem hướng chính mình xông lại khô lâu bang thành viên cho giết. Diệp thần phong ngược lại là thật lo lắng chu mậu đức, tại hắn nhìn thấy có ba tên khô lâu bang thành viên hướng về chu mậu đức xông tới về sau, khi hắn muốn động thủ thời điểm. Hắn lông mày đột nhiên nhăn nhăn, bởi vì hắn giống như cảm giác được vừa mới trong tích tắc từ chu mậu đức trên thân tản mát ra dày đặc sát khí, loại này sát khí cũng không phải bình thường người có thể có được. Mà khi Diệp Thần Phong muốn lần nữa cảm giác một chút thời điểm, hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì sát khí tồn tại, chỉ gặp bụng đầy ruột mập chu mậu đức trên mặt đất liên tục lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong cổ hỏng quát, Diệp thiếu ra, cứu ta, Diệp thiếu ra, cứu ta. Nhìn thấy người phần chật vật cùng buồn cười chu mậu đức, Diệp thần phong cho rằng có thể là chính mình giết người quá nhiều. Vừa rồi cảm ứng sai lầm, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể linh hồn lực lập tức hướng phía ba cái kia công kích chu mậu đức khô lâu bang thành viên đánh tới, ba cái kia khô lâu bang thành viên trong nháy mắt thân thể vỡ ra. Mà chu mậu đức nhìn thấy như thế đẫm máu một màn về sau, hắn mập mạp thân thể nằm dạp trên mặt đất nôn mửa ra ngoài. Diệp Thần Phong đi đến Chu Mậu Đức bên cạnh, cầm Chu Mậu Đức đỡ lên, hỏi Chu lão ca: "Ngươi không có việc gì?" Chu Mậu Đức trà trà khóe miệng ô uế, sắc mặt trắng bệch nói ra: "Diệp thiếu gia, ta không sao, đa tạ Diệp thiếu gia ngài ân cứu mạng." "Diệp thiếu gia, đại phi bọn hắn một nhà ba miệng có ở đó hay không tại đây?" Phương Nam Tường vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong cầm những gì mình biết đơn giản nói với Phương Nam Tường một lần, cái này khiến phương nam tường trong nháy mắt trợn mắt chừng chừng không kìm lại được quát khô lâu bang những xúc sinh này, khô lâu bang những xúc sinh này. Diệp thiếu ra, hân nhiên là một cái tính cách ôn nhu nha đầu. Ta không biết nhà đầu này có thể hay không gắng ngượng qua cửa này, chúng ta nhanh đi nhìn xem nha đầu này. Phương Nam Tường đau thương nói ra. Nghe Phương Nam Tường kiểu nói này, Diệp Thần Phong mới cảm giác được không thích hợp, Vừa rồi Trương Hân Nhiên thế nhưng là để cho hắn giúp đỡ buông ra dây thừng, Trương Hân Nhiên sẽ không phải trong đại sảnh làm ra cái gì chuyện điên rồi. Thế là diệp thần phong bọn người nhanh chóng hướng phía khô lâu bang chung quy chỗ trong đại sảnh chạy tới. Làm diệp thần phong đám người đi tới trong đại sảnh thời điểm, bọn họ là hoàn toàn sửng sốt, chỉ gặp Trương Hân Nhiên trong tay cầm một cái sắc bén dao găm điên cuồng tại hướng về tam đại khô lâu trên thân thể đâm tới tam đại khô lâu sớm đã bị Diệp Thần Phong chuẩn bị thành rén côn. Cho nên cái này tam đại khô lâu căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho Trương Hân Nhiên dùng dao găm trên người bọn hắn đâm ra một cái lại một cái lỗ máu. Nguyên bản Diệp Thần Phong giữ lại tam đại khô lâu mệnh, là muốn từ tam đại khô lâu trong miệng hiểu biết một ít chuyện, mà bây giờ tam đại khô lâu trên thân là thủng trăm ngàn lỗ, ấm áp máu tươi không ngừng từ tam đại khô lâu thân thể trong vết thương chảy ra, cái này Tam Đại Khô Lâu trên thân thể sớm đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, căn bản không có bất luận cái gì một tia sinh cơ, cái này khiến Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn xem như cũng đang không ngừng khu tay dao găm, trên quần áo bị Tam Đại Khô Lâu máu tươi tung tóe đầy trương hân nhiên, Diệp Thần Phong nói ra, "Phương ca, để cho nha đầu này phát tiết một chút. Dạng này mới có thể để nha đầu này tâm tình tốt một chút." Phương Nam tường là im lặng gật gật đầu. Sau 10 phút, tam đại khô lâu thi thể đã sớm không ra bộ dáng, mà Trương Hân Nhiên nhà đầu này kinh lịch trải qua cực độ bi thương, lại đem trong thân thể lực lượng toàn bộ dùng xong, rốt cục cũng nhịn không được nữa, hai chồng mắt khép lại bất tỉnh đi. Diệp thần phong đi qua cầm thuộc về đang hôn mê Trương Hân Nhiên ôm, đối chu Mậu Đức nói ra, chu Lão Ca, người gọi điện thoại để cho cảnh phương tới xử lý một chút tại đây sự tình. Mà Phương Nam Tường cũng cầm Trương Đại Phi cùng Tiến Huệ Lan thi thể cho mang đi, hắn hiện tại có thể làm liền là thật tốt an táng cái này một đôi phu thê. Bóng đêm mê ly Khô lâu bang tại thiên hải quật khởi giống như đàm hoa nhất hiện, tối hôm qua mới vừa vặn huyết tẩy thắng thiên hội trung quy chỗ, hôm nay khô lâu bang trung quy chỗ liền bị huyết tẩy, thiên hải địa hạ thế lực lại một lần nữa sôi trào lên, không có người biết là ai huyết tẩy khô lâu bang, có người suy đoán là người trong truyền thuyết kia Diệp Hội trưởng, cũng có người suy đoán là Khô Lâu Bang hành vi quá phách lối, bởi vậy đắc tội không nên đắc tội với người, dù sao tất cả mọi người là chúng thuyết phân vân. Mà Diệp Thần Phong bọn người rời đi Khô Lâu Bang trung quy cho nên về sau, bọn họ liền tới đến Chu Mậu Đức An bài trong tử điếm, Diệp Thần Phong một người ở tại gian phòng của mình bên trong, trên người hắn đã thay xong quần áo sạch, mà Trương Hân Nhiên thì là để cho tôn hiểu lệ đời trước vì là chiếu cố dù sao Trương Hân Nhiên là cái nữ sinh, Diệp Thần Phong đương nhiên không tiện đi giúp Trương Hân Nhiên tắm rửa loại hình. Tam đại khô lâu chết thảm tại Trương Hân Nhiên nhà đầu này giao găm dưới, cái này khiến Diệp Thần Phong ngay cả một điểm manh mối cũng không có tìm tới, mà đêm nay linh điểm cũng là trò chơi chính thức lúc bắt đầu ở giữa, hắn tuyệt đối không thể để cho võ kiệt bị tạc đánh nổ chết, cho nên hắn nhất định phải cầm huyết ảnh tìm cho ra. Trên tường đồng hồ bên trong kim dây tích đáp, tí tách, chuyển động, Mắt thấy đã là nửa đêm 11 giờ 30, có thể Diệp Thần Phong ngay cả một điểm buồn ngủ cũng không có, hắn cũng không thích loại này không biết cảm giác, còn có huyết ảnh loại hành vi này, để cho trong lòng của hắn là thật phẫn nộ, trong lòng của hắn thể sớm muộn gì muốn đem huyết ảnh cho chém thành muôn mảnh. Trong nháy mắt, nửa giờ vội vàng trôi qua, khi thời gian vừa lúc là nửa đêm không giờ thời điểm, Diệp Thần Phong trong túi chuông điện thoại di động vang lên hắn cầm huyết ảnh cho hắn chiếc di động kia cho lấy ra, không chút do dự đè xuống kết nối khóa, nói ra, người có chuyện gì tình liền hướng ta Diệp Thần Phong đến, ta Diệp Thần Phong tùy thời đều có thể phụng bồi, người tuyệt đối không nên thương tổn bên cạnh ta người, ta Diệp Thần Phong thề, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ha 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 đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận băng lãnh tiếng cười, huyết ảnh âm chìm nói ra, Diệp Thần Phong, không nên quên, giữa chúng ta trò chơi hiện tại chính thức bắt đầu, nếu như ngươi không bảo trì một khỏa tỉnh táo đầu não lời nói chỉ sợ ngươi ba ngày sau đó chỉ có thể vì ngươi em vợ nhặt xác tốt trở lại chuyện chính ta là tới cho ngươi đầu thứ nhất manh mối đầu thứ nhất có thể tìm tới ta manh mối tại thiên hải nam ninh đường một đầu trong ngõ nhỏ phát sinh cùng một chỗ huyết án bên trong có ba nam nhân bị giết chết ta đầu thứ nhất manh mối liền giấu ở cái này ba nam nhân ở giữa ngươi bây giờ liền có thể đi điều tra đúng diệp thần phong chúc ngươi may mắn. Tút tút tút, nghe trong điện thoại huyết ảnh bình thản không có gì là âm thanh, cái này khiến Diệp thần phong nộ hỏa là thiêu đốt càng thêm tràn đầy, bất quá, hắn bây giờ căn bản tìm không thấy huyết ảnh, coi như hắn tức giận nữa lại có thể thế nào. t r u i e n c u a t u i n e T cho nên, Diệp thần phong chỉ có thể tận lực trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn muốn đem võ kiệt cho hoàn hảo không chút tổn hại cứu ra, tất nhiên huyết ảnh muốn chơi cái trò chơi này, như vậy Diệp Thần Phong liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa, để cho huyết ảnh chính mình đùa lửa. Mà khi Diệp Thần Phong tại nhận được huyết ảnh điện thoại thời điểm, thiên hải cảnh cục Chu Mậu Đức trong văn phòng, Chu Mậu Đức mập mạp thân thể ngồi tại trên ghế ra, trong tay hắn cầm một cái điện thoại di động, mà trên mặt hắn thì là treo một vòng nụ cười. chương 886, Phát giác chân tướng Buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, thiên hải sở cảnh sát chu mậu đức trong văn phòng diệp thần phong tôn hằng phi phương nam tường cùng chu mậu đức đều chán nản ngồi trên ghế tại dạng sáng linh điểm diệp thần phong nhận được huyết ảnh điện thoại về sau hắn lập tức liên hệ chu mậu đức sau đó cùng tôn hằng phi phương nam tường cùng rời đi tử điếm về phần tôn hiểu lệ thì là lưu tại trong tử điếm chiếu cố trương hân nhiên diệp thần phong bọn người ở tại rời tử điếm về sau bọn họ lập tức đi một chuyến thiên hải nam ninh đường khi bọn hắn đi vào Nam Ninh đường ngõ hẻm kia về sau, nơi đó đã là bị cảnh sát dùng cảnh giới tuyến cho vây quanh, mà Chu Mậu Đức Tại nhận được Diệp Thần Phong điện thoại về sau, hắn cũng ngay đầu tiên đuổi tới hiện trường. Chết trong ngõ hẻm là ba cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, cái này ba cái trung niên nam nhân cũng là bị nhất đao phong hầu, trên thân thể không có bất kỳ cái gì dẫy dụa hiện tượng. Lúc trước Diệp Thần Phong mang theo thủ sáo cẩn thận kiểm tra một chút cái này ba cái trung niên nam nhân, cũng không có tại cái này ba cái trung niên nam nhân trên người có bất luận phát hiện gì. Đồng thời ở đây cảnh sát cũng rất nhanh xác định cái này ba cái trung niên nam nhân thân phận, bên trong một tên giữ lại tiểu hồ tử trung niên nam nhân tên là Giang Xuân Mậu, chính là bán thịt heo người bán hàng rong, một tên khác tóc thưa thớt trung niên nam nhân tên là Hoa Đức Thủy, chính là bán y phục người bán hàng rong, một tên sau cùng trên cằm có đạo vết sẹo trung niên nam nhân tên là Chu Nhân Thiên, chính là bán nước quả người bán hàng rong. Cái này ba cái trung niên nam nhân thân phận không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi, tại hiện trường không có bất kỳ cái gì phát hiện về sau, tại cảnh sát chỉ huy dưới, Diệp Thần Phong bọn người lại phân biệt đi một chuyến cái này ba cái trung niên nam nhân trong nhà, tại cái này ba cái trung niên nam nhân trong nhà tử tử tế tế dở một lần, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện. Sau cùng Diệp Thần Phong bọn người chỉ có thể trước quay về cục cảnh sát. Phen này bận rộn hạ xuống đã là buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ, Chu Mậu Đức trong văn phòng bầu không khí 10 phần ngưng trọng, Diệp Thần Phong tại một tấm trên tờ giấy trắng phân biệt cầm ba cái người chết tính danh viết xuống tới. Giang Xuân Mậu, Hoa Đức Thủy, Chu Nhân Thiên, hiện tại Diệp Thần Phong trong đầu là căn bản không có chút nào đầu mối, hắn không biết muốn thế nào từ nơi này ba cái bình thường không có gì lạ người bán hàng rong trên thân, cầm trốn ở Thiên Hải huyết ảnh tìm cho ra. Âm, um, âm. Um. Ừm. Uhm. Đang lúc lúc này Chu Mậu Đức cửa phòng làm việc bị gõ vang, Chu Mậu Đức lập tức nói ra tiến đến. Hai tên trong tay cầm thật dày hồ sơ túi cảnh sát đi tới, cầm hồ sơ túi đặt ở Chu Mậu Đức trên bàn công tác, nói ra cục trưởng. Những này trong túi hồ sơ cũng là có quan hệ ba cái người chết toàn bộ tin tức, chúng ta cầm có thể nắm giữ tư liệu toàn bộ lấy tới, có thể chúng ta ngay cả cái này ba cái người chết tổ tông 18 đời tư liệu đều dở đi ra. Chu Mậu Đức gật gật đầu ra hiệu này hai tên cảnh sát có thể ra ngoài. Sau đó cung kính đối Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp thiếu ra, nếu không chúng ta bây giờ xem trước một chút những tài liệu này lại nói. Nói không chừng có thể tại những tài liệu này bên trên tìm ra một chút manh mối tới. Diệp Thần Phong cầm hồ sơ túi mở ra, đầu tiên nghiêm túc lật lên xem ba tên người chết các loại tư liệu. Một bên tôn hằng phi, Phương Nam Tường cùng Chu Mậu Đức cũng giúp đỡ cùng một chỗ xem đứng lên. Ba giờ sau khi, Diệp Thần Phong bọn người đem có quan hệ ba tên người chết các loại tư liệu đều tử tử tế tế xem một lần. Tại những tài liệu này bên trên căn bản tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng manh mối, cái này khiến Diệp Thần Phong mày nhíu lại càng phát ra gấp. Diệp thiếu ra, ta đi trước lần trước, người cũng không cần gấp, không phải còn có hai ngày thời gian đó sao? Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể tìm ra trước tiên dấu vết để lại tới." Nói Chu Mậu Đức liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Mà khi Chu Mậu Đức mới rời khỏi một hai phút thời gian, Diệp Thần Phong trong túi điện thoại di động lại lần nữa vang lên, hắn vội vàng đem huyết ảnh cho hắn chiếc di động kia cho lấy ra, lập tức kết nối điện thoại. Lần này không đợi Diệp Thần Phong nói chuyện, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến huyết ảnh âm trầm âm thanh, "Diệp Thần Phong, thế nào?" Ngươi tìm tới manh mối sao? Người bình thường chỉ có tại nguy cấp nhất thời khắc, giấu ở trong thân thể tiềm năng mới có thể bị kích phát ra đến, xem ra ta cũng nhất định phải cho ngươi một chút áp lực. Chúng ta bây giờ tới chơi chút kích thích, ta hiện tại thay đổi trò chơi quy tắc, cầm 3 ngày giảm bớt thành một ngày, nếu như ngươi vào hôm nay linh điểm trước đó không có cầm ta tìm ra, như vậy ngươi liền đợi đến vì ngươi em vợ nhặt xác đi. Đương nhiên, ta huyết ảnh là một cái phi thường công chính người, Ta lập tức cầm đầu thứ hai manh mối nói cho ngươi biết, cái này đầu thứ hai manh mối là một câu nói, ngươi bây giờ cho ta cẩn thận nghe kỹ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Thần Phong, hy vọng ngươi có thể tại linh điểm trước cầm ta tìm ra đi. Tút tút tút. Không cho Diệp Thần Phong bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, Huyết Ảnh liền đem điện thoại cho cúp máy, tại Huyết Ảnh cầm điện thoại cúp máy về sau, Diệp Thần Phong lập tức lại thu đến một đầu tin nhắn nội dung tin ngắn là một tấm hình ảnh, hình ảnh bên trong hình ảnh là ở vào đang hôn mê võ kiệt. Tại võ kiệt trên thân cột viên kia bom hẹn giờ bên trên biểu hiện thời gian là khoảng 15 tiếng, bây giờ cách không giờ tối cũng kém không nhiều là 15 cái giờ, bởi vậy có thể thấy được bức tranh này phiến là đối phương trước vài phút mới vừa vặn quay chụp. Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường khi nhìn đến Diệp Thần Phong nhíu chặt lông mày bộ dáng về sau, Tôn Hằng Phi vội vàng mở miệng hỏi Thần Phong, làm sao? Có phải hay không cái kia gọi là huyết ảnh nhân điện thoại cho ngươi." Diệp Thần Phong không có dấu giếm gật gật đầu, nói ra, đối phương đem thời gian rút ngắn làm một trời, nếu như hôm nay bên trong chúng ta vô pháp tại thiên hải đem hắn tìm ra, chỉ sợ võ kiệt liền bị bom cho nổ chết. "Bất quá, huyết ảnh lại cho ta đầu thứ hai manh mối, đệ nhị manh mối là một câu nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Diệp Thần Phong cầm câu nói này cũng viết tại trên tờ giấy trắng cầm câu nói này cùng ba tên người chết tính danh đặt chung một chỗ. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cái này cái gì chó má manh mối. Thần phong, đối phương cái kia không phải đang đùa chúng ta a à. Bằng vào những vật này chúng ta liền có thể tại thiên hải tìm ra một người tới. Với lại lưu cho chúng ta thời gian ước chừng chỉ còn lại có 15 cái giờ. Tôn Hằng Phi mười phần phẫn nộ nói ra. Diệp thiếu ra, các người đây là đang làm gì? Có phải hay không có cái gì phát hiện mới, đi nhà cầu xong Chu Mậu Đức đẩy cửa ra đi vào trong văn phòng, hắn vừa vặn nghe được Tôn Hằng Phi âm thanh, thế là không khỏi mở miệng nghi vấn hỏi. Có cái cái dám phát hiện, đối phương đem thời gian từ 3 ngày rút ngắn đến một ngày, ta nhìn đối phương căn bản chính là đang tiêu khiển chúng ta. Tôn Hằng Phi cực độ khó chịu hồi đáp. Mọi người tỉnh táo một điểm, hiện tại chúng ta không thể tự loạn trận cước chúng ta lại đem ba tên người chết tư liệu xem một lần. Diệp thần phong cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy trong lòng mình nộ hỏa, để cho mình đầu não tận lực giữ vững tỉnh táo, lần nữa bắt đầu lật lên xem ba tên người chết tư liệu. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt cũng đã là 8 giờ tối cỡ nào chuông, cách không giờ chỉ còn lại có hơn ba cái giờ. Diệp thần phong bọn người một bước cũng không có rời đi chu mậu đức trong văn phòng. Bọn họ là một lần lại một lần lật xem ba cái người chết tư liệu, đáng tiếc là cầm những tài liệu này đều muốn trở mình nát, Diệp Thần Phong bọn người vẫn như cũ là không có chút nào phát hiện. Thần Phong, chúng ta muốn không có thời gian, chỉ còn lại có ngắn ngủi hơn 3 cái giờ, nếu như chúng ta ở cái này hơn 3 cái giờ bên trong, còn chưa thể cầm huyết ảnh tại thiên hải tìm ra lời nói, chỉ sợ người em vợ thật muốn bị tạc đánh nổ thành thịt nát. Tôn Hằng phi cầm trong tay chó má tư liệu dùng lực ném ở một bên. Tôn huynh đệ, người tỉnh táo một điểm, chúng ta còn có hơn ba cái giờ đây nói không chừng tại cái này ba giờ bên trong sẽ có chuyển cơ đang khi nói chuyện chu mậu đức trên mặt thịt mỡ liên tục lay động hơn ba cái giờ có thể làm cái gì cái gì xa cuối chân trời gần ngay trước mắt chẳng lẽ lại nói là huyết ảnh ngay tại trước mặt chúng ta sao đang lúc diệp thần phong cũng muốn để cho tôn hằng phi giữ vững tỉnh táo thời điểm hắn bất thình lình nghe được tôn hằng phi câu nói này cái này khiến trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, hắn giống như bắt lấy một đầu phi thường trọng yếu manh mối, có thể trong đầu vẫn còn có chút lộn xộn. Thế là, Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt tấm kia giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng lúc trước hắn viết xuống ba tên người chết tên, cùng câu kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Diệp Thần Phong trong đầu không ngừng sửa sang lấy các loại manh mối, ở phi trường ngẫu nhiên gặp được Chu Mậu Đức tại khô lâu bang trung quy chỗ bên ngoài chu mậu đức trên thân tản mát ra dày đặc sát khí lúc trước diệp thần phong còn tưởng rằng là chính mình ảo giác mà vừa rồi tại chu mậu đức vừa mới rời đi văn phòng về sau diệp thần phong điện thoại di động lại lập tức vang lên rất nhiều vụn vật xuất hiện ở diệp thần phong trong đầu chợt lóe lên khi hắn lần nữa nhìn về phía ba tên người chết tên thì hắn đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác chu nhân thiên giang xuân mậu cùng hoa đức thủy lấy đệ nhất danh người chết chữ thứ nhất chu, lấy đệ nhị danh người chết chữ thứ ba mậu cùng lấy đệ tam danh người chết chữ thứ hai đức, ngay cả đứng lên niệm không phải liền là chu mậu đức sao? Phát giác cái này ngoài dự liệu chân tướng Diệp Thần Phong, hắn đồng tử trong lúc đó hơi co lại đứng lên, hắn vạn vạn không nghĩ đến chân chính huyết ảnh luôn luôn liền giấu ở bên cạnh hắn. Cái này chu mậu đức căn bản cũng không là thật chu mậu đức. Chương 887, lần đầu giao thủ một cái trùng hợp hai cái trùng hợp ba cái trùng hợp cái này có lẽ có thể nói là ngẫu nhiên mà khi rất nhiều trùng hợp liên tiếp phát sinh thời điểm cái này nhất định là tất nhiên từ diệp thần phong tại thiên hải ngoài phi trường mặt gặp được chu mậu đức thời điểm nếu đây hết thảy liền đã nắm giữ tại huyết ảnh trong tay nếu không phải tôn hằng phi trong lúc vô tình một câu nói diệp thần phong trong đầu cũng sẽ không toát ra rất nhiều vụn vặt hình ảnh càng sẽ không hoài nghi thân thể mập mạp chu mậu đức cũng là dấu ở chỗ tối huyết ảnh Diệp Thần Phong đem ánh mắt từ trên tờ giấy trắng thu hồi lại, đưa tay phải ra vỗ vỗ Chu Mậu Đức bả vai, nói ra ta hiện tại đã biết huyết ảnh ở nơi nào, tối nay võ kiệt là có thể cứu. Trên bờ vai bị Diệp Thần Phong thủ trưởng dựng lấy Chu Mậu Đức, hắn vội vàng hỏi, Diệp thiếu ra, ngài từ nơi này chút manh mối bên trong biết huyết ảnh ở nơi nào. Diệp thiếu ra ngài quả nhiên là lợi hại a. À. Thần Phong, người thật từ nơi này chút chó má manh mối bên trong tìm tới đáp án vậy chúng ta còn xứng sở ở chỗ này làm gì? Nhanh đi cầm máu này ảnh tìm cho ra. Tôn Hằng Phi lập tức nói ra. Đúng, Diệp thiếu ra, đại phi vợ chồng bọn họ mặc dù là chết thảm trong tay khô lâu bang mặt, nhưng là đây hết thảy đều cùng hậu trường thao túng huyết ảnh thoát không quan hệ, ta nhất định phải thân thủ vì là đại phi vợ chồng bọn họ báo thù. Phương Nam Tường nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không cần phải gấp gáp rời đi. Diệp Thần Phong cầm Chu Mậu Đức trên bờ vai cho bụi vuốt ve một chút, mà Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam tưởng đối với Diệp Thần Phong lời nói có chút không biết làm sao, đang lúc bọn họ muốn mở miệng nghi vấn thời điểm, Diệp Thần Phong khoác lên Chu Mậu Đức trên bờ vai tay phải đột nhiên động, bỗng nhiên chế trụ Chu Mậu Đức cổ, nói ra, chân chính Chu Mậu Đức cũng đã bị hại, mà đứng tại trước mặt chúng ta cái này Chu Mậu Đức cũng là huyết ảnh. Nghe được Diệp Thần Phong giải thích về sau, Phương Nam tường cùng Tôn Hằng Phi trong đôi mắt đều lộ ra thật không thể tin thần sắc, mà bị Diệp Thần Phong chế trụ cổ Chu Mậu Đức, trên mặt hắn thịt mỡ liên tục lay động, thân thể run run rẩy rẩy nói ra, "Diệp thiếu ra, ngài là không phải lầm. Ta là thật Chu Mậu Đức a, à? ta cũng không phải là trong miệng ngươi nói tới huyết ảnh." Nhìn thấy Chu Mậu Đức uất ức bộ dáng, Tôn Hằng Phi nói ra, "Thần Phong, ngươi có phải hay không tính sai?" cái này chu mậu đức làm sao có khả năng là huyết ảnh huyết ảnh không có khả năng giống hắn bộ này uất ức dạng phương ca hằng phi người tốt nhất nhìn xem ba cái người chết tên tại ba cái tên này công chính tốt bao hàm chu mậu đức ba chữ này nếu như nói đây là trùng hợp lời nói như vậy huyết ảnh cho chúng ta đầu thứ hai manh mối lại thế nào giải thích xa cuối chân trời gần ngay trước mắt cái này không phải liền là điểm danh huyết ảnh ngay tại bên người chúng ta sao mà vừa rồi Chu Mậu Đức mới rời khỏi văn phòng một hồi, ta liền lập tức nhận được huyết ảnh điện thoại. đủ loại này hết thảy đều có thể dùng trùng hợp để giải thích sao? Diệp Thần Phong chế trụ Chu Mậu Đức cổ thủ trưởng càng thêm dùng lực một chút. mà đang lúc lúc này, Chu Mậu Đức cửa phòng làm việc bị mở ra, bốn tên cảnh sát đi vào trong văn phòng. bọn họ là nghe được trong văn phòng tiếng cái vã, cho rằng trong văn phòng khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn cho nên cái này bốn cái cảnh sát mới có thể lập tức đi vào trong văn phòng đến xem tình huống. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong chế trụ chu mậu đức cổ thì cái này bốn tên cảnh sát lập tức móc ra bên hông mang súng, cầm tối om họng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong, bên trong một tên cảnh sát quát. Người đang làm gì, tranh thủ thời gian thả ra chúng ta cục trưởng, người có biết hay không mình tại làm cái gì? Những cảnh sát này cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận chân thật, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong dùng bàn tay cầm chu mậu đức khấu trừ phải là sắc mặt đỏ lên vô cùng, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là lập tức muốn bảo vệ chu mậu đức an toàn. Diệp Thần Phong không để ý đến này bốn tên đi vào văn phòng cảnh sát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu mậu đức, hỏi, làm sao? Đến bây giờ còn không có ý định thừa nhận thân phận của mình sao? Bởi vì võ kiệt vẫn còn ở huyết ảnh trên tay, Diệp Thần Phong cũng không dám đối diện trước cái này giả chu mậu đức hạ tử thủ. Tại Diệp Thần Phong thoại âm rơi xuống thời điểm. Chu mậu đức trên mặt bối rối biến mất không thấy gì nữa. Từ trong cơ thể hắn nhất thời phóng xuất ra cường hãn năng lượng ba động. Chu mậu đức tay phải bỗng nhiên đập tại Diệp Thần Phong trên cánh tay. Cầm Diệp Thần Phong cánh tay cho trực tiếp đập rơi đồng thời. Hắn hữu quyền bỗng nhiên hướng phía Diệp Thần Phong trái tim oanh kích tới diệp thần phong rõ ràng cảm giác được chu mậu đức trên thân linh hồn lực ba động hẳn là có tông cấp trung kỳ linh hồn lực cùng chiến lang thực lực tại một cái cấp độ bên trên như thế để cho diệp thần phong trong nội tâm an tâm không ít tuy nhiên hắn lực lượng cùng tông cấp trung kỳ cao thủ bằng nhau nhưng là lấy hắn bạo sâu xa bộ pháp bày ra tốc độ hắn có nắm chắc trong nháy mắt miểu sát tông cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ lúc trước chiến lang cũng là một cái sống sờ sờ ví dụ diệp thần phong năng lực phản ứng thật nhanh Hắn đồng dạng là bỗng nhiên vung ra hữu quyền, chuẩn bị cùng cái này giả Chu Mậu Đức tới lần cứng đối cứng, phanh một tiếng vang trầm, xong quyền đụng vào sát na, Diệp Thần Phong cùng Chu Mậu Đức đồng thời lùi lại ba bước, lần đầu giao thủ, hai người này về mặt sức mạnh bất phân cao thấp. Lùi ra phía sau ba bước Chu Mậu Đức, tay phải hắn dùng lực níu lại chính mình y phục, mẽnh mẽ đi lên kéo một cái, tại cầm quần áo xé rách sau khi xuống tới y phục bay lên giữa không trung ngăn trở chu mậu đức bộ dáng mà khi y phục rơi trên mặt đất thời điểm chu mậu đức là hoàn toàn đại thay đổi hắn nguyên bản mập mạp thân thể trở nên phi thường cân xứng hắn khuôn mặt cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng đau tước khuôn mặt hai đầu thô cuồng lông mày cao cao mũi hơi có vẻ đơn bạc bờ môi cả khuôn mặt ngược lại là mười phần nén lòng mà nhìn nhưng hắn một đôi tròng mắt bên trong lại tràn ngập vô tận sát ý ba 3 ba, ba ba, ba. Cái này giả chu mậu đức bất thình lình đập lên thủ trưởng đến, thanh âm hắn cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng, không còn đi tận lực bắt trước chu mậu đức âm thanh, nói ra, diệp thần phong, người quả nhiên là không để cho ta thất vọng, xem ra tại áp lực dưới là có thể kích phát người tiềm năng, không tệ, ta chính là huyết ảnh, đã ngươi tại quy định thời gian tìm tới ta, như vậy trận này trò chơi ngươi thắng. Đột nhiên như lai biến hóa không chỉ có bốn tên cảnh sát sừng sốt, liền ngay cả Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường cũng hơi hơi thất thần, Diệp Thần Phong thì là ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm huyết ảnh, hỏi, ngươi cho rằng dạng này trò chơi chơi rất vui sao? Vì là bố trí cái trò chơi này, vì là cho ta cái gọi là manh mối, Nam Ninh Đường trong ngõ nhỏ ba cái kia người bình thường cũng là ngươi giết chết a. À? Huyết ảnh không có phủ nhận nói ra, người chính xác, trong mắt của ta ba người kia có thể vì cái này trò chơi mà chết, là bọn họ đời này lớn nhất quang vinh, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ là chúng ta trong tay cường giả quân cờ mà thôi, vận mệnh bọn họ đương nhiên là nắm giữ tại chúng ta những cường giả này trong tay. Tất nhiên trận này trò chơi ngươi thắng, như vậy ta sẽ đem người em vợ sở tại địa phương nói cho ngươi biết, còn có xem ở ngươi biểu hiện ưu tú phân thượng, ta để ngươi tốt bao nhiêu sống hai ngày, hai ngày sau ta sẽ tự mình đến lấy đi tính mệnh của ngươi, thật tốt hưởng thụ sinh mệnh sau cùng hai ngày đi. Rầm rầm Dâm dầm nói huyết ảnh cầm văn phòng cửa sổ cho đập ra thân thể của hắn trực tiếp nhảy ra cửa sổ biến mất trong màn đêm mịt mùng diệp thần phong cũng không phải là không muốn ngăn cản mà chính là võ kiệt sinh tử còn nắm giữ tại huyết ảnh trong tay cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết ảnh rời đi bốn tên cảnh sát khi nhìn đến huyết ảnh nện cửa sổ rời đi về sau bên trong một người mới lấy lại tinh thần đến hỏi cái này cái này đến là thế nào chuyện Trưởng cục các ngươi hẳn là sớm đã bị hại, vừa rồi người kia một mực đang giả trang trưởng cục các ngươi, các ngươi cầm chuyện này chi tiết hồi báo cho phía trên là được." Diệp Thần Phong đối này bốn tên cảnh sát nói ra. Này bốn tên cảnh sát tại nghe xong Diệp Thần Phong lời nói về sau, bọn họ liền lập tức vội vã đi ra văn phòng, chuẩn bị đi xử lý có quan hệ chu mậu đức sự tình. Tại này bốn tên cảnh sát vừa mới rời đi văn phòng, Diệp Thần Phong liền thu đến huyết ảnh tin nhắn, Diệp Thần Phong người em vợ ngay tại chu mậu đức dưới bàn công tác trong ngăn tủ hai ngày sau ta sẽ liên hệ ngươi đến lúc đó coi như ngươi rời đi thiên hải ta cũng sẽ đi tìm ngươi bởi vì tại trên thực lực cùng trí lực bên trên ngươi diệp thần phong đều đủ tư cách trở thành ta huyết ảnh thủ hạ vong hồn khi nhìn đến huyết ảnh phát tới tin nhắn về sau diệp thần phong lập tức đi đến trước bàn làm việc cầm dưới bàn công tác một cái ngăn tủ mở ra đập vào mi mắt rõ ràng là trong hôn mê võ kiệt mà võ kiệt trên thân cột bom biểu hiện đếm ngược thời gian là 3 giờ 14 điểm chuông 25 giây. Tại Tôn Hằng Phi cùng Phương Nam Tường nhìn thấy võ kiệt ngay tại bàn công tác bên trong tủ về sau, hai người bọn họ là lần nữa sửng sốt, huyết ảnh loại hành vi này thật sự là quá điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới chu mậu đức cũng là huyết ảnh, càng không có nghĩ đến võ kiệt ngay tại chu mậu đức bàn công tác bên trong tủ, đây quả thực là quá thảo đàn chương 888, tang lễ phá Rối cái gọi là thân thích. Đêm lạnh như nước, đen nhánh trong bầu trời đêm treo một vầng minh nguyệt, màu trắng bạc ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Một nhà tử điếm trong phòng, Võ Kiệt yên tĩnh nằm ở trên giường, mà Diệp Thần Phong, Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Phương Nam Tường thì là ngồi ở giường bên cạnh một chương sofa bên trên. Diệp Thần Phong tại Chu Mậu Đức bản công tác trong ngăn tủ phát hiện Võ Kiệt về sau, hắn liền cầm võ kiệt trên thân bom hẹn giờ cho tháo ra tiêu hủy, sau đó hắn liền mang theo võ kiệt rời đi chu mậu đức văn phòng, trở lại dừng chân trong tủ điếm. Hiểu lệ, nhà đầu kia tâm tình còn ổn định sao? Diệp thần phong bất thình lình nhớ tới trương hân nhiên nhà đầu kia, không khỏi hướng về tôn hiểu lệ hỏi. Tôn hiểu lệ gật gật đầu, nói ra, hân nhiên tâm tình còn tính là ổn định, có thể là quá mệt mỏi duyên cớ, ta giúp nàng tắm rửa xong về sau, Nàng nằm lên giường liền ngủ mất, thật là một cái làm cho đau lòng người nha đầu đây. Diệp thiếu gia, ngày mai ta muốn giúp đại phi vợ chồng bọn họ tổ chức một cái đơn giản tang lễ, chờ ngày mai sáng sớm ta còn muốn giúp bọn hắn phu thê đi chọn một khối mộ địa. Đại phi tiểu tử này đã từng nói với ta, nếu có một ngày hắn chết, hắn nhất định phải tuyển một khối bối sơn diện thủy mộ địa. Phương nam tường trong đôi mắt là hiển thị rõ vẻ đau thương. Diệp Thần Phong cũng đồng ý Phương Nam Tường đề nghị, bây giờ hắn đã đem huyết ảnh tìm cho ra, với lại hai ngày sau huyết ảnh sẽ tự mình chủ động tìm tới hắn. Như vậy hai ngày này Diệp Thần Phong cũng đúng lúc không có việc gì, Trương Đại Phi nói thế nào cũng đều là thắng thiên hội người. Với lại sự tình lần này hoặc nhiều hoặc ít là Diệp Thần Phong liên lụy bọn họ, cho nên giúp Trương Đại Phi cùng Tiễn Huệ Lan hai vợ chồng này tổ chức một cái tang lễ, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói là nghĩa bất dung từ. Tốt, Phương ca, ngày mai để cho hiểu lệ cùng đi với người tuyển mộ địa, mà ta sẽ bồi tiếp hân nhiên nhà đầu kia bố trí tốt linh đường. Tại trương đại phi trước khi chết, ta đã đáp ứng hắn sẽ coi hân nhiên là kết thân muội muội đối đãi. Diệp thần phong tâm tình cũng có chút xa sút Ai, Phương Nam Tường là thở dài một hơi, nói ra, Diệp thiếu ra, máu này ảnh nhất định cũng là một người điên, vì là cùng ngươi chơi cái này không khỏi rượu trò chơi, hắn hại chết bao nhiêu người vô tội thật không nghĩ tới cái tên điên này một mực đang bên người chúng ta, mà Võ Kiệt cũng liền bị giam tại Chu Mậu Đức trong văn phòng, bây giờ suy nghĩ một chút trong nội tâm của ta cũng là một trận hoảng sợ. Thần Phong, huyết ảnh không phải tại hai ngày sau sẽ chủ động tìm tới ngươi sao? Đến lúc đó ngươi nhất định phải đem chúng ta cũng cùng một chỗ mang lên, người nào chỉ biết là loại này người điên sẽ làm ra sự tình gì tới. Thực lực chúng ta tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng là tại thời khắc mấu chốt chúng ta có lẽ có thể đưa đến một chút tác dụng. tôn hằng phi ngữ khí kiên định nói ra. đúng, diệp thiếu ra, hắn huyết ảnh là thằng biên, ta có thể so với hắn càng biên, ta nhất định phải vì là đại phi vợ chồng bọn họ, ta nhất định phải vì là thắng thiên hội tất cả huynh đệ báo thù. phương nam tường cũng không chút do so dự nói ra. tốt, đây đều là hai ngày sau sự tình, trước mắt chúng ta trước đêm ngày mai tang lê an bài thỏa đáng đi. Diệp Thần Phong trong nội tâm là không muốn Tôn Hằng Phi bọn họ đi cùng mạo hiểm, cho nên chỉ có thể trước tiên lấp liếm cho qua. Mà đang lúc Tôn Hằng Phi còn muốn cường điệu hai câu thời điểm, nằm ở trên giường Võ Kiệt mí mắt bắt đầu lay động, không bao lâu thời gian Võ Kiệt liền mở hai mắt ra, trước đó Diệp Thần Phong đã giúp Võ Kiệt đã kiểm tra một lần thân thể, Võ Kiệt tình huống thân thể không có trở ngại, chủ yếu là thoáng suy yếu một chút, chỉ cần thật tốt nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai ngày là được mở to mắt võ kiệt trong hai con ngươi là thần sắc mê mang khi hắn nhìn thấy diệp thần phong bộ dáng thì hắn không khỏi nghi vấn hỏi tỷ phu ngươi làm sao lại ở chỗ này ta đây là ở đâu sau đó diệp thần phong cầm đại khái sự tình đối với võ kiệt giải thích một lần nghe được võ kiệt là hãi hùng khiếp vía vội vàng nói tỷ phu còn tốt có ngươi tại bằng không ta hiện tại chỉ sợ đã là đi gặp diêm vương gia tiểu kiệt sự tình đã qua người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Hảo hảo ở tại trong tử điếm nghỉ ngơi hai ngày, chờ chúng ta trở lại kinh thành thời điểm, người cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại. Diệp thần phong vỗ vỗ võ kiệt bả vai an ủi. Ngược lại, hắn lại đối tôn Hằng Phi, nói ra, Hằng Phi, ngày mai đại phi phu thê tang lễ bởi chúng ta an bài là được, người liền lưu tại trong tử điếm chiếu khán tiểu kiệt đi. Hiện tại ta không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Tôn Hằng Phi đáp ứng nói tốt, thần phong, ngày mai ta lưu tại trong tử điếm. Húc nhật đông thăng, ngày thứ hai sáng sớm trời còn tờ mờ sáng thời điểm, phương Nam Tường cùng Tôn Hiểu Lệ phải trương đại phi phu thê tuyển mộ địa, Tôn Hằng Phi thì là lưu tại trong tử điếm chiếu khán võ kiệt, mà diệp thần phong tại trương hân nhiên chỉ huy hạ xuống đến trương gia. Dọc theo con đường này Trương Hân Nhiên nhà đầu này cũng là lặng yên không lên tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ đáng nói, tại trở lại trương gia biệt thự về sau, nàng liền cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ tại biệt thự trong đại sảnh bố trí linh đường. Đương nhiên Trương Đại Phi cùng Tiến Huệ Lan thi thể cũng bị trở về Trương gia, giờ phút này Trương Đại Phi cùng Tiến Huệ Lan thi thể là yên tĩnh nằm tại linh đường chính giữa hai cái trong quan tài. Tại Diệp Thần Phong cùng Trương Hân Nhiên cộng đồng nỗ lực dưới, biệt thự trong đại sảnh rất nhanh liền bị bố trí ra một cái ra dáng linh đường đến, Trương Hân Nhiên là nhìn xem trong quan tài Trương Đại Phi cùng Tiễn Huệ Lan trở nên thất thần. Nguyên bản Trương Hân Nhiên cái này 17 tuổi thiếu nữ làm thiên hải thắng thiên hội hội trưởng nữ nhi. Nàng đợi cùng với một cái khoái lạc tiểu công chúa, tại thiên hải có ai dám khi dễ nàng. Có thể thế sự khó liệu, ngắn ngủi một buổi tối, hết thảy hết thảy đều phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, cha mẹ của nàng không, những thắng thiên hội đó bên trong yêu thương nàng thúc thúc bá bá cũng đều không, dưới cái nhìn của nàng toàn bộ thế giới giống như trong nháy mắt biến thành chỉ còn lại có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Mặc kệ là tại quay về trương gia biệt thự trên đường, vẫn là tại trong đại sảnh bố trí linh đường thời điểm, trương hân nhiên từ đầu đến cuối không có đối với Diệp Thần Phong chủ động nói một câu, dù sao nàng và Diệp Thần Phong còn chưa quen thuộc, Diệp Thần Phong cũng không có đi vào trong nội tâm nàng. Hân nhiên, về sau người chính là ta Diệp Thần Phong muội muội về sau ta sẽ không để cho người khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần quá thương tâm khổ sở, ta nghĩ ngươi cha mẹ nếu như trên trời có linh lời nói, bọn họ là không muốn nhìn thấy một cái yếu ớt cùng nhu nhược ngươi, bọn họ muốn xem đến là một cái kiên cường cùng khoái lạc ngươi." Diệp Thần phong an ủi Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hai cái trong quan tài phụ mẫu, nàng hàm răng cắn thật chặt bờ môi, thấp giọng nói ra ân, ta sẽ kiên cường ta sẽ so tất cả mọi người kiên cường, ta sẽ không để cho tại thiên đường cha mẹ lo lắng cho ta. Nhìn xem Trương Hân Nhiên cái này 17 tuổi nha đầu, cắn môi, nắm quyền đầu, quật cường mà lại bi thương bộ dáng, Diệp Thần Phong trong nội tâm cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết Trương Hân Nhiên thời gian ngắn là rất không có khả năng đi ra phụ mẫu ly thế bóng mờ. Sáng sớm đứng lên Trương Hân Nhiên còn không có ăn xong điểm tâm, đang lúc Diệp Thần Phong muốn hỏi hỏi Trương Hân Nhiên có đói bụng không thời điểm, hai cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đi tới, hai cái này trung niên nam nhân cùng Trương Đại Phi dáng dấp có mấy phần tương tự, bên trong một cái dáng người tương đối cao là Trương Đại Phi Đại ca Trương Đại Xuân, một cái khác dáng người hơi lùn là Trương Đại Phi Nhị ca Trương Đại Hồng. Tại Trương Đại Phi ngồi lên thiên hải thắng thiên hội hội trưởng chi vị về sau, Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng không chỉ một lần đến cửa đã thỉnh cầu Trương Đại Phi, để cho Trương Đại Phi tại thắng thiên hội bên trong cho hai người bọn hắn cái an bài một cái cao tầng vị trí. Đáng tiếc là Trương Đại Phi là một cái phi thường công chính người, hắn thấy đại ca hắn cùng nhị ca căn bản không thích hợp gia nhập thắng thiên hội, cho nên hắn là trực tiếp cường ngạnh cự tuyệt Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng. Khiến cho cái này hai huynh đệ đối với Trương Đại Phi là hận thấu xương. Thiên Hải thắng thiên hội trung quy chỗ bị tàn sát sự tình tại Thiên Hải đã là truyền xôn xao, làm trương đại phi ca ca trương đại xuân cùng trương đại hồng hai người bọn họ đương nhiên cũng là biết chuyện này khi biết chuyện này về sau bọn họ liền để cho người ta trong bóng tối nhìn chằm chằm trương gia biệt thự bọn họ khi biết hôm nay trương hân nhiên thế mà còn sống trở lại trương gia cho nên bọn họ hai cái lập tức chạy đến trương gia biệt thự bây giờ trương đại phi cùng tiễn huệ lan đều đã chết chỉ còn lại có trương hân nhiên tiểu hai tử này hai người bọn họ đương nhiên là muốn đến chiếm một chút lợi lộc Diệp Thần Phong khi nhìn đến Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng về sau, hắn lông mày không khỏi nhăn nhăn, bởi vì hắn không có ở hai người này trên mặt nhìn thấy bi thương chi sắc, ngược lại tại hai người này trên mặt nhìn thấy một vòng ẩn ẩn vẻ vui thích, cho nên hắn lập tức khẳng định hai người này là tới tang lễ phá dối. Mà đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Trương Hân Nhiên, nàng khi nhìn đến chính mình đại bá cùng nhị bá về sau, nàng dưới chân bước chân tiến tới một bước, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng chính mình cái này hai cái bá bá là món hàng gì sắc. Quay đầu đối Diệp Thần Phong thấp giọng nói ra, hai người này là đại bá ta cùng nhị bá, đây là nhà ta bên trong sự tình, ta muốn tự mình xử lý. Trương Hân Nhiên cắn thật chặt bờ môi, bởi vì cha mẹ tử vong, nàng muốn bước bách chính mình nhanh lớn lên. chương 889, tường đổ mọi người đẩy. Nghe được Trương Hân Nhiên dứt khoát kiên quyết ngữ khí, lại nhìn thấy Trương Hân Nhiên trắng nõn trên mặt Kiên Định thần sắc, Diệp Thần Phong là im lặng gật gật đầu, hắn biết Trương Hân Nhiên muốn tại cha mẹ mình linh đường trước chứng minh mình đã lớn lên, cho nên Diệp Thần Phong chuẩn bị đứng ở một bên tùy cơ ứng biến, chờ đến Trương Hân Nhiên vô pháp giải quyết trước mắt phiền phức thời điểm, hắn lại ra tay trợ giúp Trương Hân Nhiên nha đầu này. Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng tại đi vào linh đường về sau, hai người bọn họ cũng không có đối với Trương Đại phi phu phụ bài vì cúi đầu mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trương hân nhiên nhà đầu này làm đại bá trương đại xuân đầu tiên ra vẻ một mặt thương tâm bộ dáng đối trương hân nhiên nói ra hân nhiên trong nhà các ngươi sự tình ta đều nghe nói cha mẹ ngươi chết đại bá ta cũng phi thường khổ sở người nhà đầu này bây giờ vẫn còn ở cao hơn hai đâu a à, ngươi yên tâm tốt về sau đại bá sẽ chiếu cố ngươi hân nhiên nhị bá ta đã cùng đại bá của ngươi thương lượng xong về sau ngươi liền từ hai chúng ta cộng đồng nuôi dưỡng, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi kinh tế bên trên chợ giúp, thẳng đến để ngươi bên trên xong đại học. Trương Hân Nhiên nhị bá Trương Đại Hồng cũng lập tức giả mù sa mưa nói ra. Trương Hân Nhiên nhà đầu này lãnh đạm nhìn xem trước mặt Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng, tuy nhiên nàng mới là một cái 17 tuổi thiếu nữ, nhưng ở kinh lịch trải qua phụ mẫu sau khi chết, nàng là buộc chính mình một đêm lớn lên lạnh giọng nói ra, đại bá, nhị bá, các ngươi hôm nay tới chính là vì nói chuyện này sao? Hôm nay là cha mẹ ta tang lễ, ta không muốn nói việc khác tình. Gặp Trương Hân Nhiên lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi, Trương Đại Xuân lại lập tức nói ra, Hân Nhiên, người nhà đầu này vẫn là như vậy tính khí, tốt, đại bá ta cũng không cùng ngươi so đo, cha ngươi tủ bảo hiểm ở đâu. Ngươi hẳn phải biết tủ bảo hiểm mật mã a, à. thuận tiện đem mật mã cũng nói cho chúng ta biết, làm ngươi trưởng bối, chúng ta tới giúp ngươi giữ gìn kỹ cha mẹ ngươi tư sản. Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng cái đuôi hồ ly quả nhiên là lộ ra, cái này khiến đứng sau lưng Trương Hân Nhiên Diệp Thần Phong trong lòng là một trận cười lạnh, hôm nay chỉ cần hắn tại Trương gia, hắn liền sẽ không để cho Trương Hân Nhiên nhà đầu này chịu đến bất luận cái gì một điểm ủy khuất. Nhưng mà làm Trương Đại Xuân tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, lại có hai trung niên nam nhân đi vào trong linh đường, hai cái này trung niên nam nhân bên trong một cái đầu chọc là Tiến Huệ Lan Đại ca Tiến Đông Hà, một cái khác trên cầm có khỏa nốt rồi là Tiến Huệ Lan Nhị ca Tiến Đông Vượng, hai người này cũng chính là Trương Hân Nhiên Đại Cứu cùng Nhị Cứu. Tiến Đông Hà cùng Tiến Đông Vượng hai người này lúc trước đồng dạng là năn nỉ qua Trương Đại Phi, để cho Trương Đại Phi tại thắng thiên hội bên trong cho hai người bọn hắn cái an bài một cái vị trí. Đáng tiếc là Trương Đại Phi không có đáp ứng. Từ nay về sau Tiến Đông Hà cùng Tiến Đông Vượng liền cùng Trương Đại Phi bọn họ đoạn quan hệ. Hai người bọn họ lúc nghe thắng thiên hội chung quy chỗ sự tình về sau, bọn họ cũng phái người nhìn chằm chằm Trương gia biệt thự, nghe nói Trương Hân Nhiên còn sống trở lại Trương gia về sau. Hai người bọn họ liền lập tức đuổi tới Trương gia tới tiễn đông hà cùng tiễn đông vượng cái này hai huynh đệ bọn họ tại trong linh đường nhìn thấy trương đại xuân cùng trương đại hồng về sau bọn họ đương nhiên biết hai người này cùng bọn hắn là động đồng dạng tâm tư tiễn đông hà hỏi hân nhiên ngươi không có đem cha ngươi tủ bảo hiểm mật mã nói cho người khác biết ha người khác đều không có đại cứu ngươi cùng nhị cứu tới đáng tin cha ngươi trong hòm sát đồ vật vẫn là bởi chúng ta tới giúp ngươi đảm bảo tiễn đông hà muốn sao trương đại xuân cùng trương đại hồng đều tới trực tiếp Trương Đại Xuân cùng Trương Đại Hồng đang nghe Tiến Đông Hà lời nói về sau, hai người bọn họ lập tức đỏ lên sắc mặt, Trương Đại Xuân quát Tiến Đông Hà, các người tính là thứ gì? Nơi này là Trương Gia, Trương Đại Phi là ta thân đệ đệ, hắn tài sản đương nhiên là bởi chúng ta tới đảm bảo. Trương Đại Xuân, Tiến Huệ Lan vẫn là chúng ta thân muội muội đây. Chẳng lẽ Trương Đại Phi trong hòm sắt liền không có muội muội ta tài sản sao? muội muội ta tài sản tự nhiên muốn bởi chúng ta tới đảm bảo. Tiễn Đông Hà không nhượng bộ chút nào quát. Nhìn xem tại trong linh đường ẩm ý lên những này cái gọi là thân thích. Trương Hân Nhiên nhà đầu này trên mặt là lộ ra một vòng tử diễu thần sắc, lạnh giọng nói ra các ngươi lập tức cút cho ta, hôm nay là cha mẹ ta tang lễ, tại đây không chào đón các ngươi, cha mẹ ta đổ vật ta sẽ chính mình đảm bảo, không cần các ngươi lo lắng cho ta. Trương Hân Nhiên một tiếng này gào thét, ngược lại để trương đại xuân bọn người đình chỉ tranh cái, bọn họ từng cái nhìn xem nguyên bản tính cách ôn nhu trương hân nhiên có chút không dám tin tưởng vừa rồi gào thét là suốt từ nha đầu này trong miệng trương đại xuân ánh mắt nhìn liếc một chút trương hân nhiên sau lưng diệp thần phong sắc mặt khó coi nói ra hân nhiên phía sau người tiểu tử này là ai chẳng lẽ là người từ nơi nào tìm đến giã nam nhân sao cha mẹ người tài sản nhất định phải bởi chúng ta đảm bảo nếu không sớm muộn cũng sẽ bị cái này dã nam nhân lừa sạch. Đối với điểm này Tiến Đông Hà cùng Tiến Đông Vượng ngược lại là đồng ý Trương Đại Xuân quan điểm, Tiến Đông Hà nói ra, hân nhiên, người nghe cứu cứu một câu, trước hết để cho cái này dã nam nhân cút ra khỏi Trương gia hắn căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Diệp thần phong hai tay cắm ở trong túi quần, nghe Trương Đại Xuân bọn người tranh cãi, trong lòng của hắn cười lạnh là càng ngày càng tràn đầy, hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ, hắn là muốn nhìn một chút ở sau đó còn có ai tới trương ra bỏ đá xuống giếng. Hắn muốn đem những này rác rưởi cho cùng một chỗ giải quyết. U, tại đây ngược lại là thật náo nhiệt đi. Tại trương đại xuân bọn người cầm đầu mâu chỉ hướng diệp thần phong thời điểm, lại có ba cái trung niên nam nhân đi vào trong linh đường. Bên trong đi ở trước nhất một cái âu phục trung niên nam nhân tên là Lý Đông Minh. Hắn chính là thiên hải thắng thiên hội bên ngoài trong thành viên nhân vật dẫn đầu, mà đi ở bên cạnh hắn mặt khác hai trung niên nam nhân, đồng dạng cũng là Thiên Hải Thắng Thiên hội bên ngoài trong thành viên danh vọng khá cao nhân vật. Thiên Hải Thắng Thiên hội trung quy chỗ Hạch Tâm thành viên toàn bộ bị tàn sát, mà những Thiên Hải Thắng Thiên hội đó bên ngoài thành viên thì là một cái đều vô sự, bây giờ bởi vì Thắng Thiên hội trung quy chỗ sự tình, vô số hai mắt chỉ riêng đều nhìn chằm chằm Trương Đại Phi biệt thự đây. Chỉ sợ hiện tại liên quan tới Trương Hân Nhiên còn sống trở lại Trương gia tin tức đã là tại thiên hải địa hạ thế lực bên trong truyền gia. Lý Đông Minh các loại cái này ba cái thiên hải thắng thiên hội bên ngoài thành viên nhân vật dẫn đầu, bọn họ đương nhiên là chưa từng gặp qua diệp thần phong vị này thắng thiên hội người sáng lập. Hôm nay bọn họ đi vào trương gia đồng dạng là muốn chiếm một chút chỗ tốt, bởi vì thắng thiên hội tại thiên hải có rất nhiều sản nghiệp, mà đại bộ phận sản nghiệp khế đất các loại giấy chứng nhận đều nắm giữ trong tay trương đại phi mặt, cho nên bọn họ hôm nay là muốn cầm những vật này lấy đến trong tay mặt. Lý Đông Minh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút Trương Đại Xuân bọn người, trực tiếp đối Trương Hân Nhiên nói ra, "Ngươi là Trương hội trưởng nữ nhi a. À? Chúng ta thắng Thiên hội rất sinh sản nhiều nghiệp khế đất đều tại cha ngươi trong tay, hôm nay chúng ta là tới bắt những này thắng Thiên hội đồ vật, cầm những vật này giao cho ta, ta lập tức rời đi." Nghe nói Trương hội trưởng nữ nhi còn sống trở về, ta cùng trương hội trưởng ngược lại là hảo bằng hiếu, ta cũng tới bái tế bái tế trương hội trưởng. Tại Lý Đông Minh vừa mới nói xong, lại có một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam nhân đi vào trương gia trong linh đường, người trung niên này nam nhân tên là Tống Phi Quang, chính là thiên hải Long Môn gặp gỡ trưởng, Long Môn sẽ ở thiên hải cũng coi là một cái nhất lưu bang hội. Tại Long Môn gặp gỡ trưởng Tống Phi Quang đến trương gia linh đường về sau, trương gia linh đường dòng người có thể nói là nối liền không dứt bây giờ thắng thiên hội tại thiên hải cơ hồ là chỉ còn trên danh nghĩa, trừ bỏ thắng thiên hội về sau, bây giờ tại thiên hải thực lực cường đại nhất tam đại bang hội theo thứ tự là Long Môn Sẽ, bá thiên sẽ cùng vạn nhận giúp. Tại Tống Phi Quang chân trước mới vừa vặn đi vào trương gia linh đường. Bá Thiên gặp gỡ trường phương Cao Dương cùng vạn nhận bang hội trưởng Hà Nguyên Long chân sau liền cũng đi vào trương gia trong linh đường. Đương nhiên còn có hơn một chút thiên hải tiểu bang hội hội trưởng cũng đều đến, chỉ có điều bởi vì tam đại bang hội hội trưởng tại trong linh đường, bọn họ cũng không có đi vào trương gia linh đường, mà chính là đứng tại trương gia bên ngoài. Thiên hải thắng thiên hội bên ngoài thành viên Lý Đông Minh, hắn khi nhìn đến Tống Phi Quang, Phương Cao Dương cùng Hà Nguyên Long về sau, trên mặt hắn lập tức lộ ra nịnh nọt thần sắc, như hôm nay biển thắng thiên hội là hoàn toàn xong đời, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi những này nhất lưu bang hội hội trưởng, lập tức nịnh nọt nói ra, Tống hội trưởng, Phương hội trưởng, Hà hội trưởng, hôm nay ta là tới cầm một chút thuộc về Thắng Thiên hội tư sản, bất quá, ta cảm thấy đem những này tư sản giao cho ba vị hội trưởng đảm bảo là càng thêm thỏa đáng. Trương Hân Nhiên nhà đầu này nhìn thấy những người này hoàn toàn đem nàng cho xem nhẹ, nghe đến mấy cái này người động lên phụ thân nàng tủ bảo hiểm đầu óc, nàng một đôi đôi bàn tay trắng như phấn là chặt chẽ tụ lại lấy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi run rẩy. Mà đứng sau lưng Trương Hân Nhiên Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem những này lần lượt chạy đến Trương Gia Linh đường người, bên trong thế mà còn có Thắng Thiên hội bên ngoài thành viên, cái này khiến trên mặt hắn thần sắc là càng phát ra băng lãnh. Cái gì gọi là tường đổ mọi người đẩy, cái này chỉ sợ cũng gọi là tường đổ mọi người đẩy đi. Chương 890, để cho hắn đừng đi ra thiên hải. Long môn gặp gỡ Trưởng Tống Phi Quang. Bá Thiên gặp gỡ trường phương Cao Dương cùng vạn nhận bang hội trưởng Hà Nguyên Long, ba người bọn hắn đối với Lý Đông Minh nịnh nọt vẫn là vô cùng hài lòng. Phải biết những này bang hội lúc trước cũng là phụ thuộc thắng thiên hội, liền liên chỉ là một cái thắng thiên hội bên ngoài thành viên Lý Đông Minh. Lúc trước cái này tam đại bang hội hội trưởng cũng là không dám đi đắc tội, bây giờ thắng thiên hội xem như hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa, cái này khiến tam đại bang hội có vinh vang đắc ý tư bản. Không phải có câu nói nói như thế nha, trong núi Không Lão Hổ con khỉ Sưng Đại Vương. Phải biết tại lúc trước Diệp Thần Phong cơ hồ không chút quản lý hôm khác biển thắng thiên hội, cho nên Tống Phi Quang các loại tam đại bang hội hội trưởng, bọn hắn cũng đều là không nhận ra Diệp Thần Phong, tại thiên hải địa hạ thế lực đại đa số người trong mắt, Diệp Thần Phong chỉ là một cái theo như đồn đại thần bí nhân vật, hiện tại thiên hải thắng thiên hội hạch tâm thành viên bị tàn sát không còn một mảnh thắng thiên hội khối này đại đản bánh ngọt đương nhiên là để cho rất nhiều người đều muốn một cái nuốt vào. Tại Lý Đông Minh cái này thiên hải thắng thiên hội bên ngoài thành viên đứng ra về sau, Trương Hân Nhiên Đại Bá Trương Đại Xuân cùng Nhị Bá Trương Đại Hồng cũng đứng ra, hai người bọn họ khi nhìn đến tam đại bang hội hội trưởng đều đến, bọn họ đương nhiên là biết bây giờ muốn mỏ được chỗ tốt cơ hồ là không có khả năng, còn không bằng đi nịnh nọt nịnh nọt cái này tam đại bang hội hội trưởng, về sau bọn họ tại thiên hải cũng có cái chỗ dựa, cho nên Trương Đại Xuân liền vội vàng cười nói ra, ba vị hội trưởng. Chúng ta là Trương Đại Phi ca hai chúng ta cũng cho rằng thắng thiên hội tư sản bởi các người đảm bảo thỏa đáng nhất. Tại Trương Đại Xuân tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Trương Hân Nhiên Đại Cứu Tiến Đông Hà cùng Nhị Cứu Tiến Đông Vượng Đồng Dạng là lập tức đứng ra, hai người bọn họ cũng không phải ngu xuẩn người, trước mắt tình thế bọn họ vẫn là xem phi thường rõ ràng, Tuy nhiên trong nội tâm phi thường không cam lòng, nhưng là bọn họ hiện tại chỉ có thể cầm thắng thiên hội tư sản chắp tay nhường cho. Tiến Đông Hà cung kính nói ra, chúng ta là hân nhiên nhà đầu này đại cứu cùng nhị cứu, hai chúng ta cũng đồng ý thắng thiên hội tư sản hẳn là bởi các ngươi ba vị hội trưởng đảm bảo. Tống Phi Quang, Phương Cao Dương cùng Hà Nguyên Long, ba người này đang nghe được Trương Hân Nhiên bá bá cùng cứu cứu lời nói về sau, trong lòng bọn họ mặt là càng thêm đắc ý, từ khi thắng thiên hội thống nhất thiên hải, từ khi bọn họ trở thành thắng thiên hội phụ thuộc bang hội, liền thắng thiên hội bên trong một cái nho nhỏ thành viên đều có thể cho bọn hắn ba cái sắc mặt xem loại ngày này đối với bọn hắn tới nói là phi thường biệt khuất. hôm nay bọn họ cuối cùng là lại hết khổ. lưng hùm vai gấu tống phi quang hài lòng gật gật đầu, nói ra, xem ra hôm nay chúng ta không muốn đáp ứng đều không được a. À. tốt, đã như vậy, mấy người các ngươi tùy thời đều có thể gia nhập ta long môn sẽ chỉ cần các ngươi đi vào Long Môn sẽ, ta sẽ tại Long Môn trong hội an bài cho các ngươi một cái không sai vị trí. Tống hội trưởng nói không tệ, ta bá thiên sẽ cũng tùy thời hoan nghênh các ngươi gia nhập, về sau tại thiên hải có chuyện gì tình, các ngươi liền cứ tới tìm ta phương cao dương tốt. Bá thiên gặp gỡ trưởng phương cao dương cũng lập tức nói ra. Ngay cả tống hội trưởng cùng phương hội trưởng đều mở miệng, ta cũng không dễ ý tứ không mở miệng, ta vạn nhận giúp cũng tùy thời hoan nghênh các ngươi đến vạn nhận bang hội trưởng hà nguyên long vừa cười vừa nói đang nghe tam đại bang hội hội trưởng phe này hứa hẹn về sau lý đông minh trương đại xuân cùng tiễn đông hà đám người trên mặt là mặt mày hớn hở theo bọn hắn nghĩ về sau thiên hải chính là cái này tam đại bang hội thiên hạ nếu như bọn họ có thể tại tam đại trong bang hội mưu đến một cái không sai vị trí như vậy bọn họ hôm nay từ bỏ thắng thiên hội tư sản cũng không tính thua thiệt phương hội trưởng hà hội trưởng về phần cái này Thắng Thiên hội tư sản chia cắt vấn đề, ba người chúng ta có thể tại thật tốt thương lượng một chút, bất quá, ta cùng Trương Đại Phi Trương hội trưởng vẫn còn có chút giao tình, nữ nhi của hắn về sau liền từ ta tới chiếu cố đi. Các ngươi hai cái cho rằng thế nào? Tống Phi Quang nhìn một chút nhỏ nhắn xinh xắn rung động lòng người Trương Hân Nhiên, trong đôi mắt vẻ khát vọng là chợt lóe lên. Bá Thiên gặp gỡ Trường Phương Cao Dương cùng vạn nhận bang hội trưởng Hà Nguyên Long, hai người bọn họ biết Tống Phi Quang đối với thiếu nữ là có tình cảm, cái này Tống Phi Quang rõ ràng là nhìn chúng Trương Hân Nhiên, muốn cầm Trương Hân Nhiên nước này linh nha đầu chiếm làm của riêng, bất quá, Phương Cao Dương cùng Hà Nguyên Long hai người bọn họ ngược lại là đối với ngây ngô nha đầu không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên hai người bọn họ liền lần lượt gật gật đầu, tính là cho Tống Phi Quang một cái thuận nước song thuyền. Tống Phi Quang khi nhìn đến Phương Cao Dương cùng Hà Nguyên Long đều gật đầu về sau, Ánh mắt của hắn là nhìn về phía sắc mặt hơi trắng bạch trương hân nhiên, vừa cười vừa nói, nhà đầu, ta và cha ngươi là bạn tốt, về sau ngươi liền theo tống thúc thúc ta đi. Tống thúc thúc ta nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Hân nhiên, ngươi còn không nhanh cảm ơn tống hội trưởng, ngươi về sau có thể đi theo tống hội trưởng, xem như ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, tống hội trưởng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Trương hân nhiên đại bá trương đại xuân lập tức mở miệng nói hắn nhìn ra được Tống Phi Quang là xem ra Trương Hân Nhiên, chỉ cần Trương Hân Nhiên chịu từ Tống Phi Quang, hắn làm Trương Hân Nhiên đại bá, về sau nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đồng dạng minh bạch điểm này còn có Trương Hân Nhiên đại cứu Tiến Đông Hà cùng Tiến Đông Vượng, Tiến Đông Hà cũng lập tức mở miệng nói, Hân Nhiên, ngươi còn hiểu không biết lễ phép. Tống hội trưởng nguyện ý về sau chiếu cố ngươi, ngươi làm sao không đối tống hội trưởng nói tiếng cảm ơn. Trương Hân Nhiên nhìn xem chính mình đại bá, nhị bá, đại cứu cùng nhị cứu bộ này buồn nôn sắc mặt, nàng lại nhìn xem một bên hai cái trong quan tài nằm cha mẹ mình, nàng tâm bất thình lình là một trận quặn đau, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được đảo quanh, dù sao nàng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ, đối diện với mấy cái này cái gọi là thân nhân bức bách, đối diện với mấy cái này bang hội lão đại bức bách, trong nội tâm nàng có loại cực độ cảm giác bất lực. Mà đứng sau lưng Trương Hân Nhiên thủy chung là thờ ơ lạnh nhạt Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến Trương Hân Nhiên nha đầu này thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, thần sắc trên mặt càng ngày càng bối rối về sau, hắn chậm rãi trước khi đi hai bước, vỗ nhẹ nhẹ chụp tấm hình Hân Nhiên bả vai, sau đó, ngăn tại Trương Hân Nhiên trước mặt, quay đầu đối Trương Hân Nhiên cười nói, "Hân Nhiên, ngươi chẳng lẽ ta đây ca ca quên sao? Ta nói qua về sau sẽ không lại để ngươi chịu khi dễ, ta sẽ thật tốt bảo hộ ngươi." Trương Hân Nhiên nhìn xem trước mặt cái này không tính to lớn lớn mạnh phía sau lưng, nàng trong hốc mắt nước mắt là lưu càng tăng nhanh hơn, cái này khiến Diệp Thần Phong nhìn về phía Tống Phi Quang bọn người ánh mắt chính là càng phát ra băng lãnh, nói ra các người đem muội muội ta làm khóc, các người nói hẳn là làm sao bây giờ. Ở đây chẳng ai ngờ rằng bất thình lình sẽ có một cái không biết tên tiểu tử chạy đến quấy rối, cái này khiến ở đây người là không khỏi sướng sờ, Trương Hân Nhiên đại bá Trương Đại Xuân lập tức sắt cuống họng quát tiểu tử, người biết người tại cùng ai nói chuyện sao. Tranh thủ thời gian cho ba vị hội trưởng dập đầu xin lỗi, sau đó lập tức cút ra khỏi Trương gia. Tiểu tử, ta lý Đông minh cam đoan, nếu như ngươi tại một phút đồng hồ bên trong không hướng về ba vị hội trưởng xin lỗi, ngươi sẽ thành chúng ta thắng thiên hội địch nhân, chúng ta thắng thiên hội tuy nhiên hạch tâm thành viên chết hết, nhưng là bên ngoài thành viên vẫn là có rất nhiều mỗi người nhổ một bãi nước miếng đều có thể đem ngươi cho chết đuối lý đông minh khinh thường quát diệp thần phong đối với trương đại xuân cùng lý đông minh uy hiếp là phảng phất không nghe thấy hắn có nhiều ý vị nhìn xem ở đây những người này nói thật hắn thật không muốn tại trong linh đường động thủ nếu như những người này quá không nhìn được thú lời nói như vậy hắn cũng đừng không lựa chọn mà đang lúc trong linh đường người đều trêu tức nhìn xem diệp thần phong cho rằng Diệp Thần Phong là tại tự dước bôi nhọ, đánh mặt xương mạo xương bàn tử thời điểm, đi giúp Trương Đại Phi Phu thê tuyển mộ địa phương Nam Tường cùng Tôn Hiểu Lệ trở về. Hai người này vừa đến Trương gia liền thấy Trương gia bên ngoài đứng đầy người, tại bọn họ đi vào linh đường về sau, lại nhìn thấy trong linh đường tràn đầy người, với lại ở đây bầu không khí có vẻ như có chút không đúng đầu, cái này khiến Phương Nam Tường cùng Tôn Hiểu Lệ lập tức đi đến Diệp Thần Phong trước mặt. Trong linh đường người khi nhìn đến Phương Nam Tường về sau, bọn họ cả đám đều sững sờ một hai giây, bởi vì Phương Nam Tường là Thiên Hải Thắng Thiên hội đời trước hội trưởng, Trương Đại Phi hội trưởng chi vị cũng là Phương Nam Tường nhường cho. Ở đây những người này đương nhiên cũng là nhận ra Phương Nam Tường, từng cái không khỏi mở miệng nghi vấn hỏi Phương hội trưởng. Mà Phương Nam Tường căn bản không có để ý tới những người này, mà chính là cung kính hỏi Diệp Thần Phong, Diệp hội trưởng, nơi này là chuyện gì xảy ra? diệp hội trưởng phương nam tường lời này vừa nói ra ở đây người lại một lần sửng sốt có thể làm cho phương nam tường cung kính xưng hô một tiếng hội trưởng giống như chỉ có theo như đồn đại cái kia thắng thiên hội người sáng lập a à, giống như thắng thiên hội người sáng lập cũng là một cái tuổi trẻ người với lại cũng là họ diệp cái này khiến ở đây người trong nháy mắt biết diệp thần phong thân phận từng cái trong lúc đó phóng đại đồng tử riêng là thiên hải thắng thiên hội bên ngoài thành viên lý đông minh hắn thân là thắng thiên hội thành viên, hắn luôn luôn nghe nói liên quan tới Diệp Thần Phong sự tích, mà hắn vừa rồi lại không phân tốt xấu khiêu khích Diệp Thần Phong, cái này khiến hắn hô hấp trở nên có chút gấp rút, trong đầu suy nghĩ là cấp tốc vận chuyển, sau một lát, hắn lập tức giống một cuống học, hiện tại thiên hải thắng thiên hội đã là chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta căn bản là không cần đến sợ lời đồn đại này trong Diệp Thần Phong. Chẳng lẽ chúng ta ở đây những người này còn không giải quyết được một cái diệp thần phong sao? Chúng ta để cho hắn đừng đi ra thiên hải. Chương 891, thần quỷ lực lượng, dập đầu đến bất tỉnh. Theo cách Đông Minh cái này một cuống họng, trong linh đường người là từng cái lấy lại tinh thần, Tam đại bang hội hội trưởng cho rằng cái này Lý Đông Minh nói có chút đạo lý, như hôm nay biển thắng thiên hội hạch tâm thành viên đã chết hết, đúng là bọn họ thay thế thắng thiên hội thời cơ tốt, lại mà bọn họ cũng không nguyện ý buông tha thắng thiên hội khối này đại đản bánh ngọt về sau để cho thắng thiên hội tại thiên hải một lần nữa quật khởi. Phương Nam Tường cùng tôn hiểu lệ thông qua Lý Đông Minh cái này một cuống họng, bọn họ cũng coi là minh bạch ở đây những người này cũng là tìm đến phiền phức. Cái này khiến Phương Nam Tường cùng tôn hiểu lệ trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, bằng vào những này nát khoai lang số điều chứng, liền muốn để cho Diệp Thần Phong đừng đi ra thiên hải. Đừng nói là Diệp Thần Phong, liền ngay cả phương nam tường cùng soát hiểu lệ bọn họ đều có thể bằng vào lực lượng một người trực tiếp cầm ở đây những này ngu ngốc toàn bộ giải quyết ngươi chính là cái kia sáng tạo thắng thiên hội diệp thần phong xem ra cũng chỉ bất quá là một tên mao đầu tiểu tử đi tất nhiên hôm nay ở chỗ này gặp được ngươi như vậy ngươi cũng liền đừng mong muốn còn sống rời đi về sau thiên hải cầm không phải là thắng thiên hội thiên hạ phương hội trưởng hà hội trưởng các ngươi hai cái có phải hay không cũng cho rằng như vậy. Long môn sẽ tống phi quang có ở đây không mảnh nhìn một chút diệp thần phong về sau, ngược lại hắn lại mở miệng hỏi lấy bá thiên gặp gỡ trưởng cùng vạn nhận bang hội dài. Tống hội trưởng, người đây không phải nói nhảm đi, bây giờ việc đã đến nước này, chúng ta đâu còn có để cho diệp thần phong còn sống rời đi đạo lý. Bá thiên gặp gỡ trưởng phương cao dương hào khí vạn trưởng nói ra. Hiện tại thắng thiên hội tại thiên hải là chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ cần chúng ta thiên hải sở hữu bang hội đoàn kết nhất trí, về sau thắng thiên hội căn bản không có khả năng tại thiên hải ngóc đầu trở lại. Vạn nhận bang hội trưởng Hà Nguyên Long trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhanh nhạy thần sắc. Tống Phi Quang im lặng gật gật đầu về sau, hắn lập tức hướng phía linh đường bên ngoài quát, chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị ở bên ngoài đẹp mắt bộ phim sao? Hôm nay ba chúng ta đại bang hội ăn thịt, các ngươi những này tiểu bang hội ta cam đoan các ngươi có thể uống được canh. Tại Tống Phi Quang hướng phía bên ngoài giống xong một câu về sau, đứng ở bên ngoài quan vọng người một cái lại một cái đi tới, những ngày này biển tiểu bang hội hội trưởng, ở loại tình huống này dưới bọn họ không đi tiến vào linh đường là không được, bọn họ mỗi người bên người cũng là mang theo ba bốn thủ hạ, rất nhanh diệp thần phong bọn người liền bị đám người vây. Tống Phi Quang là muốn kéo thiên hải hắn bang hội xuống nước, nếu như tương lai thắng thiên hội còn muốn tại thiên hải một lần nữa quật khởi, vậy thì nhất định phải muốn diệt trừ ở đây sở hữu bang hội, hắn thấy đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thiên hải thắng thiên hội bên ngoài thành viên Lý Đông Minh, hắn đang nhìn sáng tạo tất cả mọi người nhằm vào diệp thần phong bọn người, trong lòng của hắn khí là càng ngày càng đủ, trên mặt bối rối thần sắc cũng biến mất không còn một mảnh. Lý Đông Minh nhìn xem vị này thắng thiên hội bên trong trí cao vô thượng nhân vật, hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể như thế khinh thường nhìn xem cái này đại nhân vật. Trong miệng lạnh giọng quát, Diệp Thần Phong, thức thời lập tức cho ba vị hội trưởng quỳ xuống, dạng này có lẽ ngươi có thể chết thoải mái một chút, bằng không chúng ta có thể đem ngươi chậm rãi dày vò mà chết. Tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì thắng thiên hội người sáng lập, vẫn là cứt chó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ba vị hội trưởng quỳ xuống đi. Trương Hân Nhiên Đại Bá Trương Đại Xuân cười lạnh nói ra mà Tống Phi Quang, Phương Cao Dương cùng Hà Nguyên Long, ba người này chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, theo bọn hắn nghĩ để cho thắng thiên hội người sáng lập chịu nhục, đây cũng là một kiện cùng tâm lo con mắt sự tình. Phương Nam Tường cùng Tôn Hiểu Lệ nghe những này ngu ngốc khiêu khích, bọn họ không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết Diệp Thần Phong sẽ tự mình xuất thủ, những người này cũng dám đi khiêu khích Diệp Thần Phong, đây quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Thần Phong nhìn một chút Lý Đông Minh, cười hỏi, ngươi là thiên hải thắng thiên hội thành chức. Lý Đông Minh ưỡn ngực mướt, vênh vang đắc ý nói ra, thả đoan chính ngươi thái độ, ngươi cho rằng thắng thiên hội vẫn là thiên hải đệ nhất đại bang biết sao. Ta Lý Đông Minh cũng không mà chính là thắng thiên hội thành viên. Diệp thần phong phối hợp gật gật đầu, nói ra tốt, rất tốt, nếu như ngươi còn thừa nhận là thắng thiên hội thành viên, ta có lẽ sẽ chỉ làm ngươi biến thành người thực vật, đã ngươi không phải thắng thiên hội thành viên, như vậy ngươi liền đi tiếp diêm vương ra nói chuyện phiếm đi nói diệp thần phong nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lý đông minh trước mặt tại lý đông minh còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn một quyền trực tiếp đánh vào lý đông minh trên bụng khiến cho lý đông minh thân thể lăng không bay lên đến cả người hướng phía linh đường bên ngoài bay ra ngoài sau đó tại thân thể của hắn vừa mới bay ra linh đường thời điểm chỉ nghe cố âm một tiếng thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ ra, ở giữa không trung hóa thành một bãi mỹ lệ huyết vụ. Ưng ưng ực, ưng 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 một. Ở đây Tống Phi Quang bọn người là từng cái ánh mắt ngốc trệ nhìn xem linh đường bên ngoài này một vũng máu sương mù, trong cổ họng là nhao nhao khô khốc nuốt nước bọt, ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng hoảng sợ thần sắc, chẳng ai ngờ rằng vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng lý đông minh, vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho một quyền oanh thành một vũng máu sương mù cái này cần muốn nhiều đại lực lượng mới có thể tạo thành. Cái này Diệp Thần Phong còn là người sao? Diệp Thần Phong chuyển động cổ tay, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên tống phi quang bọn người, trêu tức nói ra các ngươi muốn đem mệnh ta lưu tại nơi này. Cái này cũng muốn nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Thần Phong ánh mắt tập trung ở Long Môn gặp gỡ trưởng tống phi quang trên thân, cười hỏi, người mới vừa nói muốn chiếu cố ta hân nhiên muội muội như vậy ta có phải hay không cũng phải chiếu cố thật tốt chiếu cố người đây. Bị Diệp Thần Phong băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên, Tống Phi Quang cảm giác mình sắp hít thở không thông, vừa định muốn giải thích một đôi lời, chỉ gặp Diệp Thần Phong lại một lần nữa động thủ, tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng tình huống dưới. Tống Phi Quang thân thể đồng dạng là bay ra linh đường bên ngoài, tại linh đường bên ngoài giữa không trung hóa thành một vũng máu sương mù. Cái này ở đây tất cả mọi người sợ hãi riêng là bá thiên gặp gỡ trường phương cao dương cùng vạn nhận bang hội trưởng Hà Nguyên Long, hai người bọn họ không còn có vừa rồi hào khí, thân thể là nhịn không được run rẩy nhìn xem diệp thần phong hùng hổ dọa người ánh mắt, phương cao dương tại nuốt một hớp nước bọt về sau, hắn cắn răng quát mọi người cùng hắn liều, hôm nay cái này diệp thần phong chỉ sợ sẽ không buông tha chúng ta. Đang nghe Phương Cao Dương lời nói về sau, ở đây người là từng cái tỉnh táo lại, dù sao những người này cũng là trên vết đau liếm máu, bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng tự nhiên muốn so với người bình thường tốt hơn không ít, nhao nhao từ bên hông rút ra một thanh khảm đao chuẩn bị đối với Diệp Thần Phong động thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần Phong trực tiếp cầm trong cơ thể vương cấp linh hồn lực ngoại phóng đi ra, bao phủ lại toàn bộ linh đường, ở đây trừ phương Nam Tường, soát hiểu lệ cùng Trương Hân Nhiên không có chịu đến linh hồn lực áp bách bên ngoài, hơn người trên thân đều cảm giác bị ép một tòa cự đại vùng núi, hai cái đùi bên trong giống như bị dẫn thủy lợi một dạng, ngay cả giản quên vẻn vẹn xê dịch một bước cũng căn bản làm không được. Lên, Diệp Thần Phong trong miệng từ tốn nói, ở cái này lên chữ vừa mới rơi xuống thời điểm, ở đây Phương Cao Dương cùng Hà Nguyên Long các loại tất cả mọi người, thân thể bọn họ lại bị một cỗ lực lượng cho trực tiếp nắm đến giữa không chung, thân thể động đậy không mảy may. may thân thể phiêu phù ở giữa không trung phương cao dương bọn người bọn họ hiện tại mới cuối cùng chân chính biết hoảng sợ là vật gì bọn họ biết đây hết thảy cũng là diệp thần phong gây nên đối mặt loại này không biết tên thần quỷ lực lượng phương cao dương bọn người là không còn có phản kháng tâm tư bọn họ hiện tại cuối cùng là biết vì sao diệp thần phong có thể sáng tạo ra cường hãn thắng thiên hội cái này diệp thần phong căn bản cũng không là người hắn là quỷ hoặc là thần tiên diệp hội trưởng tha mạng Diệp hội trưởng, tha mạng. Diệp hội trưởng, ta không phải có ý muốn mạo phạm ngài, ngài liền coi ta là làm là một cái dám đem thả đi. Diệp hội trưởng, trong nhà của ta có già có trẻ, ngài liền bỏ qua ta nhất mệnh đi. Linh đường giữa không chung là tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, đứng sau lưng Diệp thần phong trương hân nhiên, nàng khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, trong hốc mắt nước mắt là nhận làm, nhìn xem Diệp thần phong không tính to lớn lớn mạnh bóng lưng trong nội tâm nàng bất thình lình thêm ra một vòng ấm áp. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, phanh một lại. Diệp thần phong cầm linh hồn lực thu hồi trong cơ thể, phiêu phù ở giữa không chung người toàn bộ té ngã trên đất bên trên. Diệp thần phong nói ra, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, các người tất nhiên đến, như vậy thì cho trương đại phi phu thê thật tốt dập đầu nói xin lỗi đi. Thẳng đến để cho ta hài lòng mới thôi. Ở đây người nào còn dám có chút do dự từng cái nhao nhao hướng phía trương đại phi phu thê bài vị đập ngẩng đầu lên, mà trương hân nhiên bá bá cùng cứu cứu là trông mong nhìn xem trương hân nhiên, hy vọng trương hân nhiên có thể giúp bọn hắn nói một câu. Đáng tiếc là Trương Hân Nhiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, cho nên bốn người bọn họ cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật đập ngẩng đầu lên. Phanh 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 mà thôi. Từng đợt dập đầu âm thanh quanh quẩn tại trong linh đường, Phương Cao Dương bọn người trên trán là đập chảy ra từng tia từng tia máu tươi, thế nhưng là Diệp Thần Phong không có để bọn hắn đình chỉ, bọn họ một cái cũng không dám ngừng. 20 phút sau khi, Phương Cao Dương bọn người là từng cái dập đầu đập lần lượt té xỉu trên đất bên trên, Trương Hân Nhiên nhìn xem những này té xỉu tại cha mẹ mình bài vị tiền nhân, khóe miệng nàng lơ đáng lộ ra một vòng nụ cười. chương 892, Thắng thì sinh, bại thì chết. Nguyên bản bá thiên gặp gỡ trường phương cao dương bọn người ý đổ dám đối với Diệp Thần Phong động sát nghiệp, Diệp Thần Phong là chắc chắn sẽ không buông tha những người này, bất quá, hôm nay là trương đại phi phu thê tang lễ, Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, lại nói hắn trước mắt vẫn chờ muốn cùng huyết ảnh quyết chiến, chờ cầm huyết ảnh đưa đi gặp Diêm Vương ra về sau, hắn có là thời gian cầm thiên hải địa hạ thế lực một lần nữa chỉnh đốn một lần tại phương cao dương bọn người toàn bộ té xỉu tại trương đại phi phu thê bài vị trước sau diệp thần phong liền đem những người này xem như bóng đá một cái tiếp theo một cái đá ra trong linh đường tại cầm trong linh đường những này rác rưởi thanh lý song sau diệp thần phong quay người nhìn xem trên gương mặt nước mắt còn chưa khô trương hân nhiên hắn vươn tay giúp nhà đầu này lau khô trên gương mặt nước mắt ôn nhu nói ra hân nhiên chờ giúp ngươi xong xuôi cha mẹ ngươi tang lễ về sau nếu như trong lòng ngươi cảm thấy chưa hết giận Thần phong Kakata có thể cho những này rác rưởi toàn bộ biến mất ở cái thế giới này bên trên. Trương Hân nhiên không có né tránh Diệp Thần phong thủ trưởng, mặc cho lấy Diệp Thần phong giúp nàng lau mặt trên má nước mắt. Tại vừa rồi nàng bị chính mình những cái được gọi là thân nhân bức bách thời điểm. Tại vừa rồi nàng bị thiên hải những bang hội đó lão bách thời điểm. Tại nàng lớn nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, là Diệp Thần phong ngăn tại trước mặt nàng. Vào thời khắc ấy diệp thần phong vị đại ca ca này cuối cùng là bắt đầu chân chính đi vào nội tâm của nàng để cho nàng bắt đầu cảm thấy ở cái thế giới này bên trên chính mình còn chưa không phải lẻ loi chơi trọi một người thần phong ca ca cám ơn ngươi trương hân nhiên cắn môi thấp giọng nói ra diệp thần phong thủ trưởng xoa xoa trương hân nhiên đầu nói ra ngươi cũng gọi ta thần phong ca ca giữa chúng ta cần phải nói cám ơn sao lại nói có thể có hân nhiên ngươi đáng yêu như thế muội muội đây là thần phong ca ca ta tha thiết ước mơ sự tình. Hân nhiên, về sau chỉ cần có Diệp Thiếu ra tại, người liền tuyệt đối sẽ không lại chịu đến khi dễ. Người nhất định phải một lần nữa tỉnh lại. Phương Nam Tường cũng đi tới vỗ vỗ Trương Hân Nhiên bả vai nói ra. Trương Hân Nhiên lại nhìn một chút hai cái trong quan tài phụ mẫu, nàng tuy nhiên vẫn là vô cùng đau lòng, nhưng là chỉ ít nàng hiện tại cũng không cảm thấy cô đơn như vậy. trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, hàm răng cắn thật chặt bờ môi nói ra thần phong ca ca phương thúc thúc chúng ta đi tiến đưa cha mẹ ta sau cùng đoạn đường diệp thần phong bọn người nghe được trương hân nhiên có thể chủ động nói ra những lời này trong lòng bọn họ mặt cuối cùng là thở ra một hơi đến phương nam tường đã liên hệ tốt linh xa đồng thời thuê mấy tên vận chuyển nhân viên tại cầm trương đại phi phu thê quan tài đặt lên linh xa Sa về sau diệp thần phong bọn họ liền tiến về hỏa táng chàng dòng giã bận rộn một ngày thời gian diệp thần phong bọn người đi trước hỏa táng chàng cầm trương đại phi phu thê cho hỏa táng sau đó bọn họ lại dẫn trương đại phi phu thê hũ cho cốt đi mộ địa cầm trương đại phi phu thê an táng cùng một chỗ về sau trương hân nhiên tại cha mẹ mình trước mộ bia nghẹn ngào nói rất nhiều rất nói nhiều đương nhiên diệp thần phong mấy người cũng là hầu ở một bên chờ đến diệp thần phong bọn người rời đi trương đại phi phu thê mộ địa về sau sắc trời đã từ lâu tối xuống tại diệp thần phong bọn người đến chỗ ở cửa tửu điếm thì trương hân nhiên nha đầu này đã sớm ngồi tại trong xe ngủ diệp thần phong bọn người không có mang theo trương hân nhiên quay về trương gia biệt thự theo diệp thần phong có lẽ để cho trương hân nhiên ở bên ngoài lai like một thời gian ngắn nàng có thể càng nhanh từ âm ảnh bên trong đi tới diệp thần phong cẩn thận từng ly từng tí cầm trương hân nhiên nha đầu này ôm đứng lên trực tiếp ôm Trương Hân Nhiên đi vào tôn hiểu lệ phòng hai người bên trong. Cầm Trương Hân Nhiên chậm rãi đặt lên giường, giúp nhà đầu này đắp kín mền về sau. Diệp Thần Phong mới nhẹ chân nhẹ tay rời phòng. Đang đi ra gian phòng về sau, Phương Nam Tường, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi tại bên ngoài phòng chờ lấy hắn. Tôn Hằng Phi cả ngày hôm nay đều ở tại trong tử điếm chiếu khán Võ Kiệt. Bây giờ Võ Kiệt cũng ngủ, cho nên hắn một mực chờ đợi lấy Diệp Thần Phong bọn họ trở về. Diệp Thần Phong nhìn xem phương nam tường bọn người, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là buổi tối hơn 8 giờ sáng. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, nếu không chúng ta đi tử điếm trong nhà ăn uống hai chén. Quán rượu này nhà ăn là 24 giờ buôn bán, Diệp Thần Phong nhìn ra được phương nam tường bọn người hẳn là muốn cùng hắn tâm sự, cho nên hắn mới có thể đưa ra đề nghị này, lại nói lần này thiên hải chuyến đi, để cho trong lòng của hắn là nghẹn đầy bụng tức giận, hắn cũng đang muốn muốn uống hai chén phát tiết một chút đây tốt diệp thiếu ra vậy chúng ta liền đi tửu điếm trong nhà ăn tâm sự phương nam tường gật đầu đáp ứng nói quán rượu này nhà ăn tại lầu ba diệp thần phong bọn người đi vào nhà ăn về sau tìm một cái bốn người chỗ ngồi xuống đến thuận tiện muốn một dương hồng tử cùng tầm mười nói thức nhắm tại nhà ăn phục vụ viên mở ra bình rượu giúp diệp thần phong bọn người rót một chén hồng tử về sau Diệp thần phong liền để cho phục vụ viên lui xuống đi, trực tiếp bưng chén rượu lên, bỗng nhiên cầm một chén hồng tử rót vào trong cổ họng, sau đó lại đem ly rượu không cho đổ đầy, nói ra, phương ca, hiểu lệ, Hằng phi. Các ngươi không cần nhiều lời, ta biết các ngươi muốn cùng ta cùng đi đối phó huyết ảnh, bất quá, nói thật, ta không muốn các ngươi bồi tiếp ta cùng đi mạo hiểm. Tôn Hằng Phi cũng bưng chén rượu lên, tại hắn vừa định muốn nói chuyện thời điểm, diệp thần phong trong túi chuông điện thoại di động vang lên hắn lập tức đưa điện thoại di động lấy ra là huyết ảnh cho hắn cánh tay kia chủ yếu cho nên hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa đầu bên kia điện thoại liền truyền đến huyết ảnh âm trầm giọng âm diệp thần phong ta nói qua muốn cho ngươi hai ngày hưởng thụ sinh hoạt thời gian ngươi yên tâm tốt ta là tuyệt đối sẽ không nuốt lời tối nay gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi biết một việc diệp thần phong ta đã chọn tốt chúng ta quyết chiến địa phương sau này giữa trưa tại thiên hải thiên huy đại tử điếm có một trận long trọng tiệc rượu, cùng ngày toàn bộ thiên huy đại tử điếm là bị người cho bao xuống đến, chúng ta là ở chỗ này đối chiến tốt. Bất quá, Diệp Thần Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất là để cho cái yến hội này bình thường cử hành, đừng cho cảnh phương đi phong tỏa thiên huy đại tử điếm, thậm chí ngay cả cảnh phương tốt nhất cũng đừng thông chi, bởi vì cảnh sát nếu như tham dự vào cũng thuần túy là đi tìm cái chết nhưng nếu như ngươi để cho sau này tiệc rượu kết thúc, như vậy ta cũng sẽ lập tức đổi chúng ta quyết chiến địa phương, lần sau ta có thể sẽ tuyển tại nhân khẩu dày đặc thương nghiệp trong cao ốc, đến lúc đó tử vong người vô tội số sẽ gấp bội tăng lên, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn phải biết muốn thế nào lựa chọn. Diệp thần phong, sau này giữa trưa, ta tại thiên huy đại tử điếm bên trong chờ ngươi, sau này cũng chính là ngươi diệp thần phong chân chính tử kỳ. tốt tốt tút, tút, tút huyết ảnh vẫn là không cho Diệp Thần Phong nói chuyện cơ hội, hắn liền cầm điện thoại cho trực tiếp cúp máy, đang nghe được huyết ảnh an bài về sau, cái này khiến Diệp Thần Phong đột nhiên nhíu mày đến, hắn không nghĩ ra huyết ảnh tại sao phải tuyển tại một cái không khỏi rượu trên yến hội cùng hắn quyết chiến. Cái này bên trong đến có cái gì âm mưu? Thần Phong, là huyết ảnh gọi cho người điện thoại. Tôn Hằng Phi nhìn thấy Diệp Thần Phong kết thúc trò chuyện về sau, hắn là vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong cũng không muốn giấu giếm, một năm một mười nói ra, huyết ảnh hẹn ta vào ngày kia quyết chiến, quyết chiến địa điểm là thiên huy đại tử điếm, cùng ngày toàn bộ thiên huy đại tử điếm giống như bị người cho bao xuống tới cử hành một trận tiệc rượu, đương nhiên huyết ảnh còn nói nếu như ta để cho tiệc rượu kết thúc lời nói. Diệp Thần Phong đem hắn cùng huyết ảnh đại khái nội dung nói chuyện tự thuật một lần. Diệp thiếu ra, xem ra cái này huyết ảnh căn bản không có đem người khác sinh mệnh coi là chuyện to tát, nếu như lần này ngươi không đi trận này trên yến hội cùng hắn quyết chiến, lấy huyết ảnh điên cuồng phong cách làm việc, chỉ sợ lần tiếp theo hắn sẽ làm ra càng thêm khác người sự tình đến, xem ra sau này trận này tiệc rượu chúng ta là không đi không được. Đúng, Phong, lần này ngươi cũng không nên lại ngăn cản chúng ta, đến lúc đó trận này tiệc rượu khẳng định sẽ trở nên phi thường hỗn loạn, chúng ta dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể giúp đỡ ngươi một chút bận bịu Tôn Hằng Phi cũng lập tức nói ra, "Thần Phong, cho tới nay nếu trên người ngươi áp lực quá lớn, nếu như có thể lời nói, để cho chúng ta đến cấp ngươi chia sẻ rơi một chút. Về sau chúng ta nhất định sẽ nỗ lực gặp phải ngươi tốc độ." Tôn hiểu lệ trong đôi mắt đẹp là lộ ra kiên nghị vẻ mặt. Diệp Thần Phong thở dài, nhẹ nhàng đung đưa trong tay ly đế cao, hỏi "Chẳng lẽ các ngươi đều không sợ chết sao?" "Không sợ." Phương Nam Tường Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi trả lời là ngoài dữ liệu nhất trí. Tốt, sau này chúng ta liền cùng đi dự tiệc, thắng thì sinh, bại thì chết, ta tin tưởng chết không phải là chúng ta. Diệp thần phong nắm ly đế cao thủ trưởng hơi hơi chặt chẽ, toàn bộ ly đế cao trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít phết giặt, đi qua lần trước cùng huyết ảnh lần đầu giao chiến, hắn cảm giác được huyết ảnh thực lực tại tông cấp trung kỳ linh hồn lực tầng thứ, nếu như huyết ảnh không có hắn chỗ đặc biệt, thực lực cũng không có ẩn tàng lời nói, Diệp Thần Phong dựa vào bạo sâu xa bộ pháp có trăm phần trăm nắm chắc cầm huyết ảnh cho giết chết. chương 893, có ít người không xứng làm bằng hữu của ngươi. Thiên Huy Đại Tử Điếm ở vào thiên hải một chỗ cực kỳ phồn hoa khu vực, thuộc về một nhà hàng thật giá thật khách sạn 5 sao, liền xem như tại thiên hải tòa này phồn hoa quốc tế đại đô thị bên trong, Thiên Huy Đại Tử Điếm dư luận cũng là 10 phần không sai tại ngày trước ban đêm diệp thần phong nhận được huyết ảnh điện thoại về sau hắn cũng không có cầm chuyện này thông chi thiên hải cảnh sát chính như phương nam tường nói tới một dạng máu này ảnh phong cách làm việc thật sự là quá điên cuồng nếu như diệp thần phong ngăn cản trận này tiệc rượu chỉ sợ sẽ có càng nhiều người vô tội liên lụy vào đây cũng không phải là diệp thần phong muốn nhìn đến sự tình cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ trong lòng đối với hôm nay tại thiên huy đại tử điếm tổ chức tiệc rượu người nói tiếng xin lỗi Trương Hân Nhiên nhà đầu kia cùng võ kiệt tiểu tử kia, Diệp Thần Phong nhưng không có đem hai người này mang lên, hắn để cho Trương Hân Nhiên cùng võ kiệt an tâm ở tại trong tử điếm chờ bọn hắn trở về, mà Diệp Thần Phong bọn người ở tại tới gần giữa trưa thời điểm liền chạy tới thiên hải thiên huy đại tử điếm. Làm Diệp Thần Phong cùng tôn hiểu lệ đám người đi tới thiên huy đại tử điếm về sau, chỉ mỗi ngày huy đại tử điếm bãi đỗ xe đậu đầy một cỗ lại một cỗ xe sang trọng, rất nhiều ăn mặc ngăn nắp thành công nhân sĩ đi xuống xe về sau, bọn họ liền hướng về Thiên Huy Đại Tử Điếm đi vào trong đi. Tại Thiên Huy Đại Tử Điếm đứng ở cửa 6 tên bảo an, đến đây tham gia hôm nay trận này tiệc rượu khách nhân, chỉ có hướng về cái này 6 tên bảo an đưa ra thư mời về sau, cái này 6 tên bảo an mới có thể để cho khách nhân đi vào trong tử điếm. Mà Diệp Thần Phong cùng tôn hiểu lệ bọn người trong tay nhưng không có thư mời, Diệp Thần Phong nói ra, đợi chút nữa thừa dịp người chen chúc thời điểm, chúng ta cầm tốc độ tăng lên tới cực hạn, trước tiên trà trộn vào trong tử điếm đi lại nói. Tôn hiểu lệ bọn người là gật gật đầu, đi theo Diệp Thần Phong hướng về cửa tử điếm đi đến. Làm Diệp Thần Phong bọn họ đi đến cửa tử điếm cách đó không xa thời điểm, vừa vặn có một nhóm khách nhân ở hướng về trong tử điếm đi, Diệp Thần Phong tại ý chào một cái tôn hiểu lệ bọn người sau khi. Hắn cái thứ nhất cầm cực hạn tốc độ tăng lên, mà tôn hiểu lệ Phương Nam Tường cùng Tôn Hằng Phi cũng từng cái không chút nào lạc hậu tăng lên lên tốc độ. Thiên Huy Đại Tử điếm cửa ra vào bất thình lình bỗng nhiên nổi lên một trận đại phong, thổi đến là rất nhiều nữ nhân váy cũng bay múa đứng lên, có thể đã gặp các nàng sắc thái rực rỡ nội khố, cái này khiến những nữ nhân này là từng cái ngay đầu tiên che váy. Cửa ra vào rất nhiều khách nhân, bao quát này sáu tên bảo an ở bên trong, bọn họ chỉ mơ hồ cảm giác được giống như có cái gì vật thể từ bên cạnh bọn họ phi tốc đi qua, mà khi bọn họ hướng về trong tử điếm nhìn lại thời điểm, bọn họ căn bản cả cái gì đồ vật đều không có nhìn thấy. Bởi vì Diệp Thần Phong bọn họ đã sớm đi đến thang lầu. Vừa rồi Diệp Thần Phong tại đi vào tử điếm thời điểm, tại tử điếm trong hành lang dựng thẳng một khối thẻ bài, trên đó viết liên quan tới hôm nay trận này tiệc rượu giới thiệu sơ lược, tuy nhiên Diệp Thần Phong chỉ là vội vã liếc mắt một cái, nhưng vẫn là cầm sở hữu nội dung đều nhớ kỹ. Hôm nay là một trọi 60 tuổi phu thê tại Thiên Huy Đại Tử Điếm Đệ Nhị Tăng tổ chức một trận long trọng hai người thọ yến. Tại Đệ Nhị Tăng trong đại sảnh chọn vẹn bày xuống 50 bàn tiệc rượu, nếu trận này tiệc rượu chỉ cần dùng đến Thiên Huy Đại Tử Điếm Đệ Nhị Tăng mà thôi, nhưng đối phương nhưng là đem chọn cái Thiên Huy Đại Tử Điếm đều bao hết, dùng cái này có thể thấy được trận này tiệc rượu chủ nhân trong tay quả thật có chút tiền. Tại Diệp Thần Phong cùng Tôn Hiểu Lệ đám người đi tới lầu 2 đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh đã sớm là người người nhốn nháo, ở đại sảnh phía trước nhất xây dựng một cái sân khấu, tại sân khấu chính giữa treo trên vách tường một bức thật to thọ chữ đồ án. Đi trong đại sảnh người là cả đám đều ăn mặc trang phục chính thức, top 5 top 3 vây tại một chỗ trò chuyện. Mà Diệp Thần Phong bọn người thì là tỉ mỉ quan sát lấy trong đại sảnh mỗi một hẻo lánh, đang tại lúc này. Một đạo nghi hoặc âm thanh truyền vào Diệp Thần Phong trong lỗ tai, Diệp, Diệp tiên sinh. Diệp Thần Phong quay đầu nhìn mình bên phải, chỉ gặp một vị mặc trên người bạch sắc lễ phục. Dáng người 10 phần cao gầy, ngũ quan 10 phần tinh xảo, tóc cao cao co lại, trước ngực hai tòa sơn phong 10 phần đứng thẳng nữ nhân ở hướng về bên này đi tới. Nữ nhân này ước chừng 27-28 tuổi, cái này không phải liền là trước đó cùng Diệp Thần Phong cùng đi Nam Cảng học sinh du học Giang Mộng Dung đi. Mộng dung tỷ người làm sao cũng ở nơi đây. Diệp thần phong tại hơi hơi sững sờ về sau, hắn liền liếc một chút liền nhận ra Giang Mộng Dung, tại mới vừa quen Giang Mộng Dung thời điểm, Giang Mộng Dung còn không biết Diệp thần phong thân phận, cho nên trực tiếp nhận Diệp thần phong cái này đệ đệ, chỉ là về sau biết Diệp thần phong thân phận về sau, Giang Mộng Dung liền không còn dám hô Diệp thần phong vì là đệ đệ, bất quá, Diệp thần phong đối với Giang Mộng Dung cái này ngay thẳng nữ nhân vẫn là rất có hảo cảm, cho nên hắn cũng liền thuận miệng hô một tiếng mộng dung tỷ. Diệp tiên sinh, thật là ngươi, ngươi cũng không nên hù dọa ta, ngươi trực tiếp gọi ta mộng dung liền tốt, hôm nay là cha mẹ ta sáu ngươi mừng thọ, ta đương nhiên phải ở chỗ này, diệp tiên sinh ngươi làm sao lại ở chỗ này. Giang mộng dung tại nhìn thấy diệp thần phong về sau, trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng cao hứng, diệp thần phong tại nam cảng sở tác sở vi, đều đã thật sâu khắc vào trong đầu của nàng, nếu không phải nàng cùng Diệp Thần Phong ở giữa tranh lệch quá nhiều, có lẽ nàng sẽ còn chủ động theo đuổi Diệp Thần Phong đây. Hôm nay là cha mẹ ngươi thọ yến, xem ra trong nhà người vẫn rất có tiền đi. Diệp Thần Phong đang nghi ngờ một lúc sau, lập tức cầm tâm tình ổn định lại. Bây giờ khi biết là Giang Mộng Dung phụ mẫu ở chỗ này chuẩn bị tiệc thọ yến hậu, cái này khiến Diệp Thần Phong bắt đầu do dự, nếu như là cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan người, như vậy trong lòng của hắn nhiều lắm là sẽ có chút áy náy, có thể cái này Giang Mộng Dung nói thế nào cũng cùng Diệp Thần Phong nhận biết, với lại Diệp Thần Phong đối với Giang Mộng Dung rất có hảo cảm, cái này để cho Diệp Thần Phong khó làm. Diệp tiên sinh, người nói đùa, trong nhà của ta vốn là y học thế gia, bất quá, đến cha ta thế hệ này, hắn hết lần này tới lần khác đi làm sinh ý, với lại sinh ý lại làm không tệ, cho nên chỉ có thể để ta tới kế thừa trong nhà y thuật giang mộng dung mỉm cười nói ra nhìn xem giang mộng dung ngay thẳng nụ cười diệp thần phong cuối cùng vẫn dự định nhắc nhở một chút đối phương coi như hôm nay trận này tiệc rượu bị kết thúc đây cũng là không có cách nào sửa tình diệp thần phong hạ thấp giọng nói ra mộng dung nếu chúng ta là trà trộn vào đến hôm nay ở chỗ này rất có thể sẽ có huyết chiến phát sinh người tốt nhất để người cha mẹ cùng thân nhân ngươi mau chóng rời đi tại đây bằng không chỉ sợ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi Nghe Diệp Thần Phong lời nói này, nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt nghiêm túc biểu lộ, Giang Mộng Dung là tin tưởng, bởi vì Giang Mộng Dung tại Nam Cảng thế nhưng là được chứng kiến Diệp Thần Phong thần tiên thủ đoạt, nàng đơn thuần tin tưởng Diệp Thần Phong sẽ không cầm loại chuyện này lừa gạt nàng. Trên mặt nàng lập tức lộ ra bối rối thần sắc, một đôi ngọc thủ không khỏi giữ chặt Diệp Thần Phong cánh tay, hỏi, Diệp tiên sinh, vậy ta hiện tại nên làm cái gì? Mau sớm sơ tán đám người đi. Diệp thần phong thở dài một hơi nói ra, hắn rõ ràng hôm nay cùng huyết ảnh quyết chiến rất có thể muốn tạm thời đình chỉ. Mà đang lúc Giang Mộng Dung muốn đi tìm nàng phụ mẫu thời điểm, một tên ăn mặc hắc sắc tây trang, lè lè thanh niên đi tới, vừa rồi Giang Mộng Dung lôi kéo Diệp thần phong cánh tay hình ảnh, bị người thanh niên này là bắt được, cái này khiến người thanh niên này ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập vẻ lo lắng, tại đi đến Diệp thần phong bọn người trước mặt thời điểm thanh niên cao ngạo tự giới thiệu mình ta gọi thạch hướng dương, cha ta là thiên hải quân bộ nhị bả thù, không biết bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào. Thạch hướng dương cầm khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Giang mộng dung nổi giận đùng đùng chừng mắt thạch hướng dương, quát, hắn là bằng hữu của ta, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi, còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này. Mộng dung, cái này chỉ sợ không được, chẳng lẽ ngươi còn không biết hôm nay trừ là cha mẹ ngươi thọ yến, còn có một món khác phi thường trọng yếu sự tình sao. Thạch hướng dương mặt dày mày dạn nói ra. Mộng dung, hướng dương, các người cùng một chỗ A. À. Một đôi ăn mặc vui mừng y phục nam nữ đi tới, đôi nam nữ này chính là Giang Mộng Dung phụ thân Giang Ánh Thiên cùng mẫu thân tạ Mỹ San. Bá phụ, bá mẫu, không đúng, qua hôm nay ta muốn hô hai vị cha mẹ. Thạch hướng dương vừa cười vừa nói. Mà Giang Mộng Dung là một mặt chấn kinh, Giàng Ánh Thiên lập tức giải thích nói: Mộng Dung, ta và mẹ của ngươi hôm nay nguyên bản muốn cho ngươi một kinh hỉ. Hôm nay trừ hai chúng ta thọ yến bên ngoài, chúng ta còn dự định tại thọ yến bên trên tuyên bố ngươi cùng hướng Dương đính hôn sự tình. Hướng Dương phụ mẫu cũng đang đuổi đến bên này. Cha, mẹ, ta vừa rồi nhìn thấy Mộng Dung cùng vị bằng hữu này thân mật đứng chung một chỗ, cho nên ta chuẩn bị tới hỏi thăm tốt, nhưng nhìn tới Mộng Dung không muốn ta biết vị bằng hữu này thạch hướng dương ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía diệp thần phong hả cái này khiến giang ánh thiên cùng tạ mỹ san sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi thạch hướng dương phụ thân là thiên hải quân bộ nhị bả thủ mẫu thân lại là thương nghiệp kỳ tài nắm trong tay cỡ nào nhà đại hình công ty cho nên hai người bọn họ mới có thể để cho mình nữ nhi cùng thạch hướng dương đính hôn cha mẹ chúng ta nhanh lên đem hôm nay tiệc rượu hủy bỏ đi lát nữa tại đây có thể sẽ phát sinh khủng bố sự kiện. Giang Mộng Dung hiện tại không tì vết đi suy nghĩ đính hôn sự tình, trực tiếp đối với Giang Ánh Thiên cùng tạ Mỹ San nói ra. Mộng Dung, người cái này không hiểu chuyện hài tử, người đây là nghe ai nói. Vẫn là người cố ý biên ra cái này nói láo tới. Tạ Mỹ San chừng liếc một chút Giang Mộng Dung nghiêm khắc quát. Đây là ta nói với Mộng Dung, nếu như các người muốn sống, liền mau chóng rời đi tại đây diệp thần phong đối với giang ánh thiên phu phụ phương pháp làm hắn là không khỏi cau mày một cái bản năng đối với giang ánh thiên cùng tạ mỹ san có chút phản cảm giang ánh thiên cùng tạ mỹ san có chút phẫn nộ chừng mắt diệp thần phong do xét diệp thần phong sau một lát giang ánh thiên đối với mình nữ nhi giang mộng dung nói ra mộng dung vị này là bằng hữu của ngươi về sau không cần giao cái gì loạn thất bát tao bằng hữu có ít người căn bản không xứng làm bằng hữu của ngươi bọn họ đều là hướng về phía cha người ta tiền tới. Diệp thần phong đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, giảng ánh thiên thế mà còn muốn khư khư cố chấp, như vậy diệp thần phong cũng sẽ không đi mặt nóng rán mông lạnh, có thể cầm chuyện này nói ra, cái này đã là xem ở giang mộng dung trên mặt mũi, nếu như giang ánh thiên không hủy bỏ trận này tiệc rượu, cái này cũng vừa vặn bản lề thần phong ý, hắn hôm nay liền có thể ở chỗ này cùng huyết ảnh quyết chiến chương 894, đây không phải đang diễn trò. Giang Mộng Dung nghe được phụ thân nàng Giang Ánh Thiên Trâm chọc cùng chế diễu diệp thần phong ngôn ngữ về sau, sắc mặt nàng bạch. Một chút trở nên đỏ bừng một mảnh, diệp thần phong là ai vật? Hắn là ngay cả đoạn nam các loại một đám quốc tế y học quyền uy đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng sư phụ người. Hắn là ngay cả nam cả người đứng đầu cùng nhị bả thủ đều muốn cung cung kính kính, kính xưng hô hắn một tiếng diệp tiên sinh người, trong tay hắn càng là nắm giữ thần tiên thủ đoạn, dạng này một vị đại nhân vật sẽ xem ra phụ thân nàng những cái kia tiền bẩn. Nàng tin tưởng chỉ cần Diệp Thần Phong nguyện ý, trên cái thế giới này có rất nhiều rất nhiều người đều nguyện ý đem chính mình tư sản chắp tay nhường cho, chỉ vì cùng Diệp Thần Phong nhân vật như vậy kết xuống một cái thiện duyên. Có thể ra mộng dung cha mẹ ngược lại tốt, không những không đi kết giao Diệp Thần Phong lớn như vậy nhân vật, ngược lại đối với Diệp Thần Phong là châm chọc khiêu khích. Cái này khiến nàng đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào nhìn mình lom lom phụ thân, nói ra: "Cha, ta vị bằng hữu này sẽ không gạt ta, ngươi cũng nhanh chút đem trận này tiệc rượu hủy bỏ đi." Hừ, gặp luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi cũng dám chống đối chính mình, cái này khiến Giang Ánh Thiên trong lỗ mũi không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm hùng hổ dọa người. Hắn thấy là diệp thần phong đem hắn nữ nhi cho làm hư, hắn thanh thanh cổ họng, đối diệp thần phong quát tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, hôm nay là ta cùng ta thê tử sáu mươi mừng thọ ngày đẹp, cũng là nữ nhi của ta cùng hướng dương đính hôn thời gian, tại đây cũng không hoan nghênh loại người như ngươi. Còn xin ngươi lập tức từ nơi này rời đi, bằng không ta có thể gọi muốn gọi bảo an, ngươi cũng không muốn bị ném ra thiên huy đại tử điếm A. Cha Ngươi làm sao có thể đối với Diệp Tiên Sinh vô lễ như vậy? Ngươi Giang Mộng Dung lời mới vừa vừa nói ra miệng, liền lập tức bị Tạ Mỹ San cắt đứt, "Mộng Dung, ngươi gọi tiểu tử này cái gì?" "Diệp Tiên Sinh, hắn mới bao nhiêu tuổi? Ngươi vì là đề cao thân phận của hắn, ngươi cũng không cần như thế giúp hắn che giấu a." Lời nói đã đến nước này, nên nói đều đã nói, Diệp Thần Phong không có ý định cùng Giang Ánh Thiên bọn người tốn nhiều môi lưỡi vẻ ý nhún nhún vai, lạnh giọng nói ra, không nên quên ta đã nhắc nhở qua các ngươi, đợi chút nữa các ngươi cũng không nên kêu cha gọi mẹ, ta không có dư thừa tinh lực tới bảo hộ các ngươi những này tự cho là đúng thành công nhân sĩ. Tiểu tử, ta xem ở ngươi mộng dung bằng hữu, ta mới không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng là ngươi không nên đối với ta nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại hống đại khiếu, tranh thủ thời gian hướng về nhạc phụ ta nhạc mẫu xin lỗi. Sau đó lập tức rời đi nơi này ngươi thật đúng là cho là mình là một nhân vật, cha ta là thiên hải quân bộ nhị bả thủ, ta một chiếc điện thoại liền có thể để cho ta cha điều quân đội tới, coi như tại đây phát sinh nhìn cái gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể thoải mái giải quyết. Thạch hướng dương nhìn thấy Giang Ánh Thiên cùng tạ Mỹ San đều đứng tại hắn bên này. Cái này khiến hắn cảm thấy là phi thường thư thái. Ánh mắt khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong, không có chút nào cầm Diệp Thần Phong để vào mắt. Thủy Trung đứng sau lưng Diệp Thần Phong Phương Nam Tường, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, bọn họ đối với Giang Ánh Thiên bọn người bộ này buồn nôn sắc mặt cũng mười phần khó chịu. Diệp Thần Phong là hảo tâm nhắc nhở những người này, những người này thế mà còn châm chọc khiêu khích. Tôn Hằng Phi tức giận nói ra, Thần Phong, người quản những người này chết sống làm gì? Những người này đợi chút nữa coi như toàn bộ chết cũng xứng đáng. Thần Phong, chúng ta không cần để ý không hỏi những người này, huyết ảnh cũng nhanh muốn xuất hiện tại tại đây. Tôn Hiểu Lệ nhấp nhấp môi đỏ nói ra. Mộng Dung, ta nhìn ngươi là bị lừa, theo ta thấy những người này hoàn toàn là lừa gạt ăn lừa gạt uống. Nhìn bọn họ trong mồm mặt nói đạo lý rõ ràng, thật đúng là coi là tại đây sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự kiện. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Thạch hướng dương trên mặt lộ ra một bộ ngươi cho rằng ta là ngu ngốc biểu lộ. Cha mẹ, không phải như vậy, Diệp Tiên Sinh lời nói tuyệt đối là thật, các ngươi nếu là không lập tức hủy bỏ tiệc rượu, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Giang Mộng Dung gấp thần sắc trên mặt là càng phát ra bối rối. Không đợi Giang Ánh Thiên cùng Tạ Mỹ San lần nữa trả lời, Diệp Thần Phong trực tiếp lắc đầu, nói ra, không kịp, hiện tại các ngươi coi như muốn rời khỏi tại đây cũng buổi tối. Diệp Thần Phong ngoại phóng đi ra linh hồn lực cảm giác được huyết ảnh khí tức huyết ảnh hẳn là tại hướng về lầu hai đại sảnh bên này đi tới. Chính như Diệp Thần Phong sở cảm ứng đến, Thiên Huy Đại Tử điếm cửa ra vào sáu tên bảo an, trước mắt từng cái toàn bộ là bị bẻ gãy cổ, thân thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Giờ khắc này ở cửa tử điếm đứng đấy hai cái 27-28 tuổi thanh niên, trên mặt bọn họ treo khát máu nụ cười, nếu như Diệp Thần Phong ở chỗ này lời nói, hắn khẳng định có thể cảm giác được ra hai cái này thanh niên thực lực thuộc về 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực tầng thứ. Hai cái này thanh niên nhìn qua thông hướng lầu hai thang lầu, ánh mắt bên trong trừ khát máu thần sắc bên ngoài, càng nhiều hơn một vòng vẻ cung kính. Mà tại lầu hai trong đại sảnh, giảng ánh thiên bọn người nghe được Diệp Thần Phong lời nói về sau, bọn họ là không muốn cùng Diệp Thần Phong lãng phí thời gian, đang lúc Giang Ánh Thiên muốn gọi lầu hai cửa đại sảnh bảo an thì ba cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân đi tới, cầm đầu một người trung niên nam nhân rõ ràng là huyết ảnh. Diệp thần phong khi nhìn đến huyết ảnh về sau, hắn ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, ngoại phóng ra linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng đến huyết ảnh thực lực. Huyết ảnh mặt ngoài thực lực xác thực chỉ có tông cấp trung kỳ linh hồn lực, tại cảm ứng xong huyết ảnh thực lực về sau, Diệp Thần Phong lại cảm ứng một chút đi theo huyết ảnh hai bên mặt khác hai trung niên nam nhân thực lực. Bên trong một cái trên mặt có nhất đại khối thai ký trung niên nam nhân, hắn thực lực thuộc về tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, một cái khác trên trán có một đầu cự đại vết sẹo trung niên nam nhân, hắn thực lực đồng dạng là thuộc về tông cấp sơ kỳ linh hồn lực. Hai người này cái trước tên là Kim ảnh vệ, cái sau tên là Mộc ảnh vệ, trên thân khí tức cùng huyết ảnh có rất tương tự địa phương. Huyết ảnh chậm rãi bước đi vào đại sảnh về sau, hắn tại rời Diệp Thần Phong cách xa 5 mét địa phương dừng lại, âm thanh âm trầm nói ra, Diệp Thần Phong, không tệ, không tệ, hôm nay ta cuối cùng có thể thống thống khoái khoái cùng ngươi đánh một trận, hôm nay người ta ở giữa chỉ có một người có thể sống đi ra ngoài, người nói sẽ là ai? Diệp Thần Phong nói thẳng, người kia nhất định sẽ là ta. Hào tiểu tử, người thậm chí ngay cả diễn viên đều tìm tới đây chính là như lời ngươi nói khủng bố sự kiện. Thạch hướng dương không chút nào biết hiện tại chính mình là đại nạn lâm đầu, không chút do dự cắt ngang diệp thần phong cùng huyết ảnh đối thoại. Giang ánh thiên đang nghe được thạch hướng dương lời nói về sau, hắn cũng lập tức nghĩ đến đây là diệp thần phong đang diễn trò, hắn tuyệt đối không thể để cho mình nữ nhi cùng loại người này tiếp xúc, lập tức quát người tới, tranh thủ thời gian cho ta người tới, đem những này người cho ta ném ra thiên huy đại tử điếm. Giang ánh thiên khi nhìn đến cửa đại sảnh 6 tên bảo an đi tới về sau, hắn lập tức dùng ngón tay chỉ diệp thần phong cùng huyết ảnh bọn người. Dưới lầu cửa tử điếm bảo an bị giết chết sự tình, lầu hai người còn chưa không biết, cho nên vừa rồi lầu hai cửa đại sảnh bảo an nhìn thấy huyết ảnh bọn người nghênh ngang đi tới. Tự nhiên mà vậy cho rằng huyết ảnh mấy người cũng là hôm nay tiệc rượu khách nhân, cho nên bọn họ cũng không có ngăn cản huyết ảnh bọn người đi vào trong đại sảnh. Trước mắt cái này sáu tên bảo an nghe được Giang Ánh Thiên mệnh lệnh về sau, bọn họ lập tức từ bên hông rút ra một cây gậy cảnh sát, hướng phía huyết ảnh bọn người ép đi qua. Huyết ảnh lông mày hơi nhíu nhăn, nói ra kim ảnh vệ, mộc ảnh vệ, cầm mấy cái này ngu ngốc giải quyết, sau đó các ngươi hai cái cho ta canh giữ ở cửa ra vào, đừng cho tại đây bất kỳ một cái nào người rời đi đại sảnh. Đúng, kim ảnh vệ cùng mộc ảnh vệ cung kính hồi đáp. Đến bây giờ còn diễn kịch, ta xem các người còn có thể cải trang lúc nào. Thạch Hướng Dương nhìn xem huyết ảnh bọn người tiếng cười lạnh là lớn hơn. nhưng mà làm sáu tên cầm trong tay gậy cảnh sát bảo an muốn tới gần huyết ảnh thời điểm kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ động thủ. hai người bọn họ đầu tiên trực tiếp rỗi ra hai tay bắt lấy bốn tên bảo an đầu. âm 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 hai người bọn họ cầm bốn tên bảo an đầu cho ngạnh sinh sinh bóp nát óc cùng máu tươi tung tóe bọn họ một tay. Làm đi ở phía sau hai tên bảo an nhìn thấy này quỷ dị huyết tinh một màn về sau, bọn họ tại ban đầu hơi hơi ngây người về sau, hai người bọn họ là chân mềm nhũn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mà kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ không có lựa chọn buông tha cái này hai tên bảo an, trực tiếp giơ chân lên hướng phía hai tên bảo an đầu đá vào, lại là phanh phanh hai tiếng, hai tên bảo an đầu trực tiếp bị đá bạo. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, cách gần nhất Giang Ánh Thiên cùng Thạch Hướng Dương bọn người, bọn họ từng cái là đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn dưới mặt đất bên trên vô số cỗ thi thể không đầu, Thạch Hướng Dương trên mặt trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, nuốt nước miếng, bờ môi trắng bệch run rẩy nói ra, cái này, đây không phải đang diễn trò. Chương 895, bất tử huyết ảnh. Sớm tại vừa rồi giang ánh thiên mệnh lệnh sáu tên bảo an đi tới thời điểm trong đại sảnh sở hữu khách mời đều phát giác giang ánh thiên bên này tranh cãi, tại những này khách mời xem ra sáu tên bảo an đầy đủ giải quyết trước mắt phiền phức, ai biết cái này sáu tên bảo an lại tại trong chớp mắt công phu, một cái lại một cái bị bóp nát cùng đá bể đầu. Ưng ực ưng ực ưng ực ưng ực cô, quẹ, 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 quẹ một. Trong đại sảnh sở hữu khách mời nuốt nước miếng âm thanh là liên tiếp, tại gian nan cổ họng xong. Nước sau, những này khách mời là từng bước lấy lại tinh thần, rất lo xa lý tố chất độ tranh lệch người, bọn họ tại kịp phản ứng về sau, từng cái xoay người nôn mửa ra ngoài, ở đây những này cái gọi là thành công nhân sĩ, bọn họ bình thường chỗ nào tận mắt chứng kiến qua máu tanh như thế hình ảnh. Những này khách mời trong đầu phản ứng đầu tiên cũng là trốn mà khi bọn họ nhìn thấy kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ không nhúc nhích đứng ở đại sảnh cửa ra vào thời điểm, bọn họ nhớ tới vừa rồi hai người này tàn bạo thủ đoạn, bọn họ đương nhiên là không dám lao ra, sợ cũng bị kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ cho bóp nát đầu, kết quả là tại huyết tinh một màn sau khi phát sinh, trong đại sảnh ngoài dữ liệu không có phát sinh hỗn loạn, sở hữu khách mời đều thần sắc hoảng sợ đứng tại chỗ, tại diệp thần phong bên cạnh giang ánh thiên, tạ mỹ san, giang mộng dung cùng thạch hướng dương bốn người này, bọn họ là rời vừa rồi huyết tinh một màn gần nhất người, tạ mỹ san cùng giang mộng dung đã sớm là xoay người nôn mửa qua, sắc mặt tái nhợt sông mộng lấy biết đây chính là diệp thần phong nói tới huyết chiến, nàng xem thấy cha mẹ mình, nói ra hiện tại các ngươi hẳn phải biết diệp tiên sinh không có gạt chúng ta a, à. giang ánh thiên nhìn dưới mặt đất bên trên sáu cỗ thi thể không đầu trong cổ họng hắn là phi thường khô khốc, thậm chí là thân thể cũng hơi run rẩy lên, từ vừa rồi huyết ảnh cùng Diệp Thần Phong lúc nói chuyện, hắn suy đoán máu này ảnh cùng Diệp Thần Phong có thù, máu này ảnh hoàn toàn là bị Diệp Thần Phong cho dẫn tới tại đây đến, cái này hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên càng thêm bất thiện, đương nhiên hắn còn chưa không biết Diệp Thần Phong đáng sợ thân thủ, bằng không hắn khẳng định không dám nhìn như vậy lấy Diệp Thần Phong. Giang ánh thiên từ trên mặt miến cưỡng gạt ra một vòng nụ cười, chỉ chỉ diệp thần phong, đối huyết ảnh nói ra, vị tiên sinh này, chúng ta cùng người này căn bản không biết, ngài có thể hay không rời tử điếm sau lại trừng trị hắn. Huyết ảnh lãnh đạm nhìn một chút giang ánh thiên, thuận miệng nói ra, nơi này là ta tuyển, hôm nay ta muốn cùng hắn ở chỗ này quyết chiến, các ngươi những này con kiến hôi có thể nhìn thấy như thế một trận đặc sắc vô song đối chiến, cho dù chết các ngươi chỉ sợ cũng có thể yên nghỉ lộp bộp một chút nghe được huyết ảnh lãnh đạm ngôn ngữ về sau giảng ánh thiên đám người sắc mặt là càng thêm khó coi hiện tại bọn hắn cuối cùng là biết diệp thần phong cũng không phải là đang nói láo huyết ảnh cũng không phải diệp thần phong dẫn tới tại đây đến giang mộng dung đối với mình phụ mẫu thất vọng cực độ chân thành tha thiết nói với diệp thần phong một câu diệp tiên sinh thật xin lỗi diệp thần phong tùy ý khoát khoát tay ánh mắt không có chút nào rời đi huyết ảnh thân thể hắn thấp giọng với phương nam tường đám người nói, đợi chút nữa các ngươi không nên cùng cửa đại sảnh hai người giao chiến, bằng các ngươi thực lực bây giờ còn không phải đối thủ của bọn họ, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình an toàn là được, thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút ta vị tỷ tỷ này. Phương Nam Tường, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bọn họ đều trịnh trọng gật gật đầu, mà Thạch Hướng Dương khi nhìn đến Giang Mộng Dung đối đãi Diệp Thần Phong thái độ về sau, trong lòng của hắn là cực độ khó chịu, tạm thời cầm nội tâm hoảng sợ áp chế xuống, đối huyết ảnh nói ra, vị bằng hữu này, cha ta là thiên hải quân bộ nhị bả thủ, vị bằng hữu này có thể hay không cho ta một bộ mặt. Ta có thể đem ngươi muốn đối phó tiểu tử này oanh ra tổ điếm, đến lúc đó ngươi liền có thể yên tâm động thủ. Huyết ảnh lạnh lùng nhìn một chút chít chít hoa hoa thạch hướng dương. Nói ra ta cũng phản cảm người khác cắt ngang ta nói chuyện, vừa rồi ngươi thật giống như làm như vậy a à. Ta, thạch hướng dương đối với huyết ảnh băng lãnh ánh mắt. Sương sống lưng bên trên là điên cuồng toát mồ hôi lạnh, trong miệng vừa định muốn giải thích hai câu, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Thạch hướng dương toàn bộ cánh tay trái trực tiếp hóa thành một vũng máu sương mù, mà thạch hướng dương trong cổ họng thì là kêu rên không ngừng. Đứng tại thạch hướng dương bên cạnh giang ánh thiên cùng tạ Mỹ San, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít bị tung tóe đến máu tươi, bên tai quanh quẩn thạch hướng dương tiếng kêu thảm thiết, hai người bọn họ thân thể là run rẩy càng ngày càng lợi hại, dưới chân bước chân hung hăng lui lại, trọn vẹn lui ra phía sau hai mươi mấy bước mới dừng lại. Giữ lại người đầu này nát mệnh, đợi chút nữa có lẽ còn sẽ có dùng, xem ở ta hôm nay tâm tình không tệ phân thược, ta liền để ngươi lại sống thêm một hồi thời gian. Huyết ảnh từ đầu đến cuối không có nhìn tới thạch hướng dương một chút, trong mắt hắn ở đây chỉ có Diệp Thần Phong một người có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào. Trong cổ họng tiếng kêu thảm thiết liên tục, trên trán nổi gân xanh thạch hướng dương, hắn không lo được không ngừng giữ lại máu tươi bên trái chỗ gãy chân, dưới chân bước chân cũng liền vội lui đến giang ánh thiên bọn người bên cạnh. Theo huyết tinh một màn không ngừng phát sinh, hiện tại giang ánh thiên cùng Tạ Mỹ San là hoàn toàn hối hận, nếu như vừa rồi bọn họ có thể nghe nữ nhi của mình lời nói, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không là cảnh tượng như thế này. Trong đại sảnh sở hữu khách mời, bọn họ cũng không phải là ngu ngốc rất nhiều người tại tỉnh táo lại về sau, hắn liền từng cái gửi nhắn tin ra ngoài cầu cứu, bọn họ sợ gọi điện thoại sẽ bị huyết ảnh bọn họ phát hiện, bất quá, coi như bọn họ gửi nhắn tin cũng không có trốn qua huyết ảnh bọn người cảm giác, nhưng là huyết ảnh không có ngăn cản những người này, hắn thấy liền xem như thiên hải quân bộ xuất động, đây đối với hắn tới nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Cánh tay trái hoàn toàn biến mất thạch hướng dương, hắn là cắn thật chặt hàm răng, Nhìn xem huyết ảnh cùng Diệp Thần Phong là tràn ngập phẫn nộ, hắn cũng vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cho hắn phụ mẫu phát ra một đầu tin nhắn, cái này tay cụt mối thù hắn nhất định phải báo, hắn không những đem huyết ảnh cho hận lên, ngay cả Diệp Thần Phong đồng dạng là bị hắn cho hoàn toàn hận lên. Đến chúng ta bên này đi." Tôn Hiểu Lệ một tay lấy đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Giang Mộng Dung cho kéo đến đằng sau, tất nhiên Diệp Thần Phong để bọn hắn thích hợp bảo hộ một chút nữ nhân này như vậy bọn họ đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Diệp Thần Phong, lần trước tại Chu Mậu Đức trong văn phòng, ta và ngươi đơn giản giao thủ một chút, ta năng lượng cảm giác ra ngươi khí tức tại vương cấp đỉnh phong cấp độ, nhưng lực lượng ngươi lại có thể cùng tông cấp trung kỳ cao thủ sánh ngang, khó trách tông cấp sơ kỳ chiến lang sẽ bại bởi ngươi. Huyết ảnh còn không biết chiến lang tại cùng Diệp Thần Phong khi đối chiến, chiến lang thực lực là mới vừa từ tông cấp sơ kỳ đột phá đến tông cấp trung kỳ, bằng không huyết ảnh khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc. Các ngươi cỡ nào lui ra phía sau một chút, Diệp Thần Phong đối sau lưng phương nam tường đám người nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú huyết ảnh, băng lãnh nói ra, đồ sát thiên hải thắng thiên hội hạch tâm thành viên, đối với bên cạnh ta người động thủ, người hành vi đã hoàn toàn xúc phạm đến ta tuyến, lúc trước những cái kia nếm thử xúc phạm ta tuyến nhân, bọn họ hiện tại đã đang bồi diêm vương ra uống rượu, ngươi sẽ là kế tiếp. Huyết Ảnh chẳng những không có bị Diệp Thần Phong lời nói chọc giận, ngược lại khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn, nói ra, "Đủ cuồng vọng, bất quá, lấy thực lực ngươi, ta thừa nhận ngươi đã có cuồng vọng tư bản, chỉ là vương cấp linh hồn lực lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến." Hôm nay trận này quyết chiến kết cục đã sớm nhất định, người tuy nhiên đủ mạnh, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Huyết Ảnh chỉ là ta tên một nửa, hiện tại ngươi có thể biết ta tên đầy đủ, ta tên đầy đủ gọi là Bất Tử Huyết Ảnh, ta nghĩ ngươi đợi chút nữa chẳng mấy chốc sẽ tự mình cảm nhận được ta cái tên này hàm nghĩa. Chỉ có ta không chết Huyết Ảnh chân chính bội phục địch nhân, ta mới có thể cầm ta tên đầy đủ nói cho đối phương biết, rất rõ ràng, Diệp Thần Phong, ngươi chính là bên trong một cái bằng vào điểm này ngươi liền có thể kiêu ngạo. Huyết ảnh tấm kia coi như nén lòng mà nhìn trên mặt chậm rãi bị khát máu tràn ngập, riêng là cái kia một đôi mắt, trong nháy mắt biến thành dã thú đồng tử, cái loại ánh mắt này phảng phất là muốn đem Diệp Thần Phong thân thể xé nát. Đến trước mắt mới thôi, Diệp Thần Phong còn không có cảm giác được huyết ảnh có bất kỳ chỗ đặc biệt, cho nên hắn cũng trong thân thể không ngừng tăng lên lấy linh hồn lực, mặc kệ huyết ảnh phải chăng có điều giấu giếm, Diệp Thần Phong dự định lần thứ nhất liền sử xuất bạo sâu xa bộ pháp. Dùng cái này đến cho huyết ảnh một cái trầm trọng đả kích, thậm chí hắn muốn dùng cái này đến đem huyết ảnh cho miểu sát. Diệp Thần Phong trong nội tâm luôn cảm giác máu này ảnh có chút cổ quái, cho nên hắn mới có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng phương thức, coi như huyết ảnh đến lúc đó thật có ẩn tàng cũng không kịp, bởi vì lúc kia huyết ảnh đã bị Diệp Thần Phong đưa đi gặp Diêm Vương ra. Chương 896, con trai của ngươi chết sống tính là cái gì chứ? Khi biết Chu Mậu Đức cái này thiên hải cảnh giới người đứng đầu bị hại về sau, hai ngày trước phía trên lập tức để cho nguyên bản thiên hải cảnh giới nhị bả thủ Giang Minh Xuyên thay thế Chu Mậu Đức vị trí. Hai ngày này năm gần 42 tuổi Giang Minh Xuyên có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Nhưng mà, ngay tại vừa mới 5 phút đồng hồ trước, Giang Minh Xuyên hai ngày này đắc ý là hóa thành hư không, hắn trong văn phòng điện thoại tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong kém chút bị đánh bạo, những này điện thoại toàn bộ là liên quan tới thiên huy đại tử điếm phát sinh khủng bố sự kiện sự tình. Dù sao giang ánh thiên phu thê 60 mừng thọ, bọn họ thế nhưng là mời rất nhiều ngày hải thượng lưu nhân sĩ. Tại những này thượng lưu nhân sĩ gửi nhắn tin sau khi ra ngoài, bọn họ thân bằng hảo hữu lập tức ngay đầu tiên hành động. Đang mở hoàn chỉnh chuyện sau khi trải qua, Giang Minh Xuyên toàn thân cao thấp ứa ra mồ hôi lạnh, hắn biết nếu như mình xử lý không tốt chuyện này lời nói, chỉ sợ hắn mới vừa vặn ngồi lên thiên hải cảnh giới người đứng đầu vị trí, chẳng mấy chốc sẽ đắp lên đầu cho triệt hạ đến, nói không chừng bởi vì không có xử lý tốt chuyện này, hắn tiền đồ sẽ còn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này khiến Giang Minh Xuyên cảm thấy mình vận khí thật sự là quá không may, mới vừa vặn ngồi lên cảnh giới người đứng đầu vị trí. Tại thiên hải lập tức liền phát sinh trọng đại như thế khủng bố sự kiện. Đương nhiên Giang Minh Xuyên không có chút nào do dự liền xuất động thiên hải đại bộ phận cảnh sát lực lược, tại trong lúc nhất thời chạy tới thiên huy đại tử điếm đi, ý đồ muốn cầm lần này khủng bố sự kiện, tại thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết tốt đẹp tốt. Tại Giang Minh Xuyên xuất động cảnh sát lực lượng nhân viên thời điểm, Thạch Hướng Dương phụ thân Thạch Thường Sơn cũng thu đến con trai mình tin nhắn, nguyên bản Thạch Thường Sơn cùng vợ hắn Chuông Ngọc Đỏ đã muốn đến thiên huy đại tử điếm, tại thu đến con trai mình tin nhắn về sau thân là thiên hải quân bộ nhị bả thủ thạch thường sơn, hắn không có lộ ra quá mức bối rối, mà chính là bấm giang minh xuyên số điện thoại, khi biết con trai mình nói toàn bộ đều là thật về sau, thạch thường sơn trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cùng lúc đó, tại thiên hải cảnh giới người đứng đầu giang minh xuyên cùng thiên hải quân bộ nhị bả thủ thạch thường sơn, bọn họ hai người này biết được thiên huy đại tử điếm sự tình thời điểm. Thiên hải quân bộ người đứng đầu tô an sinh, hắn thuộc về là kinh thành diệp ra phe phái quan viên, Tô An Sinh hiện tại còn chưa không biết phát sinh ở thiên huy đại tử điếm sự tình. Tô An Sinh là một cái 45-46 tuổi trung niên nam nhân, giờ phút này Tô An Sinh đang ngồi ở hắn trong văn phòng, trong tay cầm một phần báo chí, hắn trên bàn công tác để đó một chén trà nóng, hắn chính là một bên cạnh uống trà, một bên xem báo chí đây. Đinh linh linh, đinh linh linh, trên bàn công tác chuông điện thoại đánh vỡ trong văn phòng bình an, cái này khiến Tô An Sinh không khỏi cau mày một cái, mà khi Tô An Sinh nhìn thấy điện thoại trên màn hình biểu hiện dãy số lúc. Hắn vội vàng vứt xuống trong tay báo chí, thanh thanh cổ họng, lập tức cầm điện thoại cho nhận, cung kính nói ra, thủ trưởng Ngài gọi điện thoại cho ta có phải hay không có cái gì phân phó? Cú điện thoại là này tại phía xa kinh thành Diệp Trấn Hồng Diệp Lão Gia Tử đánh tới, Diệp Trấn Hồng cùng hơn năm được mùa các loại một đám lão gia tử thời thời khắc khắc đều chú ý thiên hải nhất cử nhất động. Tại thiên huy đại tử điếm bên trong phát sinh khủng bố sự kiện về sau, bọn họ những lão giả này cũng ngay đầu tiên bên trong biết, cho nên bọn họ những lão giả này cũng muốn tận chính mình năng lực giúp Diệp Thần Phong một tay. Sống yên ổn, tại thiên hải thiên huy đại tử điếm phát sinh khủng bố sự kiện. Giờ khắc này ở trong tử điếm người toàn bộ bị bắt cóc, cháu của ta Diệp Thần Phong cũng ở chính giữa, Ngươi lập tức cho ta xuất động quân đội, phải tất yếu cam đoan cháu của ta an toàn. Diệp lão gia tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nhưng mà, tại Tô An Sinh vừa mới kịp phản ứng, muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, trong điện thoại lại truyền tới hơn năm được mùa âm thanh, Tô An Sinh, ta là hơn năm được mùa, người nhất định cho ta cam đoan Diệp ra tiểu tử an toàn, chúng ta có thể cho ngươi ghi lại một cái to lớn công lao, nếu như ngươi cam đoan không Diệp ra tiểu tử an toàn, Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hậu quả a." Đang nghe hơn năm được mùa âm thanh vừa dứt xuống, trong điện thoại lại truyền tới Vũ An Quốc âm thanh, "Tô An Sinh, ta là Vô An Quốc, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải bảo vệ tốt thần phong an toàn. Chúng ta những lão già này đều sẽ cảm kích ngươi." Dù sao kinh thành mỗi cái cao tầng là đều ở trong điện thoại đối với Tô An Sinh căn dặn một câu, sau cùng Tô An Sinh ngay cả mình là thế nào cúp điện thoại cũng không biết. Bất quá, hắn đối với Diệp Thần Phong người này hay là có ấn tượng, bởi vì lúc trước hắn may mắn đi kinh thành quan sát qua đặc chủng binh hội giao lưu, hắn cũng là tại đặc chủng binh hội giao lưu bên trên thấy qua Diệp Thần Phong cầm đảo quốc đặc chủng binh ngược như con chó chết một dạng, hắn đối với Diệp Thần Phong người trẻ tuổi kia trong nội tâm cũng là tràn ngập thưởng thức. Bây giờ tại thiên hải thiên huy đại tử điếm bên trong phát sinh khủng bố sự kiện. Diệp thần phong vừa vặn cũng bị cuốn vào bên trong với lại kinh thành mỗi cái cao tầng cũng phải làm cho hắn cam đoan diệp thần phong an toàn. Cái này khiến Tô An sinh trong lúc nhất thời cảm giác áp lực cự đại. Bởi vì Tô An sinh từ mỗi cái cao tầng trong giọng nói, hắn có thể đơn giản nghe ra một chút đầu mối, nếu như hắn có thể cam đoan diệp thần phong an toàn, như vậy hắn sẽ đạt được một phần thật to công lao, tương phản nếu như hắn cam đoan không diệp thần phong an toàn, chỉ sợ ngay cả hắn hiện tại thiên hải quân bộ người đứng đầu vị trí đều muốn không gánh nổi. Cho nên, Tô An Sinh đang suy nghĩ minh bạch cả kiện sự tình về sau, hắn lập tức xuất động một nhánh thủ hạ quân đội, bởi hắn tự mình dẫn đầu, vội vã chạy tới thiên huy đại tử điếm đi. Tại Tô An Sinh dẫn đầu chi quân đội này chạy tới thiên huy đại tử điếm thời điểm, toàn bộ thiên huy đại tử điếm đã bị cảnh sát cho trùng trùng điệp điệp bao vây lại, thiên hải cảnh giới người đứng đầu Giang Minh Xuyên cùng thiên hải quân bộ nhị bả thủ Thạch Thường Sơn. Hai người này cao mày nhìn qua đứng tại thiên huy đại tử điếm cửa ra vào hai tên thanh niên. Cái này hai tên thanh niên là huyết ảnh thủ hạ, bọn họ tại đối mặt những cảnh sát này thời điểm, trên mặt căn bản không có bất luận cái gì bối rối chi sắc. Lấy bọn họ 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực thực lực, hai người bọn họ căn bản là không cần đến e ngại những cảnh sát này hai cái này thanh niên bên trong một cái trên thân bắp thịt hình dáng phân minh gọi là lâm ngạo, một cái khác thân thể nhìn tương đối đơn bạc tên là hoa thiên, lâm ngạo khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, mở miệng quát ta để cho các ngươi không nên khinh cử vọng động, các người thế mà còn phái người muốn từ tử điếm cửa sau tiến vào, các ngươi quả thực là không biết sống chết. Lâm ngạo cùng hoa thiên trong cơ thể linh hồn lực hoàn toàn ngoại phóng đi ra, hai người bọn họ đem rượu cửa hàng cửa sau tình huống cũng cảm giác nhất thanh nhị sở. Lâm ngạo hướng thẳng đến những cảnh sát kia đi qua, trong miệng tiếp tục nói xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi là sẽ không yên tĩnh. Bắn cho ta, bắn cho ta. Giang Minh Xuyên khi nhìn đến Lâm Ngạo đi ra tử điếm về sau, hắn lập tức mệnh lệnh lấy chung quanh những cảnh sát kia. Những cảnh sát kia đang nghe Giang Minh Xuyên mệnh lệnh về sau, bọn họ là không chút do dự bóp cò, phanh 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 tiếng súng là bên tai không dứt từng khỏa viên đạn phi tốc hướng phía lâm ngạo xả kích đi qua nhưng mà sở hữu viên đạn tại rời lâm ngạo xa một mét là thời điểm toàn bộ đình chỉ ở giữa không trung màn quỷ dị này để cho những cảnh sát kia là tạm thời quên tiếp tục mở súng nhưng lại tại lúc này dừng lại ở giữa không trung viên đạn toàn bộ thay đổi phương hướng hướng phía những cảnh sát kia trở về đi qua trong lúc nhất thời bên ngoài quán rượu là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhiều cảnh sát đều bị viên đạn cho bắn chúng, thậm chí có chút cảnh sát là tại chỗ tử vong. đứng ở phía sau Giang Minh Xuyên cùng Thạch Thường Sơn cùng Thạch Thường Sơn lão bà Chuông Ngọc Đỏ, bọn họ bộ dáng cũng người phần chật vật. may mắn bọn họ tại thời khắc mấu chốt trốn đến xe đằng sau, bằng không chỉ sợ bọn họ cũng phải bị viên đạn cho bắn chúng. đây chỉ là cho các người một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi, cho ta thành thành thật thật tại nguyên chỗ ở lại là được. Lâm Ngạo chậm rãi đi trở về Thiên Huy Đại Tửu điếm cửa ra vào. Đang lúc lúc này thời điểm, từng chiếc quân dụng xe tải vững vàng đứng ở Thiên Huy Đại Tửu điếm cách đó không xa, từ trên xe tải đi xuống từng cái cầm trong tay hỏa lực vũ khí binh lính, mà Thiên Hải quân bộ người đứng đầu Tô An Sinh cũng từ một cỗ xe jeep nhà binh trên xe đi xuống. Thạch Thường Sơn khi nhìn đến Tô An Sinh về sau, hắn lập tức đi đến Tô An Sinh trước mặt, nói ra, sống yên ổn, con trai của ta bị vây ở trong tử điếm, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cầm con trai của ta cứu ra a. À? Tô An sinh mắt nhìn vội vàng sao động Thạch Thường Sơn, tâm tình của hắn nguyên bản liền đã không tốt lắm, trực tiếp quát Thạch Thường Sơn, con trai của ngươi chết sống tính là cái gì chứ a? À? Vừa rồi kinh thành mỗi cái lão gia tử đều căn dặn ta, diệp lão gia tử tôn tử cũng tại thiên huy đại tử điếm bên trong, nếu như lần này chúng ta không thể cam đoan diệp thiếu ra an toàn, chúng ta liền đợi đến bỏ đi quân phục về nhà làm ruộng đi. chương 897, không thích hợp. Cùng lúc đó, tại thiên hải tất cả môn kia đô triển khởi hành động thời điểm. Thiên huy đại tử điếm lầu 2 trong đại sảnh. Diệp thần phong cũng không biết bên ngoài quán rượu tình huống, ánh mắt của hắn thủy chung là chăm chú nhìn huyết ảnh, trong thân thể vương cấp đỉnh phong linh hồn lực bỗng nhiên tăng lên, khiến cho trên người hắn y phục không chết động lên. Toàn bộ lầu 2 trong đại sảnh là yên tĩnh không tiếng động, ở đây rất nhiều khách mời cũng không dám phát ra cái gì âm thanh đến. Hôm nay trận này tiệc rượu chủ nhân Giang Ánh Thiên cùng tạ Mỹ San, hai người bọn họ trong nội tâm hối hận ruột đều thanh, đứng ở một bên cố nén tay cụt đau đớn thạch hướng dương. Hắn thấp giọng nói ra, nhạc phụ, nhạc mẫu, hai vị yên tâm tốt, ta đã gửi nhắn tin thông báo ta cha, cha ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem chúng ta cứu ra ngoài. Giang Ánh Thiên cùng tạ Mỹ san nghe được thạch hướng dương lời nói này về sau, hai người bọn họ trên mặt bối rối thần sắc mới hòa hoãn một chút, nhìn xem cùng tôn hiểu lệ bọn người đứng chung một chỗ Giang Mộng Dung, hai người bọn họ rất muốn cho nữ nhi của mình trở lại bên cạnh bọn họ, thế nhưng là bọn họ lại không dám mở miệng gọi, sau cùng chỉ có thể trước tiên từ bỏ ý nghĩ này. Cùng Diệp Thần Phong cách xa nhau xa năm, 6 mét, đang đối mặt lấy Diệp Thần Phong huyết ảnh, hắn đồng dạng là cầm trong cơ thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, một đôi như là giã thú đồng tử trừng mắt Diệp Thần Phong, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giữ tợn, quát, Diệp Thần Phong, nhanh để cho ta tới kiến thức một chút thực lực ngươi đi. Diệp Thần Phong cầm vương cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên tới cực hạn về sau, hắn không giữ lại chút nào lập tức sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện từng cái tiểu toàn phong, Tại tiểu toàn phong xuất hiện sát na, thân thể của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Ở đây sở hữu khách mời đều không có thấy rõ ràng Diệp thần phong thân ảnh là như thế nào biến mất. Đợi đến lần nữa nhìn thấy Diệp thần phong thời điểm, chỉ gặp Diệp thần phong đã xuất hiện tại huyết ảnh trước mặt, cái này khiến Giang Ánh Thiên, Tạ Mỹ San cùng Thạch Hướng Dương ba người này là kinh ngạc há to mồm bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong thanh niên này vậy mà lại có như thế lợi hại thủ đoạn. Nhớ tới vừa rồi chào phúng Diệp Thần Phong lời nói, ba người bọn họ trong nội tâm là một trận hoảng sợ. Tại Diệp Thần Phong sử xuất bạo sâu xa bộ pháp xuất hiện tại huyết ảnh trước mặt thì huyết ảnh cả người cũng hơi hơi sững sờ sững sờ. Hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể có tốc độ như vậy hắn phi thường rõ ràng bằng vào phần này tốc độ Diệp Thần Phong gần như có thể miểu sát phổ thông ngang cấp cao thủ. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua huyết ảnh ngây người cái cơ hội tốt này, hắn hữu quyền như là một khỏa như đạn pháo, nhanh chóng mà lại mãnh liệt hướng phía huyết ảnh trái tim miệng quanh kích tới, một quyền này bao hàm Diệp Thần Phong cực hạn lực lượng, một quyền này Diệp Thần Phong muốn cầm huyết ảnh cho hoàn toàn đưa lên tây thiên đi. Ầm, uhm, một tiếng ở giữa tiếng nổ, tại huyết ảnh trái tim miệng quanh quần ra. Huyết ảnh trái tim miệng tại tiếp nhận Diệp Thần Phong một quyền này về sau, thân thể của hắn bị oanh bay xa năm, 6 mét, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất bên trên không nhúc nhích. Ở đây khách mời không nghĩ tới Diệp Thần Phong một chiêu liền đem đối phương giải quyết, từng cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Mà Diệp Thần Phong tại cầm huyết ảnh đánh bay về sau hắn nhìn thấy đứng bọn họ cửa đại sảnh kim ảnh về cùng một ảnh về căn bản không có động đậy một chút, thân sắc trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên hắn lập tức đánh giá ra huyết ảnh còn chưa chết thế nhưng là hắn vừa mới một quyền xác thực công kích tại huyết ảnh trái tim miệng, theo lý tới nói một quyền kia lực lượng đầy đủ oanh bạo huyết ảnh trái tim. Tiểu hòa tử, nhanh đem cửa ra vào hai người kia cũng giải quyết. Đúng, tiểu huynh đệ, chúng ta không muốn ở lại đây ngươi nhanh lên cầm còn thừa hai người cũng thu thập trong đại sảnh rất nhiều khách mời nhao nhao đối với diệp thần phong kêu lên đáng tiếc là diệp thần phong căn bản không có để ý tới những người này ánh mắt vẫn là không có rời đi huyết ảnh thân thể chỉ thấy huyết ảnh trên mặt đất nằm có mười mấy giây đồng hồ sau khi hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên trái tim của hắn miệng là không có bất kỳ cái gì tổn thương ngược lại bên phải bên hông một loạt xương sườn vị trí là máu thịt be bé bét như thế để cho diệp thần phong nhíu chặt lông mày trong nội tâm sinh ra thật sâu nghi hoặc từ dưới đất đứng lên, huyết ảnh hắn đưa tay phải ra xóa sạch một cái bên phải bên hông máu tươi, đặt ở trước mũi thật sâu hít một hơi, dễ chịu nói ra, máu tươi, máu tươi vị đạo thật sự là quá dễ ngửi. Ngược lại, huyết ảnh ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, trên mặt hắn thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, giống như bên phải bên hông nghiêm trọng thương thế, căn bản không phải ở trên người hắn một dạng. Huyết ảnh khóe miệng nụ cười giữ tợn càng thêm tràn đầy âm thanh trầm thấp nói ra, Diệp Thần Phong, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng, người chỗ bày ra tốc độ xác thực đủ để cho ta chấn kinh. Hiện tại người có phải hay không trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc? Vì sao ngươi một quyền rõ ràng là đánh vào ta trí mạng trái tim miệng, mà sau cùng thụ thương nhưng là ta phải bên cạnh bên hông xương sườn nơi? Ta vong nói cho ngươi biết, ta có một loại đặc thù năng lực, loại năng lực này gọi là trí mạng rời đi, phàm là đối thủ cho ta nhất kích trí mệnh, trong thân thể ta linh hồn lực liền sẽ tự động vận chuyển lại, cầm nhất kích trí mệnh lực lượng chuyển rời đến thân thể hắn không quan hệ đau khổ địa phương. Huyết ảnh cũng không vì vì là diệp thần phong bày ra tốc độ, từ đó trên mặt lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào thất thố thần sắc đến, ngược lại vẫn là giống mới bắt đầu một dạng chấn định, không vội không chậm đối với diệp thần phong giải thích. Diệp thần phong, đón lấy đổi ta tới công kích, huyết ảnh đang cấp diệp thần phong giải thích song sau, hắn hai chân bỗng nhiên đạp thân ảnh hướng phía diệp thần phong nhanh chóng lướt qua đi có lẽ huyết ảnh tốc độ tại người khác trong mắt đã rất nhanh nhưng là theo diệp thần phong huyết ảnh tốc độ vẫn là chậm một chút thậm chí muốn so chiến lang tốc độ còn chậm hơn một bậc thế là diệp thần phong lại một lần nữa sử xuất bạo sâu xa bộ pháp tránh thoát huyết ảnh lần này công kích đồng thời hắn lại vung mạnh ra hiếu quyền lần nữa hướng phía huyết ảnh trái tim miệng oanh kích tới cha là ầm một tiếng, Diệp Thần Phong một quyền chính chúng máu lấy trái tim miệng. Huyết ảnh thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất trên mặt, nhưng lần này mới vừa vặn té ngã trên đất trên mặt, huyết ảnh liền lập tức từ dưới đất đứng lên, trái tim của hắn miệng vẫn như cũ là không tổn thương chút nào. Lúc này hắn bên trái bên hông một loạt xương sườn vị trí trở nên máu thịt be bét. Nhìn thấy nhất kích trí mệnh lại bị rời đi, Diệp thần phong mày nhíu lại càng gia tăng hơn, dưới chân bạo sâu xa cỡ nào pháp luật là liên tục xuất ra, một lần lại một lần đối huyết ảnh công kích, máu này ảnh tuy nhiên mỗi lần đều có thể từ dưới đất đứng lên, nhưng là hắn căn bản trốn không thoát diệp thần phong công kích, cả người tựa như cá nhân thịt bao cát. Âm, 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 âm phanh. Trong đại sảnh là không ngừng quanh quẩn một tiếng lại một tiếng vang trầm âm thanh. Sau 10 phút, Diệp Thần Phong bởi vì không ngừng sử xuất bạo sâu xa bộ pháp, cùng hắn mỗi một lần công kích cơ hồ là toàn lực ứng phó, cái này khiến trong cơ thể hắn linh hồn lực là cực độ tiêu hao, mà huyết ảnh trái tim miệng địa phương vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, trên người hắn chỗ trống mới là vết thương trồng chất, có nhiều chỗ thậm chí là huyết nhục đều bị oanh nổ bay, có thể nhìn thấy trắng hiếu xương cốt. Diệp thần phong nhìn xem 10 mét bên ngoài, lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên huyết ảnh, giờ phút này huyết ảnh trên thân hoàn toàn là bị máu tươi cho nhuộm đỏ, Diệp thần phong đối với huyết ảnh thân thể cường ngạnh trình độ trong nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá, Diệp thần phong biết coi như huyết ảnh mỗi lần đều có thể sử xuất chí mạng rời đi. Nhưng hôm nay trên người hắn đã là vết thương trồng chất, sau cùng khẳng định là ngay cả trí mạng rời đi cũng cứu không hắn. Cái này để cho Diệp thần phong trong nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nhiều, máu này ảnh từ đầu đến cuối đều đóng vai lấy bao cát thịt nhân vật, mà đứng ở đại sảnh cửa ra vào kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ khi nhìn đến huyết ảnh như thế máu me đầm đìa bộ dáng về sau. Hai người kia cũng là thở ơ, đây hết thảy hết thảy đều phi thường không hợp lý, càng làm cho Diệp Thần Phong cảm giác được trước mắt loại tình huống này có chút không thích hợp. À, 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 huyết ảnh trong cổ họng bất thình lình phát ra một trận cười lạnh, âm trầm quát, không tệ, không tệ, loại cảm giác này thật sự sảng khoái, thật sự là quá thoải mái, loại đau này tận xương tủy đau đớn, Thật sự là quá mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu. Ở đây sở hữu khách mời nghe được cả người là máu huyết ảnh, ở thời điểm này vậy mà lại nói ra những lời này đến, bọn họ cả đám đều cảm giác xương sống lưng bên trên lạnh lẽo, bọn họ hoàn toàn là bị huyết ảnh loại này biến thái hành vi bị dọa cho phát sợ. Chương 898, huyết sát thuật, nhân gian luyện ngục. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách một giọt một giọt máu tươi liên tục từ trên người huyết ảnh trượt xuống mặt đất. sang giác sang giác sang giác sang giác sang giác huyết ảnh hai đầu cánh tay mềm nhũn rũ xuống. hắn hai đầu cánh tay đồng dạng là vô cùng thê thảm. hắn mỗi đi lại một bước, tại hắn đầu khớp xương liền sẽ phát ra thanh thúy thanh tiếng nổ, phảng phất huyết ảnh cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. bất quá huyết ảnh cặp kia như là dã thú trong con mắt bên trong khát máu chi sắc là càng thêm nồng đậm, bốc hơi sát lục khí tức không ngừng từ huyết ảnh trong cơ thể tản ra. Ở đây sở hữu khách mời cảm giác được cỗ khí tức này về sau, bọn họ từng cái là không rét mà run, đôi mắt hoảng sợ nhìn xem huyết ảnh cái này bị máu tươi bao trùm ở huyết nhân, bọn họ phảng phất cảm giác huyết ảnh cũng là từ trong địa ngục trong huyết chỉ leo ra đáng sợ ma quỷ. Sau lưng Diệp Thần Phong hơn 10 mét xa tôn hiểu lệ, tôn hằng phi, phương nam tường cùng giang mộng dung, bốn người bọn họ trong nội tâm đều có loại dự cảm không tốt, riêng là tôn hiểu lệ đám ba người, bọn họ cảm giác huyết ảnh trên thân sát lục khí thức thực sự quá nồng nặc, với lại huyết ảnh cả cuộc đời chủ yếu cũng không có yếu bớt, cái này khiến tôn hiểu lệ đám ba người trong đôi mắt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phương ca, xem ra cái này huyết ảnh thật có cổ quái, chỉ sợ hôm nay trận này quyết chiến sẽ không như thế nhanh kết thúc. Tôn hiểu lệ cầm trong cơ thể chân kính lực lượng tăng lên, mỗi thời mỗi khác đều chuẩn bị ứng đối lấy đột phát tình huống phương nam tường trịnh trọng gật gật đầu nói ra loại tầng thứ này chiến đấu chúng ta lên không cái gì đại tác dụng chúng ta chỉ cần không cho diệp thiếu ra thêm phiền là được đứng tại tôn hiểu lệ bên cạnh giang mộng dung nàng đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem diệp thần phong bóng lưng thấp giọng hỏi diệp tiên sinh không có việc gì tình a tôn hằng phi mắt nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng giang mộng dung trong lòng của hắn cảm thán thần phong tiểu tử này quá chiêu nữ nhân ưa thích, thuận miệng nói ra ta muốn thần phong sẽ có biện pháp ứng đối. Nếu như ngay cả thần phong đều thúc thủ vô sách, như vậy hôm nay ở đây tất cả mọi người chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Từ dưới đất bò dậy, dưới chân bước chân trước khi đi hai, ba bước huyết ảnh, trên mặt hắn lộ ra một vòng quỷ dị thần sắc, trong cổ họng quát kim ảnh vệ, mộc ảnh vệ, đón lấy chúng ta hẳn là để cho Diệp Thần Phong kiến thức một chút ta không chết huyết ảnh lợi hại. Huyết sát thuật Tại cuối cùng này ba chữ từ huyết ảnh trong miệng hô lên lúc đến đợi, chỉ thấy huyết ảnh trên thân bị một tầng huyết sắc quang mang cho bao phủ lại. Bao trùm ở trên người hắn máu tươi phảng phất đột nhiên có sinh mệnh, tại trong chốc lát ngưng tụ thành một quả lại một viên trừng hạt gạo hạt trâu màu đỏ như máu. Những này hạt trâu màu đỏ như máu ngưng tụ mà thành về sau, hướng phía kim ảnh vệ cùng mộc ảnh vệ chảy ra đi qua tại chạm đến kim ảnh vệ cùng mộc ảnh vệ về sau những này hạt trâu màu đỏ như máu trực tiếp thẩm thấu tiến vào hai người bọn họ trong cơ thể tại huyết ảnh trên thân dùng hắn máu tươi ngưng tụ mà thành hạt châu thẩm thấu tiến vào kim ảnh vệ cùng mộc ảnh vệ thân thể về sau cái này khiến diệp thần phong cảm giác được kim ảnh vệ mộc ảnh vệ khí tức cùng huyết ảnh càng thêm tiếp cận ba người này ở giữa phảng phất hình thành một loại vô hình liên hệ đứng ở đại sảnh cửa ra vào kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ. Hai người bọn họ thân ảnh bỗng nhiên động, nhanh chóng hướng phía cách bọn họ gần nhất một nhóm người lướt qua đi, tại bọn họ hai cái thân ảnh xuất hiện tại cái này một nhóm người trước mặt thời điểm, hai người bọn họ bỗng nhiên vung ra thủ trường. Từ hai người bọn họ trong lòng bàn tay bắn ra bốn đạo hào quang màu đỏ như máu, phàm là bị đỏ như máu hồng mang chạm đến người, thân thể bọn họ trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số huyết châu phiêu phù ở giữa không trung những này trôi nổi giữa không trung huyết châu phảng phất là có linh tính điên cuồng hướng phía huyết ảnh bay vụt đi qua tiến vào huyết ảnh trên thân mỗi cái trong vết thương cùng lúc đó huyết ảnh trên thân sinh ra thật không thể tin biến hóa những cái kia ngay cả huyết nhục đều bị oanh bay vết thương vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại mọc ra thịt đến rất nhiều vết thương tại trong khoảnh khắc đều khôi phục lại đông dạng Tại những này huyết châu tiến vào huyết ảnh thân thể về sau, trên người hắn sát khí tại tăng lên gấp bội lấy, thần sắc trên mặt trở nên càng phát ra dữ tợn. Loại này huyết sát thuật là huyết ảnh ép xương tuyệt chiêu, huyết sát thuật có thể thông qua hấp thu người khác tinh huyết, dùng cái này tới bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục chính mình thương thế. Đương nhiên nếu như người tinh huyết đủ nhiều lời nói, thì triển huyết sát thuật người còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhất định thực lực. Bất quá, máu này sát thuật tu luyện đứng lên cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một người tu luyện huyết sát thuật người nhất định phải có mặt khác 5 người phụ trợ. Cái này mặt khác 5 người nhất định phải có kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Kim ảnh về cùng mộc ảnh về cũng là kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính người. Máu này ảnh còn không có cầm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành này thuộc tính người gom góp. Nhưng là nương tựa theo kim mộc hai thuộc tính người, huyết ảnh cũng có thể đơn giản thi triển ra huyết sát thuật. Bất quá, Hắn chỉ có thể duy trì huyết sát thuật thi triển khoảng 20 phút, 20 phút về sau, kim ảnh về cùng một ảnh vệ sẽ tạm thời toàn thân thoát lực, đây cũng là huyết ảnh thi triển huyết sát thuật một cái tai hại. Thế nhưng là nếu như huyết ảnh có thể gom góp 5 loại thuộc tính người phụ trợ hắn, như vậy hắn huyết sát thuật liền có thể càng thêm hoàn mỹ thi triển đi ra, đến lúc đó cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ tồn tại. Còn có, bởi vì huyết ảnh huyết sát thuật không hoàn thiện mỗi lần hắn thi triển huyết sát thuật thời điểm, hắn phải dùng chính mình máu tươi tới làm kiếp nổ, dùng cái này đến đem huyết sát thuật cho kích phát ra đến. Đây cũng là vì sao trước đó huyết ảnh tại Diệp Thần Phong trước mặt luôn luôn đóng vai lấy bao cát thịt nhân vật. Chỉ là ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, cũng đã có hơn 30 tên khách mời hóa thành tinh huyết, huyết ảnh vết thương trên người cũng không ngừng đang khép lại, nguyên bản đứng tại chỗ chờ cứu viện các tân khách, bọn họ khi nhìn đến khủng bố như thế cùng không thể tưởng tượng hình ảnh về sau, từng cái cũng đã không thể đủ bình tĩnh, toàn bộ trong đại sảnh rốt cục trở nên hỗn loạn tương bừng. Những này khách mời nhìn xem kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ như là nhìn thấy giống như ma quỷ, ý đồ muốn để cho mình rời cái này hai cái ma quỷ xa một chút, càng xa một chút, tại đầy kéo đầy kéo ở giữa, rất nhiều người đều ngã tại trên mặt đất, mà bây giờ tất cả mọi người lộ ra nhân loại bản tính, bọn họ không lo được té ngã trên đất trên người, cho nên có ít người cũng không phải là bị kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ hóa thành tinh huyết, bọn họ là bị sống sờ sờ giết chết. Từng cái khách mời không ngừng hóa thành vô số tinh huyết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng khóc không ngừng, toàn bộ đại sảnh phảng phất trong nháy mắt biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Giang mộng dung bởi vì có tôn hiểu lệ bọn người bảo hộ, nàng ngược lại là trước tiên bị tôn hiểu lệ bọn người đưa đến an toàn địa phương, mà Giang Ánh Thiên, Tạ Mỹ San cùng Thạch Hướng Dương, ba người này là sắc mặt tái nhợt khắp nơi trốn trốn tránh tránh. Giang Mộng Dung thấy được nàng phụ mẫu chật vật như thế, nàng không nhịn được nghĩ muốn mở miệng để cho Tôn Hiểu Lệ bọn người giúp một cái ba mẹ nàng, thế nhưng là trong lúc nhất thời nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao vừa rồi ba mẹ nàng châm chọc khiêu khích qua Diệp Thần Phong. Mắt thấy huyết ảnh vết thương trên người đang không ngừng khôi phục, hiện tại Diệp Thần Phong cuối cùng là minh bạch huyết ảnh tên đầy đủ vì sao gọi là bất tử huyết ảnh. Diệp Thần Phong hoài nghi nếu như lại để cho huyết ảnh như thế hấp thu xuống dưới, chỉ sợ huyết ảnh thực lực sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Diệp Thần Phong nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ phương hướng, mà huyết ảnh phảng phất đoán được Diệp Thần Phong trong nội tâm suy nghĩ. Hắn trực tiếp ngăn trở Diệp Thần Phong đường đi, nói ra diệp thần phong đối thủ của ngươi là ta ngươi bây giờ còn cho là mình có thể chiến thắng ta sao ngươi rất nhanh liền sẽ thành ta huyết ảnh thủ hạ phong hồn huyết ảnh tốc độ tuy nhiên tạm thời còn không có diệp thần phong nhanh nhưng là hắn ngăn chặn diệp thần phong mười mấy phút vẫn là có thể đến lúc đó huyết ảnh thông qua hấp thu vô số tinh huyết hắn thực lực khẳng định là có thể tạm thời đi lên tăng lên một tầng nếu như huyết ảnh thực lực tăng lên tới tông cấp đỉnh phong linh hồn lực lời nói chỉ sợ Diệp Thần Phong cầm không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong, người không cảm thấy những này con kiến hôi tiếng kêu thảm thiết rất êm tai sao? Người không cảm thấy những này con kiến hôi máu tươi rất mỹ vị sao? Huyết ảnh trên mặt hiển hiện một bộ cực kỳ hưởng thụ thần sắc, khách mời hóa thành vô số huyết châu như cũ đang không ngừng tiến vào huyết ảnh trong thân thể. Diệp thần phong ánh mắt ngưng trọng nhìn xem thương thế cơ hồ muốn hoàn toàn khôi phục huyết ảnh hắn bất thình lình cảm giác trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể bắt đầu trở nên không an phận đứng lên, hắc sắc khí thể không phải chỉ có tại tâm tình cực độ mất khống chế tình huống dưới mới có thể xuẩn xuẩn dục động sao. Cái này trong đan điền hắc sắc khí thể đột nhiên biến hóa, cái này khiến Diệp Thần Phong hai đầu lông mày chặt chẽ nhíu chung một chỗ, trong lòng của hắn có loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, trong đan điền cái này hắc sắc khí thể giống như muốn thoát ly thân thể của hắn chương 899, tức giận đến thổ huyết. Đầu tháng 6, thiên hải buổi chiều ánh sáng mặt trời nghiêm chỉnh là phi thường độc ác, trên bầu trời này vòng hỏa hồng hỏa hồng thái dương thiêu nướng đại địa. Thiên huy đại tử điếm chung quanh bị lít nha lít nhít cảnh sát lực lượng nhân viên cùng binh lính cho vây lại, thậm chí thiên huy đại tử điếm phụ cận mấy đầu đường xá cũng tạm thời bị phong tỏa, tuy nhiên rất nhiều ngày biển địa phương truyền thông đối với phát sinh ở thiên huy đại tử điếm sự tình cũng hứng thú, nhưng là Tô An sinh bọn người cự tuyệt hết thảy có quan hệ truyền thông phỏng vấn. Đứng tại thiên huy đại tử điếm chung quanh cảnh sát lực lượng nhân viên cùng binh lính, trên người bọn họ là từng cái toát ra dính cộc cộc mồ hôi, không có phía trên mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám trốn đến dâm mát địa phương đi, từng đôi ánh mắt đều tập trung ở thiên huy đại tử điếm cửa ra vào. Nhắc tới cũng 10 phần buồn cười, cái này nhất đại thôi thủ cầm hỏa lực vũ khí người, bọn họ tại đối mặt cửa tử điếm lâm ngạo cùng hoa thiên hai cái này thanh niên nhưng là thúc thủ vô sách. Vừa mới bắt đầu tại thiên hải quân bộ người đứng đầu Tô An sinh đến thiên huy đại tử điếm trước mặt thời điểm, hắn còn mắng chửi một hồi thiên hải cảnh giới người đứng đầu Giang Minh Xuyên cùng thiên hải quân bộ nhị bả thủ Thạch Thường Sơn. Theo Tô An sinh cửa tử điếm chỉ đứng đấy hai cái thanh niên mà thôi, Giang Minh Xuyên cùng Thạch Thường Sơn hoàn toàn có thể phái người tấn công vào trong tử điếm. Mà đang nghe Giang Minh Xuyên cùng Thạch Thường Sơn giải thích về sau, Tô An Sinh là lại phái mấy chục tên lính tiến hành các loại đột kích. Đáng tiếc là cái này mấy chục tên lính sau cùng đều chết tại cửa ra vào hai cái thanh niên trong tay. Cái này khiến Tô An Sinh là hoàn toàn không có cách nào. Nếu như chỉ là muốn tiêu diệt trong tử điếm cường đạo, hắn có thể trực tiếp đem rượu cửa hàng cho nổ nát. Nhưng vấn đề là hắn còn muốn cam đoan trong tử điếm người an toàn, ít nhất phải để cho Diệp Lão ra tử tôn tử Diệp Thần Phong an toàn sống sót đứng tại nóng bỏng dưới thái dương tô an sinh không có chút nào rõ ràng trong tử điếm tình huống bây giờ theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời hắn cay chán cùng trên gương mặt đã sớm là che kín lít nha lít nhít mồ hôi sự tình lần này có thể quan hệ hắn tiền đồ nếu là diệp thần phong xảy ra chút gì ngoài ý muốn hắn có thể khẳng định tại phía xa kinh thành những lão gia tử đó sẽ phi thường không cao hứng nói không chừng tại những lão gia tử đó dưới cơn nóng giận toàn bộ thiên hải cấp lãnh đạo mặt đều muốn một lần nữa tẩy bài. Thường Sơn, người nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên cầm con của chúng ta cứu ra a. À, chúng ta nhất định không thể để cho hướng dương ra cái gì một điểm ngoài ý muốn. Thạch hướng dương mẫu thân chuông ngọc đỏ lôi kéo Thạch Thường Sơn tay áo nghẹn ngào. Thạch Thường Sơn trong nội tâm cũng là vội vàng sao động không thôi, vội vàng an ủi tốt, ta nhất định sẽ cầm con của chúng ta cứu ra. Nghe Thạch Thường Sơn cùng chuông ngọc đỏ đối thoại, Tô An Sinh trong nội tâm cảm giác là bực bội không thôi, xóa sạch một cái trên mặt mồ hôi, quát Thạch Thường Sơn, hiện tại chúng ta chủ yếu là nghĩ biện pháp cam đoan diệp thiếu ra an toàn, về phần con trai của ngươi chết sống trước tiên để qua một bên. Nếu như Diệp Thiếu ra lần này trong sự tình xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta những người này khẳng định sẽ bị mất chức, người bây giờ cũng mới hơn 40 tuổi, coi như con trai của ngươi xảy ra chuyện, ngươi không phải còn có thể tái sinh một cái đó sao? Nếu như ngươi chức vị bị rút lui, như vậy là không có khả năng khôi phục lại. Thạch Thường Sơn cùng Chuông Ngọc Đỏ nghe Tô An sinh giáo huấn, trong lòng bọn họ mặt tuy nhiên phi thường không tình nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn là hung hăng gật đầu. Đứng tại cửa tử điếm lâm ngạo cùng Hoa Thiên, hai người bọn họ là nhàn nhã nhìn xem cách đó không xa binh lính cùng cảnh sát, bọn họ hoàn toàn không có một tơ một hào tâm tình khẩn trương, Lâm Ngạo xoay xoay cổ, nói ra, huyết ảnh đại ca giống như đã động thủ, đứng ở chỗ này ta đều có thể cảm giác được nồng đậm sát khí. Hoa Thiên gật gật đầu, nói ra, chỉ cần huyết ảnh đại ca sử xuất huyết sát thuật, như vậy Diệp Thần Phong tử vong cơ hồ là trăm phần trăm sự tình. Chỉ là ta vẫn thật không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể làm cho huyết ảnh đại ca sử xuất huyết sát thuật. Xem ra cái này Diệp Thần Phong thực lực tối thiểu nhất so với bình thường tông cấp trung kỳ linh hồn lực cao thủ muốn mạnh hơn không ít tại thiên huy đại tử điếm bên ngoài tô an sinh bọn người vô kế khả thi thời điểm. Tại thiên huy đại tử điếm cửa ra vào lâm ngạo cùng hoa thiên nói chuyện phiếm thời điểm, thiên huy đại tử điếm lầu hai trong đại sảnh hoàn toàn bị tiếng kêu thảm thiết cho tràn ngập. Diệp thần phong cùng huyết ảnh cách xa nhau chừng 5 mét, diệp thần phong nhìn xem huyết ảnh trên thân cơ bản đã khôi phục thương thế, hắn cảm giác được đan điền hắc sắc khí thể càng phát ra không bị khống chế, hắn không thể lại để cho huyết ảnh như thế khôi phục lại đi, Thân ảnh muốn hướng phía Kim ảnh vệ cùng Mộc ảnh vệ lướt qua đi, đáng tiếc là huyết ảnh thủy chung có thể tạm thời ngăn chặn hắn. Tại không có lựa chọn nào khác phía dưới, Diệp Thần Phong chỉ có thể lần nữa hướng phía huyết ảnh công kích, nhưng mà có vô số tinh huyết liên tục bổ sung về sau, Diệp Thần Phong tại huyết ảnh trên thân tạo thành thương thế, huyết ảnh cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Tại Kim ảnh vệ cùng Mộc ảnh vệ phối hợp huyết ảnh huyết sát thuật xuất thủ về sau, trong đại sảnh khách mời là liên tục giảm bớt lấy, tôn hiểu lệ bọn người nhìn thấy cái này đột nhiên như lai biến hóa sau khi, trong lòng bọn họ mặt là càng thêm lo lắng, bọn họ cảm giác được ra một khi huyết ảnh thương thế khôi phục, những cái kia chui vào huyết ảnh trong cơ thể tinh huyết liền sẽ giúp huyết ảnh tăng thực lực lên, đến lúc đó toàn bộ cục diện liền sẽ đảo ngược tới, diệp thần phong lại biến thành cái kia lâm vào trong nguy hiểm người. Diệp thần phong, tại ta huyết sát thuật phía dưới, Ta huyết ảnh cũng là thân thể bất tử, trừ phi ngươi có thể cầm ta nhất kích miểu sát. Bất quá, nương tựa theo ta chí mạng rời đi, ngươi là không thể nào cầm ta nhất kích miểu sát. Huyết ảnh trên mặt tràn ngập tự tin thần sắc, trong cơ thể linh hồn lực kịch liệt tiêu hao diệp thần phong. Hắn tại biết tạm thời không thể thoát khỏi huyết ảnh về sau, dưới chân hắn bước chân lui ra phía sau năm, sáu bước, hắn thật sự là khống chế không nổi trong đan biển này một đoàn hắc sắc khí thể buông ra đối với hắc sắc khí thể áp chế trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể không có ngoại lực áp chế về sau nó bỗng nhiên lao ra diệp thần phong đan điền từ diệp thần phong trong thân thể thẩm thấu ra cái này đoàn hắc sắc khí thể tại thoát ly diệp thần phong thân thể về sau nó không do dự chút nào liền hướng phía bởi khách mời hóa thành tinh huyết bay qua phàm là bị cái này đoàn hắc sắc khí thể bao phủ lại tinh huyết vậy mà tại trong chốc lát liền biến mất tựa như là bị cái này đoàn hắc sắc khí thể cho hấp thu một dạng, cảm thấy được một màn này huyết ảnh mày nhân lại đến, Quát Kim ảnh vệ, Mộc ảnh vệ, các ngươi hai cái cho ta thêm rất nhanh. Kim ảnh vệ cùng Mộc ảnh vệ đang nghe huyết ảnh mệnh lệnh về sau, hai người bọn họ là lập tức tốc độ tăng lên, từng cái khách mời hóa thành tinh huyết tốc độ là càng tăng nhanh hơn, bất quá, làm cái này vô số tinh huyết chuẩn bị phải bay hướng về huyết ảnh thời điểm, phiêu phù ở giữa không trung đoàn kia hắc sắc khí thể đều sẽ đi đầu một bước, cầm sở hữu tinh huyết đều cho bao phủ lại, ngay cả một giọt tinh huyết đều không có lưu cho huyết ảnh. Cái này đoàn hắc sắc trong cơ thể đang không ngừng hấp thu tinh huyết về sau, nó màu sắc là càng thêm nồng đậm, hắc sắc bên trong đồng dạng là xuất hiện lấm ta lấm tấm hồng sắc, không ngừng tại kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ chung quanh du đáng, chỉ cần có tinh huyết xuất hiện, cái này đoàn hắc sắc khí thể liền sẽ lập tức hành động căn bản sẽ không cho huyết ảnh bất cứ cơ hội nào. Diệp thần phong nhìn thấy đoàn kia hắc sắc khí thể vậy mà tại hấp thu tinh huyết, hắn nhớ tới vừa rồi trong đan điền hắc sắc khí thể xuẩn xuẩn dục động, hắn hiện tại cuối cùng là hiểu được, cái này hắc sắc khí thể hẳn là bị tinh huyết vị đạo hấp dẫn đi ra. Diệp thần phong tuy nhiên không biết bên trong duyên cớ, nhưng là hắn biết cái này đoàn hắc sắc khí thể thích vô cùng hấp thu tinh huyết, này cũng cũng thật to giúp diệp thần phong bận bịu chỉ cần huyết ảnh hấp thu không đến tinh huyết, như vậy huyết ảnh thân thể thì sẽ không thể khôi phục. Diệp thần phong có thể nương tựa theo bạo sâu xa bộ pháp từng chút từng chút cầm huyết ảnh cho mài chết, huyết ảnh trong cơ thể chí mạng rời đi, chỉ có thể tạm thời giúp hắn ngăn cản một hồi mà thôi. Huyết ảnh nhìn thấy vô số tinh huyết đều bị cái này không khỏi rượu hắc sắc khí thể cho hấp thu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, não tử cũng bị kích thích có chút hồ đồ, vậy mà trong cổ họng biên cuồng mà lại ngu ngốc quát, Diệp thần phong, Ngươi nhanh để nó dừng lại, ngươi nhanh để nó dừng lại. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, "Huyết ảnh, không biết ngươi không thể hấp thu tinh huyết về sau, ngươi có phải hay không còn có vừa rồi tự tin." "Ngươi bảo hôm nay đến là ai có thể sống rời đi nơi này? Còn không chết huyết ảnh đây, hôm nay ta liền để ngươi hoàn toàn đều chết hết." Diệp Thần Phong trong thân thể lần nữa tăng lên lên vương cấp đỉnh phong linh hồn lực, không có huyết sát thuật trợ giúp dưới theo Diệp Thần Phong, máu này ảnh căn bản không đủ e ngại. Mà huyết ảnh nhìn thấy như cũ đang không ngừng hấp thu tinh huyết hắc sắc khí thể, bộ ngực hắn chập trùng là càng ngày càng lợi hại, khàn giọng quát không, 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 ta huyết ảnh là thân thể bất tử, ta huyết ảnh tuyệt đối sẽ không chết tại trên tay ngươi. Phốc, có thể là bởi vì quá quá khích động cùng phẫn nộ, huyết ảnh trực tiếp tức giận đến từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn thong dong bình tĩnh cuối cùng là tại thời khắc này bị hoàn toàn đánh nát. Chương 900, cho Diệp Hiếu ra xin lỗi. Âm, 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 phanh. Giang rác, giang rác, giang rác, giang rác, sư soạt, giang rác. Thiên huy đại tử điếm lầu 2 trong đại sảnh quanh quẩn va chạm trầm đục âm thanh cùng cực kỳ làm người ta sợ hãi tiếng xương vỡ vụn. Huyết ảnh tại không có tinh huyết bổ sung về sau, hắn lực lượng tuy nhiên có thể cùng Diệp Thần Phong ngang hàng, nhưng là tốc độ của hắn còn kém rất rất xa Diệp Thần Phong, bây giờ ngay cả hắn ép dương huyết sát thuật đều vô dụng, kết quả là hắn lại một lần nữa biến thành bao cát thịt nhân vật. Mà đổi thành bên ngoài một bên kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ như cũ đang không ngừng cầm khách mời luyện hóa thành vô số tinh huyết, đáng tiếc là những này tinh huyết toàn bộ vô cớ làm lợi đoàn kia phiêu phù ở giữa không trung hắc sắc khí thể mặc kệ hai người này chế tạo tinh huyết tốc độ đến cỡ nào nhanh, đoàn kia hắc sắc khí thể đều có thể cầm sở hữu tinh huyết ngay đầu tiên bên trong tiêu hóa hết. Thân thể bị Diệp Thần Phong liên tục công kích máu này ảnh, hắn nguyên bản cơ hồ khôi phục thân thể lại trở nên vết thương trồng chất, hắn nhìn xem kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ bên kia tình huống, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bởi vì hắn huyết sát thuật chỉ có thể sử dụng 20 phút, 20 phút đi qua, kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ liền sẽ hoàn toàn thoát lực. Bây giờ mắt thấy 20 phút thời gian muốn đến, chỉ cần có đoàn kia phiêu phù ở giữa không trung hắc sắc khí thể tồn tại, huyết ảnh căn bản không có khả năng hấp thu đến bất kỳ một giọt tinh huyết, mà trong cơ thể hắn chí mạng rời đi cũng chỉ có thể tạm thời cam đoan hắn an toàn. Hắn biết hôm nay khả năng thật sự là muốn chết trong tay Diệp Thần Phong mặt, trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Nếu như không có đoàn kia hắc sắc khí thể đi ra phá dối, huyết ảnh nương tựa theo hấp thu vô số tinh huyết hắn thực lực khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn tạm thời tăng lên tới tông cấp đỉnh phong lúc trước huyết ảnh liền xem như đối mặt tông cấp điên phong cao thủ cũng sẽ không e ngại hắn nương tựa theo huyết sát thuật đã giết chết quá nhiều tên tông cấp điên phong cao thủ nhưng bây giờ hắn lại muốn chết tại một tên vương cấp đỉnh phong trong tay người cái này khiến trong lòng của hắn đâu còn có thể bình tĩnh từ diệp thần phong đến thiên hải bắt đầu huyết ảnh vẫn bày mưu tính kế an bài trận này trò chơi, hắn thấy Diệp Thần Phong chỉ là một cái không sai cao thủ mà thôi, một cái có tư cách cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi cao thủ, mà huyết ảnh làm cho này trận trò chơi chế tạo giả, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ chết trong trò chơi, cho nên cho dù tại vừa rồi hắn bị Diệp Thần Phong đánh khắp thân thể đầy thương tích thời điểm, hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy một khỏa thong rong bình tĩnh tâm. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, phanh tiểu, trên thân thể một lần lại một lần chịu đến Diệp Thần Phong công kích, không có huyết sát thuật huyết ảnh chẳng khác gì là không có cánh chim chóc, hiện tại hắn đối mặt Diệp Thần Phong căn bản là không có phần thắng chút nào. Huyết ảnh tuyệt vọng ánh mắt chậm rãi bị kiên định cho tràn ngập, hắn cắn răng bỗng nhiên lui ra phía sau 7-8 bước, thân thể của hắn phía trên sớm đã là máu me đầm đìa, khóe miệng cũng tràn ra từng tia từng tia vết máu, hắn nuốt một hớp nước bọt, trong đôi mắt thêm ra một vòng kiên quyết chi sắc, Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Diệp Thần Phong, khóe miệng thê lương cười nói, "Diệp Thần Phong, không nghĩ tới trận này trò chơi người thắng lợi lại là ngươi, bất quá, ta huyết ảnh sẽ không chết tại bất luận cái gì một người trong tay. Muốn chết ta cũng là chết tại chính ta trong tay, người khác không xứng lấy đi tính mạng của ta." Diệp Thần Phong nghe được huyết ảnh câu nói này về sau, hắn lập tức cảm giác được không thích hợp, mà khi hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm, huyết ảnh trong cơ thể linh hồn lực một trận sao động, ngay sau đó ầm. Một tiếng, trái tim của hắn miệng bỗng nhiên nổ tung ra, hắn cầm chính mình tâm mạch cho trực tiếp đánh gãy, coi như muốn tử huyết ảnh cũng phải chết ở trong tay chính mình mặt. Trong lòng mạch đánh gãy về sau, huyết ảnh trong đôi mắt sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, môi hắn run rẩy nói ra, Diệp, Diệp thần phong, ngươi, ngươi là một cường giả, ta, ta hy vọng ngươi có thể đi được càng xa một chút, bởi vì, bởi vì ngươi là làm cho ta huyết ảnh tự mình đoạn người, ta, ta chờ mong có một ngày ngươi, ngươi có thể cùng ta tổ chức khiêu chiến. Ngươi." Âm thanh đột nhiên ngừng lại, huyết ảnh trừng lớn liếc trong mắt, miệng hơi hơi mở ra lấy, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Huyết ảnh là một cái có thể đối với địch nhân tâm ngoan, đối với mình càng thêm tâm ngoan người. Diệp Thần Phong khi nhìn đến huyết ảnh tự sát về sau, ánh mắt của hắn lập tức vừa nhìn về phía kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ, bởi vì Diệp Thần Phong còn muốn từ kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ trong miệng hiểu biết liên quan tới cái kia giấu ở chỗ tối thần bí tổ chức sự tình. Đáng tiếc là, kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ khi nhìn đến huyết ảnh tự đoạn tâm mạch về sau, hai người bọn họ cũng không chút do so dự tự đoạn tâm mạch, căn bản không có cho Diệp Thần Phong bất cứ cơ hội nào, cái này khiến Diệp Thần Phong trong nội tâm là bất đắc dĩ lắc đầu. Tại huyết ảnh, kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ lần lượt tự sát về sau, bên trong đại sảnh hỗn loạn cuối cùng là dừng lại, nhưng là đã có trọn vẹn hơn phân nửa người bị kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ hóa thành tinh huyết. Đoàn kia phiêu phù ở giữa không trung hắc sắc khí thể, nó nồng đậm hắc sắc bên trong càng nhiều hơn một vòng nhàn nhạt, màu đỏ sậm, nhìn qua càng quỷ dị hơn cùng yêu diễm. Đoàn kia mang theo màu đỏ sậm hắc sắc khí thể, nó tại cảm giác không thấy có tinh huyết sinh ra về sau, nó bỗng nhiên hướng phía Diệp Thần Phong bay trở về, thẩm thấu tiến vào Diệp Thần Phong trong thân thể, trở lại Diệp Thần Phong trong đan điền. Tại cái này đoàn hát sắc khí thể bay trở về Diệp Thần Phong trong đan điền về sau, Diệp Thần Phong cẩn thận từng ly từng tí cảm giác thân thể một cái, hắn tại phát hiện thân thể không có bất kỳ cái gì biến hóa sau khi, hắn tạm thời yên tâm lại, cũng không có đi tra xét rõ ràng biến dị sau khi hát sắc khí thể, hắn chuẩn bị rời đi thiên huy đại tử điếm lại nghiêm túc đi nghiên cứu một chút trong đan điền đoàn kia hắc sắc khí thể. Đại sảnh khách mời nhìn thấy đoàn kia quỷ dị hắc sắc khí thể tiến vào diệp thần phong trong thân thể, bọn họ nhìn về phía diệp thần phong ánh mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ, riêng là giang ánh thiên, tạ mỹ san cùng đoạn một đầu cánh tay trái thạch hướng dương, bọn họ ba người này vận khí cũng là tương đối tốt, không có ở mới vừa rồi bị kim ảnh vệ cùng một ảnh vệ hóa thành tinh huyết. Diệp thần phong trong cơ thể linh hồn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, hắn không rảnh đi để ý tới ở đây những người này, đối tôn hiểu đợi thêm người nói, hiểu lệ, phương ca, hằng phi, chúng ta đi thôi. Đại sảnh khách mời nhìn thấy Diệp Thần Phong sau khi đi ra ngoài, bọn họ cũng vội vàng cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, bởi vì bọn hắn thật sự là không muốn ở lại tại đây, vừa mới hết thảy đối với bọn hắn tới nói quả thực là một cái đáng sợ ác mộng. Cùng ngày huy đại tử điếm lầu một cửa ra vào thanh niên lâm ngạo cùng hoa thiên nhìn thấy Diệp thần phong bọn người đi xuống thời điểm, hai người bọn họ không dám tin chừng to mắt, bởi vì bọn họ là nhìn qua Diệp thần phong ảnh chụp, cho nên liếc một chút liền nhận ra Diệp thần phong đến, bây giờ Diệp thần phong từ trên lầu đi xuống, cái này chẳng phải mang ý nghĩa huyết ảnh bọn họ chết sao. Diệp thần phong nhìn thấy đứng tại cửa ra vào lâm ngạo cùng hoa thiên, cảm giác được hai người này thực lực tại 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực về sau, hắn lập tức cầm trong cơ thể vương cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên, chuẩn bị muốn đem Lâm Ngạo cùng Hoa Thiên cho bắt sống. Tại Diệp Thần Phong cầm linh hồn lực tăng lên sát na, Lâm Ngạo cùng Hoa Thiên liền cảm nhận được cảm giác áp bách, hai người bọn họ chỉ là lẫn nhau liếc nhau, còn không có đợi Diệp Thần Phong xuất thủ, hai người bọn họ vậy mà cũng trực tiếp tự đoạn tâm mạch. Lâm Ngạo cùng Hoa Thiên đã biết coi như hai người bọn họ cộng lại, cơ hồ cũng không có khả năng từ Diệp Thần Phong trong tay đào thoát, mà bọn họ cũng đoán được Diệp Thần Phong có lẽ sẽ bắt sống bọn họ. Hai người bọn họ trong đầu bị quán thâu tổ chức lớn nhất tư tưởng, bọn họ không nghĩ thấu lộ ra có quan hệ tổ chức bất kỳ tin tức gì, cho nên hai người bọn họ ngay đầu tiên không chút do dự lựa chọn tự sát. Diệp Thần Phong nhìn thấy ngã trên mặt đất Lâm Ngạo cùng Hoa Thiên, trong lòng của hắn đối với cái kia giấu ở chỗ tối thần bí tổ chức là càng thêm hiếu kỳ, hắn luôn cảm giác giấu ở chỗ tối cái kia thần bí tổ chức không đơn giản, có lẽ là một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Tất nhiên Lâm Ngạo cùng Hoa Thiên trực tiếp lựa chọn tự sát, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có biện pháp, làm Diệp Thần Phong bọn người vừa muốn đi đến cửa tử điếm thời điểm, nguyên bản đi sau lưng bọn họ thạch hướng dương bọn người xông tới, làm thạch hướng dương nhìn thấy bên ngoài quán rượu lít nha lít nhít cảnh sát cùng binh lính thì làm thạch hướng dương trong đám người tìm tới cha mẹ của hắn thân ảnh thì hắn tại âm trầm chừng liếc một chút diệp thần phong về sau, hắn không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Theo thạch hướng dương diệp thần phong thực lực cho dù cường hắn nữa, đó cũng là khẳng định vô pháp cùng quốc gia lực lượng đối kháng, cho nên hắn chuẩn bị đem hôm nay trận này khủng bố sự kiện toàn bộ vụ oan tại diệp thần phong trên thân. Tuy nhiên hắn đồng dạng hoảng sợ Diệp Thần Phong thân thủ, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh sát cùng trong tay binh lính nắm hỏa lực vũ khí về sau trong lòng của hắn liền có hoàn toàn khí tại thạch hướng dương siêu việt diệp thần phong bọn người thoát ra ngoài về sau giang ánh thiên mấy người cũng vội vàng đi ra ngoài chỉ có giang mộng dung vẫn như cũ là cùng diệp thần phong bọn người đứng chung một chỗ thiếu một đầu cánh tay trái thạch hướng dương hắn cánh tay trái bên trên là bị đơn giản dùng y phục băng bó kỹ hắn vội vã chạy đến cha mình Thạch Thường Sơn cùng mẫu thân Chuông Ngọc Hồng diện trước. Thạch Thường Sơn cùng Chuông Ngọc Đỏ nhìn thấy con trai mình thiếu một cánh tay, đang chuẩn bị đau lòng hỏi một chút tình huống, mà Thạch Hướng Dương trực tiếp chỉ từ trong tử điếm dạo bước đi ra Diệp Thần Phong, quát cha mẹ, liền cái kia hỗn đản, hôm nay trong tử điếm khủng bố sự kiện cùng hắn thoát không quan hệ. Ta cánh tay trái cũng là bị hắn làm hại. Giang Mộng Dung phụ thân Giang Ánh Thiên cùng mẫu thân tạ Mỹ San, hai người bọn họ cũng đi đến thạch thường sơn phu phụ trước mặt trong lòng bọn họ mặt cũng hận lên diệp thần phong bọn họ cho rằng hôm nay sự tình hoàn toàn là bởi vì diệp thần phong dẫn dắt lên giang ánh thiên nói thẳng thạch lão đệ hướng dương nói không sai a à. hôm nay sự tình cùng hỗn tiểu tử này nhất định có quan hệ thạch thường sơn cùng chuông ngọc đỏ đương nhiên còn không nhận ra diệp thần phong hai người bọn họ lúc nghe con trai mình cánh tay trái là bị diệp thần phong hại thành cái dạng này Thạch Thường Sơn lập tức trợn mắt chừng chừng nhìn về phía Diệp Thần Phong, mệnh lệnh lấy chung quanh mấy tên binh lính, ngón tay chỉ Diệp Thần Phong, quát, các ngươi cho ta cầm tiểu tử kia cùng chung quanh hắn người cho khống chế lại. Mộng Dung, người đứng tại tiểu tử kia bên cạnh làm gì? Người tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Giang ánh thiên đối đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Giang Mộng Dung quát, mà Giang Mộng Dung nhưng là thở ơ. Thạch hướng dương thì là đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đã đang suy tư dày vò Diệp Thần Phong biện pháp. Ở đây duy nhất nhận ra Diệp Thần Phong thiên hải quân bộ người đứng đầu Tô An Sinh, hắn vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, hắn đang tại trong đám người tìm tòi Diệp Thần Phong thân ảnh, mà khi hắn nghe được thạch hướng dương bọn người đối thoại về sau, sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, cái này thạch thường sơn muốn chính mình muốn chết điều này cũng không có thể kéo hắn xuống nước đi. Tô An Sinh nổi giận đùng đùng đi đến thạch hướng dương trước mặt, quát xin lỗi. Thạch hướng dương còn tưởng rằng Tô An Sinh là đứng ra vì hắn bênh vực kẻ yếu, hắn còn tưởng rằng Tô An Sinh là để cho Diệp Thần Phong xin lỗi. Hắn vội vàng nói, Tô Thúc Thúc, quang quang xin lỗi quá tiện nghi tiểu tử này, chúng ta hẳn là đem hắn bắt lại thật tốt thẩm vấn thẩm vấn. Tô An Sinh nhìn xem dài dòng liên tục Thạch hướng dương. Trực tiếp một chân đá vào thạch hướng dương trên bụng, quát ta là để ngươi hướng về Diệp Thiếu ra xin lỗi, liền ngươi còn muốn chửi bới Diệp thiếu gia. Nói, Tô An Sinh không để ý đến ở đây hơn người kinh ngạc biểu lộ. Hắn trực tiếp hấp tấp hướng phía Diệp thần phong đi qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 45.